Chương 229, Hậu cung Ngọc Nhan Hoàn. Em còn đang liều mạng giãy giụa thì gã đưa tay định định đánh em, vừa lúc Bí Thư Diệp và Tề Tiên Sinh lao ra tặng cho một đá văng vào tường. Ngọc Mộng Nạp Tuyết điềm đạm đem chuyện kể hết một lần. Lưu manh, khốn kiếp, tôi cũng cảm thấy mất mặt thay cho anh. Phu Phi Phi giận dữ, chỉ vào Hạ Thiết đang ngồi bệt ở dưới đất. Hừ, còn chưa có động tới tên lưu manh trùng sỏ, chính là vị đại cục trưởng Tôn đây. Dường như còn là phó cục trưởng cục thống kê đấy. Dạng thống kê như vậy thì chắc các cô gái ở cục cũng bị gã ta thống kê thành hàng rách hết rồi, tôi nhổ vào, phì. Sở Vân Y còn cay cú hơn, cô căn bản không biết cục thống kê là cái gì, cho rằng nói giống như ban sinh đẻ có kế hoạch, chuyên làm những công tác đặc biệt với phụ nữ. Vì thế chỉ ngay mặt Tôn Mãn Quân rủa mấy câu làm gã đỏ bừng mặt, hiểu được ẩn ý, giận dữ hét. Các cô nói nhảm, tôi đâu nói những lời này. Nói nhảm hay không thì vừa rồi cô Nạp Tuyết đã nói rồi. Diệp Phàm lạnh lùng cười một tiếng, quay sang nói với Thiếu Thải Vân. Bà chủ Tiếu, xin mời cô gái áo đỏ kia đi ra ngoài làm biên bản đi, vừa khéo hiện giờ có phó sở trưởng Tiếu ở đây, chúng ta thương lượng luôn để cho mọi người phân rõ trắng đen, không thể có dối trá, vừa lúc đến hiện trường làm việc. Thiếu Thải Vân liếc Tôn Mãn Quân và Mâu Dũng không muốn đi gọi, Diệp Phàm vừa nhìn cười lạnh nói. Làm sao vậy, bà chủ Tiếu còn muốn bao che tội phạm, vậy dường như cũng là phạm pháp đấy. Hắn quay sang Lô Vĩ nói. Lô Vĩ, cậu là đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố Mặc Hương, cậu nói một chút đi, quốc dân có trách nhiệm hiệp trợ phá án không vậy? Ừ, chuyện này nếu bà chủ Tiếu không phối hợp, tôi chỉ có thể ra lệnh cho phó sở trưởng Tiếu đình chỉ phòng hát này, để điều tra mọi chuyện rõ ràng rồi hãy nói. Lô Vĩ cười nhạt. Quay sang Thiếu Trường Hà nói. Anh khỏe chứ phó sở trưởng Thiếu, tôi là Lô Vĩ, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Mặc Hương, có cần xem chứng minh công tác không? Chuyện hôm nay tôi có mặt ở đây, hơn nữa còn là bạn bè với phó Bí Thư Diệp, cho nên anh sẽ tiếp nhận điều tra vụ án này. Dĩ nhiên, yêu cầu của tôi là phải xử lý theo công bằng, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, bởi vì các cô là phái yếu, phải nghiêm khắc xử lý hung thủ, cho người bị hại một câu trả lời thích đáng. A, à, Lô, đội trưởng Lô. Giấy chứng nhận không cần phải xem, tôi sẽ xử lý theo lẽ công bằng, xử lý nghiêm khắc hung thủ. Thiếu Trường Hà kinh hãi, sắc mặt xanh xám. Gã không ngờ ở đây còn giấu một tượng thần lớn hơn nữa, thậm chí còn trực thuộc hệ thống công an. Nếu y muốn xử lý mình thì chỉ cần gọi một cú điện thoại cho Cục trưởng Cục Công an Huyên Chu Bá Thành thì mình chắc là xong đời, đời này đừng mong ngóc đầu lên được. Phó Bí Thư Diệp cũng chỉ quản bên mảng nhân sự, chỉ là có một chút quan hệ nhưng đội trưởng Lô Vĩ là lãnh đạo trực thuộc hệ thống công an, Thiếu Trường Hà dù thế nào cũng không dám đắc tội, huống hồ đối phương còn có lai lịch lớn như vậy. Thiếu Trường Hà nghĩ thông hết thì không dám chậm trễ, tuy nhiên còn chưa đợi gã lên tiếng thì Tiêu Hổ Thạch đã nói với em gái. Còn không đi gọi người tới, phòng hát này em mở ra à? Một lát sau cô gái mặc bộ đồ đỏ đã được gọi ra, xưng tên là Hồ Lệ Lệ. Là một người bà con xa của Tiêu Hổ Thạch đến giúp việc cho phòng hát. Cô ta kể lại mọi chuyện cũng giống như lời của Ngọc Mộng Nạp Tuyết. Tôn Mãn Quân đứng bên cạnh lảo đảo, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Mang đi. Thiếu Trường Hà liếc nhìn Mâu Dũng, tuy nhiên dưới cặp mắt chằm chằm của Lô Vĩ đành bất đắc dĩ nói khẽ, mấy người công an phía sau rút còng tiến lên. Tôn Mãn Quân lúc này quả thật cực kỳ hối hận chỉ muốn cho mình mấy cái tát tai. Đích thân mình gọi cảnh sát tới bắt mình, đúng là không biết để mặt mũi vào đâu, vì thế cứ luôn đánh mắt cho Mâu Dũng, hy vọng vị chủ tịch thị trấn có thể ra mặt hóa giải, nếu không thật sự mình phải vào cục cảnh sát thì ngày mai chắc sẽ lên trang đầu tin của huyện Ngư Dương rồi. Tuy nhiên bạn gái Lỗ Thục Phỉ của Mâu Dũng đã vội vàng kề sát vào tai gã thì thầm. Cô Vu Phi Phi là MC của đài truyền hình thành phố đấy, cháu gái của cục trưởng cục công an thành phố Vu Kiến Thần, anh đừng có dính vào mà rắc rối. Chuyện này đúng là do Tôn Mãn Quân khiêu khích mà gây ra chuyện. Nếu không phải nể anh thì em cũng muốn đạp cho mấy tên xúc sinh này một cái. Chuyện của cháu gái cục trưởng Vu tốt nhất là đừng dính vào, làm y bực lên thì phiền phức rồi. Anh biết rồi. Mâu Dũng gật đầu liếc nhìn Tôn Mãn Quân rồi bất đắc dĩ giơ chén rượu lên cười khổ. Phó Bí Thư Diệp, Tề Tiên Sinh, đội trưởng Lô, phó cục trưởng Tôn, chuyện này là hiểu lầm thôi, có cần thiết phải làm lớn như vậy chứ? Tất cả mọi người đều cùng ăn cơm một bàn,
cúi đầu nên không thấy nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy. Mọi người cùng uống một chén này thì bỏ qua mọi chuyện đi, còn về cô Ngọc bị thương thì cứ bảo Hạ Thiết và Đường Mộc Hoa xin lỗi và thanh toán tiền thuốc đi. Hạ Thiết và Đường Mộc Hoa cũng hiểu chuyện, có chủ tịch Mâu ra mặt xin xỏ là may mắn làm rồi, vội vàng tiến lên xin lỗi Ngọc Mộng Nạp Tuyết. Cô Ngọc, vừa rồi chúng tôi uống rượu say nên đắc tôi, xin cô thông cảm bỏ qua, thành thật xin lỗi. Tuy nhiên Ngọc Mộng Nạp Tuyết vẫn nghiêm mặt không trả lời, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, chắc là đợi ý hắn. Cô Ngọc, chuyện hôm nay là hiểu lầm thôi, chúng tôi lúc ấy cũng uống say, tôi tự phạt một chén nhé. Tôn Mãn Quân cũng không đơn giản, có được giãn được, thay đổi sắc mặt giơ chén tự phạt. Được rồi, Cục trưởng Tôn đã xin lỗi, Hạ Thiết và Đường Mộc Hoa cũng bị xử phạt, còn có Chủ tịch Mâu ở đây, Nạp Tuyết bỏ qua chuyện này đi. Diệp Phàm cười nhẹ rồi nâng chén làm một hơi cạn sạch. Một trường khôi hài cũng kết thúc, đám người Tôn Mãn Quân xám xịt chuồn mất, Mâu Dũng cũng chỉ biết lắc đầu kêu gào uất ức. Tuy nhiên Tôn Mãn Quân trước khi chuồn đi vẫn găm lại một ánh mắt căm hận, tuy nói che giấu rất tốt nhưng vẫn bị thuật ưng nhãn của Diệp Phàm cảm nhận, cười lạnh, lần này nhìn mặt Mâu Dũng mà tha cho mày một lần, sau này còn dám chơi ông thì ông sẽ cho mày vào tù uống nước giải chơi. Chẳng phải Phó Cục trưởng Cố cũng bị ông mày cho vào nhà giam sao, kể cả Phó Cục trưởng Cục An ninh lẫn Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Chu Chính Dương cũng thế. Tất cả giờ e là đang cùng Phó Sư đoàn trưởng Lưu của căn cứ Vịnh Lam Nguyệt thành phố Thủy Châu hát bài nước mắt sau song sắt cả rồi, tiểu tử ngươi còn non lắm. Kỳ lạ, mình có phải là sát tinh trời sinh hay không mà tốt nghiệp chỉ mới nửa năm đã tống ba Phó Cục trưởng vào đại lao. Cứ theo đà này thì chắc chỉ vài năm nữa ngay cả thường vụ, chủ tịch thành phố gì đó cũng theo nhau vào đó, biết đâu mình là người sinh ra để làm việc ở ủy ban kỷ luật chắc. Nghĩ lan man những chuyện này làm Diệp Phàm cũng cảm thấy hơi buồn cười, tựa hồ có một chút cảm giác có thành tích. Mình chỉ là một cán bộ cấp phó phòng nho nhỏ mà đến cả cán bộ cấp cục cũng có thể tống vào đại lao thì đúng là châu bò. Mọi người định nửa đêm đi bắt quỷ nên tất cả trở về Tử Vân Tử Lâu nghỉ ngơi. Sau khi trở lại phòng ở trụ sở, Diệp Phàm lấy bản chép tay của Biển Thước ra xem xét, lật đi lật nghiên cứu kỹ một hồi. Trong đó có một đoạn nói về các bí phương dưỡng nhan cho các phi tử của đế vương gọi là hậu cung Ngọc Nhan Hoàn, bởi vì hôm nay thấy dấu tay in trên mặt của Ngọc Mộng Nạp Tuyết mãi vẫn chưa tan nên Diệp Phàm mới nhớ tới nó. Theo truyền thuyết kể lại rằng có một vị ẩn sĩ nổi tiếng của núi Nga Mi là Hoàng Trần Đạo Cô đã nghiên cứu mấy chục năm rồi sáng chế ra. Hoàng Trần Đạo Cô vốn là một tiểu thư khuê các, tuy nhiên điều kỳ lạ là làn da của bà trời sinh màu vàng, nhìn qua như là một loại bệnh kỳ quái nào đó. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà bà bị vị chỉ phúc hôn phu là Tư Mã Cuồng Húc ruồng bỏ. Thật ra thì điều này cũng không trách được Tư Mã Cuồng Húc bạc tình vì ông ta là đại tướng một đời cũng không thể cưới một thiếu phụ luống tuổi có chồng làm vợ cả. Điều này cũng không có thể trách Hoàng Trần Đạo Cô vì là trời sinh, cuối cùng nhân duyên hai bên tan vỡ. Cuối cùng Hoàng Trần Đạo Cô muốn thoát khỏi Trần Duyên, đến núi Nga Mi xuống tóc làm ni cô. Tuy nhiên vận khí bà rất tốt. Trong lúc tu hành tình cờ phát hiện trong một cổ động một quyển thư tịch của một vị luyên đan thời cổ nói về dược thảo trung y. Hoàng Trần Đạo Cô ỷ mối hận năm xưa thề phải chữa cho được căn bệnh vàng da của mình khôi phục dung nhan tuyệt mỹ để sỉ nhục vị tướng quân Tư Mã Cuồng Húc kia. Vì thế trong nửa đời còn lại bà dốc lòng nghiên cứu về trung y, đi khắp Hoa Hạ để tìm những bí phương cổ truyền. Vào lúc 45 tuổi, bà phát hiện được dưỡng nhan thuật của Hoàng Cung, cuối cùng nghiên cứu ra hậu cung Ngọc Nhan Hoàn. Phương pháp này được chép lại trong quyển sách của Biển Thước. Thì cũng rất khó khăn để thực hiện, bởi vì lúc đó Hoàng Trần Đạo Cô đã là một cao thủ bát đoạn. Muốn chế biến nội hoàn này cần dùng tới nội kinh để nuôi dưỡng dược tính, năm đó Hoàng Trần Đạo Cô chế luyện thành công, sau khi phục dụng thì chút bỏ được lớp da vàng, khôi phục dung mạo tuyệt mỹ. Sau đó bà tìm đến phủ tướng quân Tư Mã để ra mắt, người tình năm xưa giờ đã là một lão tướng quân tóc bạc da mồi. Vừa thấy vị đạo cô da rẻ nõn nà, dung nhan thoát tục thì giật mình, đau khổ khẩn cầu Hoàng Trần Đạo Cô nghĩ đến tiền duyên mà ra tay độ thế, tuy nhiên Hoàng Trần Đạo Cô chỉ cười một tiếng mà rằng, duyên đã hết, giọt nước rớt xuống có thể thu hồi nữa đâu rồi phiêu hốt ra đi, Tư Mã Cuồng Húc không lâu thì sầu não mà chết. Từ đó về sau, hậu cung Ngọc Nhan Hoàn của Hoàng Trần Đạo Cô trở thành cống phẩm của Hoàng Cung, trở thành vật tranh đoạt của các phi tử nơi hậu cung, tuy nhiên giá trị kinh người. Một viên hậu cung Ngọc Nhan Hoàn giá trị ngàn vàng, phi tử nào không có tiền thì không thể mua nổi.
Trong sách còn phóng đại nói là một người phụ nữ xấu sau khi phục dụng có thể thay da đổi thịt trở thành một mỹ nhân, làn da trắng nõn như bạch ngọc, vì thế mà gọi là hậu cung ngọc nhan hoàn, cũng không biết có thật như lời đồn hay không. Vốn định nghiên cứu cho em Xuân Hương của mình dùng thử, Xuân Hương còn chưa kịp thử qua thôi thì lấy ngọc mộng nạp tuyết ra làm chuột bạch vậy. Diệp Phàm nhìn viên thuốc bốc mùi thơm ngào ngạt trong tay, thở dài một hơi. Viên thuốc này là do hắn trong lúc nhàn rỗi dùng thời gian một tháng, mỗi ngày tốn mất nửa giờ dùng nội kình xúc tích vào viên thuốc đã bào chế, định cho Phạm Xuân Hương dùng thử. Tuy nhiên vì lo lắng tác dụng phụ của nó mà vẫn chần chừ, chỉ e nó làm biến dạng luôn khuôn mặt thì thảm rồi, vì thế vẫn luôn giấu trong hộp ngọc mà không dám lấy ra. Hôm nay thấy ngọc mộng nạp tuyết đau khổ vì mấy dấu tay mãi vẫn không mờ, rơm rớm nước mắt nên Diệp Phàm cắn răng quyết định lấy ra dùng thử. Trong lòng hắn chỉ biết cầu xin Bồ Tát ngàn vạn lần đừng hủy đi khuôn mặt của ngọc mộng nạp tuyết thì mình đúng là không có mặt mũi làm người. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng nắm chắc tới 8 phần là hậu cung ngọc nhan hoàn sẽ không hủy dung mạo của người. Bởi vì hắn đã từng bôi thí nghiệm trên mặt một con khỉ mặt vàng mua của hai người đến quán Xuân Hương ăn cơm. Mấy giờ sau khi dùng thuốc thì mặt mày con khỉ vẫn không bị hủy đi, cảm nhận quả thực có trắng hơn một chút. Dĩ nhiên cũng chỉ là một cảm giác mà thôi. Còn cuối cùng có trắng hay không chỉ có trời mới biết, tuy nhiên nói rõ là thuốc này có thể dùng. Dẫu sao giữa người và khỉ vẫn có khác biệt, chưa trải qua thử nghiệm lâm sàng thì vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn, trong lòng Diệp Phàm vẫn cảm thấy thấp thỏm. Diệp Phàm mang theo tâm tư này đến Tử Vân Tử Lâu, đến nơi thì thấy một quang cảnh náo nhiệt, tất cả mọi người đều không ngủ. Lô Vĩ, Tề Thiên, Chu Quân Nghĩa và đám Vu Phi Phi đang hào hứng chơi trò oản tù tì. Ai thua thì phải vẽ ria mép bằng nhọ. Trên mặt của Lô Vĩ và Vu Phi Phi đã có mấy vệt đen xì. Còn bên kia là Vu Phi Phi liên thủ với Sở Vân Y cũng xui xẻo bị vẽ mấy sợi, chỉ có Tề Thiên là tốt hơn một chút chỉ bị vẽ ba cái. Chu Quân Nghĩa thì đã sớm thành một ông lão râu rậm, mọi người vui chơi cực kỳ hăng hái. Diệp Phàm nhìn qua rồi lẳng lặng đi đến phòng của Ngọc Mộng Nạp Tuyết. Nạp Tuyết, em mở cửa ra, anh là Diệp Phàm. Tìm em có việc. Diệp Phàm nhẹ nhàng gõ cửa, tự nhiên có cảm giác làm giặc, thầm nghĩ, quái. Mình là quang minh chính đại tới tìm Ngọc Mộng Nạp Tuyết chữa bệnh, làm sao lại có cảm giác hoang đường vụng trộm. Ừ, anh Diệp tới à, để em mở cửa. Ngọc Mộng Nạp Tuyết thật ra vẫn chưa ngủ, vừa bị một hồi kinh sợ nên trong lòng vẫn cảm thấy ấm ức, lại còn dầu dĩ vì dấu tay trên mặt. Ngọc Mộng Nạp Tuyết mới chỉ 17, 18 tuổi. Hoàn toàn còn là một cô gái ngây thơ chưa biết gì. Đối với dung nhan bản thân mình lại hết sức coi trọng vì điều này với những cô gái học ở học viện âm nhạc là vô cùng quan trọng. Ngọc Mộng Nạp Tuyết là một sinh viên chơi dương cầm rất hay, nghe nói lúc đầu là học qua lớp múa, nghe nói rất có triển vọng, nếu sau này có cơ hội lên sàn diễn thì gương mặt đúng là vô cùng quan trọng vì không có một diễn viên múa nào lại có một gương mặt xấu cả. Cửa vừa mở, Diệp Phàm thấy Nạp Tuyết mặc một áo ngủ rộng thùng thình. Tóc buông xóa, gương mặt vẫn còn vẻ sợ hãi, dấu tay còn hẳn rõ trên mặt. Diệp Phàm thở dài, trong lòng chợt có một cảm giác muốn được che chở, bất giác đưa tay xoa nhẹ dấu tay trên mặt của Ngọc Mộng Nạp Tuyết. Ngọc Mộng Nạp Tuyết cũng không nghĩ là anh trai của Diệp Tử Y sẽ hành động như vậy, nhất thời cảm thấy sợ hãi, đến khi hồi phục tinh thần thì gương mặt lại đỏ hồng lên quay đi không muốn để cho Diệp Phàm vuốt ve. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng đã biết điều buông xuống từ trước. Cử động vừa rồi chỉ là do bản năng che chở bộc phát. Thấy dáng vẻ của Ngọc Mộng Nạp Tuyết thì hắn biết cô không muốn, tuy nhiên vì lễ phép nên cũng không nói gì, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nạp Tuyết, mới vừa rồi anh xem em là em gái, có chút thất thố nên em bỏ qua nhé. Đã trễ thế này anh có chuyện gì không, em muốn được nghỉ ngơi. Ngọc Mộng Nạp Tuyết khôi phục bình tĩnh, ngần ngừ một thoáng rồi cho là Diệp Phàm có ý gì đó không được tốt. Uyển chuyển nói là mình cần nghỉ ngơi nhưng thực ra là hạ lệnh đuổi khách. Ha ha, trước kia anh có học với một thầy thuốc trung y, sau đó có làm ra một viên thuốc, khi bôi vào mặt em thì đảm bảo chỉ cần 2 giờ sẽ làm mất dấu tay kia, hơn nữa một chút dấu vết cũng không có. Diệp Phàm lấy hộp ngọc ra, sau khi mở ra thì thấy một viên thuốc đen bóng, nhìn qua thật sự là tầm thường, thậm chí hơi khó coi. Có thể như vậy được sao? Ngọc Mộng Nạp Tuyết dĩ nhiên nghi ngờ viên thuốc đen bóng kia, hơn nữa nếu bôi lên mặt thì quá mức dơ bẩn, thật sự là có ác cảm. Làm sao, không tin à? Anh là anh trai Tử Y, làm sao có thể hại em được?
anh nói thật với em, thuốc này muốn dùng phải thoa nước, sau đó mài thành hỗn hợp rồi bôi lên mặt, bôi thuốc cần phải dùng tay, không thể dùng vải bông. Anh muốn tự mình thoa thuốc cho em để cảm nhận hiệu quả. Diệp Phàm nói rất chân thành. Chương 230, bác sĩ Diệp dụ dỗ người đẹp. Kỳ thực những lời Diệp Phàm nói là thật lòng, cũng không phải vì muốn chiếm tiện nghi của Ngọc Mộng Nạp Tuyết. Vì sau khi điều chế, hậu cung Ngọc Nhan Hoàn, phải trải qua sự em đọng gọt rũa nội kình của cao thủ thất đoạn mới thành công nên khi bôi thuốc cũng phải là cao thủ thất đoạn vừa bôi vừa đem nội kình ép vào trên tay, đều đặn bôi lên mặt của người chịu bôi thuốc, đem dược tính toàn bộ ép vào trong lỗ chân lông trên mặt. Sau khi bôi lên lại vừa xoa vừa lợi dụng hấp thu nội kình và dược tính, điều dưỡng chỗ vết thương cho người phải bôi thuốc, cứ như vậy có thể mới có tác dụng lưu thông khí huyết, ép độc tố trong lỗ chân lông ra. Sử dụng cho người bị thương nhẹ, có thể làm cho máu đông tan ra, với người không bị thương độc tố trong lỗ chân lông sau khi bài xuất ra cũng có tác dụng làm đẹp. Nhưng loại cảnh tượng này hình như vô cùng mập mờ, Ngọc Mộng Nạp Tuyết vừa nghe thấy trong lòng chợt lạnh, vội vàng nói. Không, không, anh không thoa đâu, vết tay rất nhẹ, cảm ơn anh Diệp anh không sao đâu. Chuyện này thật sự hù dọa Ngọc Mộng Nạp Tuyết, hiện giờ em 100% xem Diệp Phàm là tên lừa gạt. Một tên lừa gạt háo sắc chính tông nên nói xong liền đóng cửa lại, nhìn tư thế giống như nếu Diệp Phàm không thức thời đẩy cửa phòng bước vào, đoán chừng em sẽ kêu người đến cứu, trên mặt đã hiện ra sắc mặt hoảng sợ cứ nhìn về căn phòng nơi bọn người Lô Vĩ đang đánh bài. Diệp Phàm mặt trầm xuống vốn định xoay người bỏ đi, trong lòng thầm nhủ không thể làm gì khác hơn, có lẽ do mình nhiệt tình quá mức, khiến cho con gái nhà người ta hiểu lầm. Nhưng trong lòng luôn cảm thấy Ngọc Mộng Nạp Tuyết là đến chỗ mình chơi cho nên mới xảy ra chuyện, đối với con gái khuôn mặt là bảo bối không có gì sánh được, nếu để như vậy quay về bị em gái Diệp Tử Y phát hiện nhất định sẽ mắng mình đến mất mặt. Hơn nữa trong lòng Diệp Phàm vốn rất yêu thương Ngọc Mộng Nạp Tuyết, vì nàng quá thanh khiết, tinh khiết như tiên nữ trên trời không biết khói lửa nhân gian. Nghĩ đến đây anh chàng này giống như ma quỷ xui khiến liền đẩy cửa vào. Thuận tay còn khóa cửa lại khiến cho Ngọc Mộng Nạp Tuyết sợ hãi muốn gọi người, nhưng tay của Diệp Phàm lại nhanh hơn. Dù sao người ta cũng là cao thủ thất đoạn, vừa ra tay đã bịt chặt cái miệng xinh xắn lộ vẻ màu hồng phấn nhàn nhạt của Ngọc Mộng Nạp Tuyết, gấp đến mức nước mắt và mồ hôi của Ngọc Mộng Nạp Tuyết thi nhau tràn ra, tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hai chân nhấc lên muốn đá vào người. Vừa lúc, tay Diệp Phàm lại đưa ra sâu hơn, trong nháy mắt đã ôm Ngọc Mộng Nạp Tuyết vào lòng. Chuyện đã đến nước này nói nhiều cũng vô ích. Diệp Phàm ngược lại rất bình tĩnh, quân tử làm gì cũng không sợ, dứt khoát thiện tay bế Ngọc Mộng Nạp Tuyết đến giường, nhẹ nhàng đặt xuống, dịu giọng nói. Em không cần phải sợ, anh không có ý xấu gì với em đâu. Nếu em không tin phương pháp trị liệu của anh, có thể bôi chút thuốc trên tay thử trước xem thế nào. Nhưng sau khi anh buông tay ra, em không được hét lên, bằng không em sẽ tức giận đấy. Trong lời nói của Diệp Phàm hình như lộ ra một chút đe dọa, mơ hồ có loại khí phách của hoàng đế. Kỳ thực đây là Diệp Phàm chịu ảnh hưởng của khí dương mãnh liệt của quả thái tuế hỏa long tường thiên, vì gốc cây thái tuế sinh trưởng trong một khe đá dưới long mộ, trải qua dần dần hấp thu khí linh tức thiên địa tự nhiên mấy ngàn năm, linh tức sinh ra là vô cùng tinh thuần, hơn nữa tất cả đều là khí cực dương mãnh liệt. Thật ra sinh trưởng trong tự nhiên, đương nhiên cũng có chỗ ưu khuyết. Giống như con người sinh ra tự nhiên có chia ra xấu đẹp. Khối ngọc long mộ đó đích xác là kiệt tác của tự nhiên, khí dương liệt được núi non sông ngòi tập trung ở đây. Nhưng loại dương liệt này lại mang theo dương liệt âm nhu, nếu tất cả đều là khí dương liệt, Diệp Phàm sớm đã bị loại khí dương ngang ngược này thiêu đốt rồi. Từ bên ngoài mà nhìn kỳ thực chính là tẩu hỏa nhập ma mà người tu luyện quốc thuật đã nói, nếu thật sự như vậy thì làm gì Diệp Phàm còn bình thường được nữa. Ngọc Mộng Nạp Tuyết vốn tưởng rằng Diệp Phàm muốn làm chuyện xấu, cậy mạnh bế mình lên trên giường. Em nghĩ đến Lô Vĩ và Tề Thiên đều gọi Diệp Phàm là đại ca, bọn họ xác định sẽ không giúp mình. Còn bạn học Sở Vân Y chỉ là một em gái, có cách gì giúp mình chứ? Hơn nữa nhìn từ tình huống vừa rồi ở phòng hát, năng lượng của anh trai Tử Y cũng không nhỏ, ngay cả chủ tịch thị trấn Mâu, cục trưởng gì trên huyện. Gã đầu lĩnh lưu manh nhìn qua có thể giết người thiếu hổ thạch hình như đều có chút sợ hắn. Người ta quyền thế ngút trời, một em gái yếu ớt như mình làm sao có thể đấu lại được, những người ở trên không giúp còn có ai có thể giúp mình được. Em hối hận đến mức muốn cắn lưỡi tự vẫn, hận bản thân tại sao lại cùng với Sở Vân Y đến hang sói này để chịu sự ô nhục của cầm thú.
Trái tim như cho tàn chính là tâm tư của Ngọc Mộng Nạp Tuyết lúc này, ai thán thân thể trong sạch của mình sắp gặp phải ô nhục của con sói háo sắc. Không, đây chính là một con sói háo sắc khoác da người. Diệp Phàm sau khi thấy Ngọc Mộng Nạp Tuyết gật đầu biểu hiện đồng ý mới buông tay, Ngọc Mộng Nạp Tuyết quả nhiên không có hét to. Thật ra em đoán chừng cho dù là mình muốn hét to, nhiều nhất cũng chỉ gào được một câu, người bên ngoài căn bản không nghe thấy. Nếu khiến cho thú tính trong người tên vô sỉ này nổi dậy thì không phải càng thảm hại hơn sao, nên đầu tiên cứ giả vờ ưng thuận cái đã, xem có thể kéo dài thêm một chút thời gian nghĩ cách khác để lao ra khỏi phòng kêu cứu hay không. Ha ha ha, không cần khẩn trương, anh không xấu, cũng không háo sắc như em nghĩ đâu. Em mặc dù dáng vẻ tinh khiết lay động lòng người, gã đàn ông nào cũng muốn có được, anh thừa nhận mình cũng có rung động. Nhưng giữa trời đất tự có pháp luật, đàn ông cũng chưa chắc là con sói háo sắc. Diệp Phàm dứt khoát nói rõ ra, chuyện này thật sự khiến thân hình đang run rẩy của Ngọc Mộng Nạp Tuyết tốt hơn không ít, có chút hy vọng nhìn Diệp Phàm chằm chằm, không kìm được hỏi. Vậy vừa rồi tại sao anh lại thô bạo với em như vậy, đây là phong cách của quân tử sao? Ha ha, anh còn không phải bị em ép sao? Em là khách của anh có nhiệm vụ che chở và bảo vệ em thật tốt. Nếu ngày mai quay về để em gái anh phát hiện dấu tay trên mặt em, nhất định sẽ khóc chửi anh không bằng heo chó nữa, cho nên anh nhất thời nóng này. Hơn nữa nói cho em biết loại thuốc này đối với em có ích lợi rất lớn, sau này sau khi thử qua đừng khóc hỏi xin anh. Loại thuốc này rất đắt tiền, hơn 1.000 tệ mới làm được một viên như vậy, hơn nữa có tiền cũng không mua được. Diệp Phàm thấy Ngọc Mộng Nạp Tuyết tỏ ra thích thú, đứng lên tìm nước chế thuốc nói. Thuốc này tên là Hậu Cung Ngọc Nhan Hoàn, con gái dùng lâu dài, hiệu quả tốt nhất sẽ đạt được sắc mặt da rẻ trơn mềm, sáng bóng như ngọc, tin hay không tùy em. Nhưng ít nhất có thể xóa đi dấu tay và mấy vết mụn trên mặt em, sau nửa tiếng sẽ thấy hiệu quả. Anh bôi lên tay em trước để thử xem, nếu cảm thấy nóng thì để anh bôi lên mặt em. Nếu không cảm thấy thì không cần bôi, anh quay người đi ngay. Diệp Phàm cười nói. Được, vậy thì thử xem. Ngọc Mộng Nạp Tuyết cũng có chút tò mò, lúc này lòng sợ hãi cũng giảm đi không ít liền vươn tay ra để Diệp Phàm bôi thuốc. Diệp Phàm đem thuốc bôi đều lên lòng bàn tay, liều mạng hành khí ép ra vì hiện tại cường độ nội kình vẫn chưa đủ, vẫn không thể đạt được trạng thái có thể tự do bắn thẳng ra nội kình của tiên thiên tôn giả. Với thân thủ quốc thuật thất đoạn của mình hiện tại liều mạng cũng có thể ép ra từng tia khí nội kình lên lòng bàn tay. Tuy nhiên chỉ có thể cảm thấy mà không nhìn thấy được. Không biết sau khi đạt đến tiên thiên có thể nhìn thấy hay không. Hắn nhẹ nhàng bôi lên cánh tay mềm mại, trắng nõn của Ngọc Mộng Nạp Tuyết. Lúc ban đầu Ngọc Mộng Nạp Tuyết vẫn có chút nghi kỵ Diệp Phàm có phải là muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của mình. Tuy nhiên sau một phút, cảm thấy trên cánh tay nhỏ bé thật sự bắt đầu nóng lên. Ngọc Mộng Nạp Tuyết kinh ngạc cứ nhìn chằm chằm lên cánh tay của mình, há miệng hỏi. Diệp Phàm, tay anh giống như bốc cháy vậy, có chút giống như máy uốn tóc. Thật kỳ lạ, sao có thể phát nhiệt như vậy, hơn nữa nhiệt độ rất ôn hòa, vô cùng dễ chịu. Ha ha, tin rồi chứ, anh có công năng đặc biệt, có muốn thử trên mặt không, không những xinh đẹp hơn mà còn có thể lập tức xóa dấu tay. Diệp Phàm dụ dỗ, có phải cũng muốn xoa đi xoa lại không? Ngọc Mộng Nạp Tuyết chợt nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời đỏ lên, nghĩ đến nếu để tay của Diệp Phàm xoa đi xoa lên trên mặt mình thì xấu hổ chết đi được. Chuyện đó là đương nhiên, càng xoa dược tính phát tác càng nhanh, càng có thể ép ra độc tố trong khuôn mặt. Diệp Phàm vẻ mặt đứng đắn nói, hình như không phải nói đùa. Anh, Ngọc Mộng Nạp Tuyết cũng rất muốn thử xem, nhưng nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ như vậy lại lập tức lại nhút nhát, đôi môi mấp máy mất mấy phút cũng không cất lên lời. Được rồi, không thử thì anh đi nghỉ trước đây, đầu ngón tay trên mặt em cũng không biết có thể xóa đi hay không. Nghe bác sĩ nói cho dù là sau khi trị lành có thể còn lưu lại một chút vết tích, gương mặt như vậy thật sự có chút. Diệp Phàm ngập ngừng nói, dáng vẻ muốn quay đi. Đừng đi, anh muốn thử, nhưng anh không được làm chuyện xấu. Ngọc Mộng Nạp Tuyết hạ quyết tâm, khuôn mặt ửng đỏ đến mức sắp giống như quả đào rồi. Cô thật sự có chút lo lắng, nếu trên mặt mình thật sự để lại vết tích gì đó thì thê thảm rồi, hơn nữa cảm thấy anh trai của Tử Y có lẽ sẽ không lừa mình. Vừa rồi trên cánh tay thật sự cũng nóng lên, lúc ấy mình còn kiểm tra, trong lòng bàn tay của Diệp Phàm tuyệt đối không đặt thứ gì giống như đồ điện phát nhiệt.
Dáng vẻ đáng yêu đó khiến Diệp Phàm cảm thấy rất buồn cười, thầm nghĩ, Ngọc Mộng Nạp Tuyết thật sự quá ngây thơ, mánh khóe nhỏ này cũng có thể lừa nàng được. Có lẽ trước mặt sắc đẹp, trí tuệ của tất cả các em gái đều sẽ giảm xuống. Ngọc Mộng Nạp Tuyết ngoan ngoãn nằm trên giường, Diệp Phàm giống như một bác sĩ, từ từ nhẹ nhàng xoa đi xoa lại trên khuôn mặt. Khi vừa bắt đầu, tay mới chạm vào mặt thì Nạp Tuyết bất giác tránh né, sau đó dần dần quen thuộc, đôi mắt xinh đẹp dần khép lại, yên lặng hưởng thụ sự vỗ về của dòng chảy nội kình tràn ra trong tay Diệp Phàm. Diệp Phàm xoa một hồi thì cảm thấy bản thân có chút sao động, vì hơi thở như hoa lan của Ngọc Mộng Nạp Tuyết. Một luồng thanh khí nhàn nhạt thông qua hô hấp rót thẳng vào trong mũi Diệp Phàm, hơn nữa ngọc thể nằm ngang trước mặt Diệp Phàm, mặc dù cô vẫn mặc đồ ngủ rộng thùng thình nhưng vừa nằm xuống, hai ngọn núi trước ngực vô cùng chói mắt. Hơn nữa ngọc thể của Nạp Tuyết đoán chừng cũng có chút khẩn trương, bộ ngực phập phồng vô cùng lợi hại, lúc lên lúc xuống nhất thời kích động vị bác sĩ nào đấy, anh chưa bắt đầu có chút đứng núi này trông núi nọ. Đồ con heo, không bằng xúc sinh, Diệp Phàm hung hăng tự mắng mình một câu, bão nguyên quy nhất, giữ vững đan điền, cuối cùng cũng kéo lại được bình tĩnh, chuyên tâm làm một thợ đấm bóp cộng thêm bác sĩ quê mùa. Sau 15 phút, trên mặt Diệp Phàm đầy mồ hôi, trong lòng âm thầm kêu khổ, mẹ kiếp. Không ngờ, hậu cung Ngọc Nhan Hoàn, thực hành lại hao phí nội kình như vậy, không khác gì loại trạng thái quyết đấu với người khác. Mệt quá, thiếu chút nữa là không kiên trì nổi rồi. Sau 20 phút Diệp Phàm dần dần tiến vào trạng thái, cảm thấy từ trên người Ngọc Mộng Nạp Tuyết có tràn ra một luồng lực âm nhu thông qua lỗ chân lông trên khuôn mặt chảy sang lỗ chân lông trên tay mình, dung nhập vào trong kinh mạch của cơ thể mình. Hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hơn nữa luồng lực âm nhu hình như còn mang theo từng sợi khí lạnh nhàn nhạt. Cuối cùng, luồng lực âm nhu ôn hòa này thông qua kinh mạch, hoàn toàn dung nhập vào bên trong đan điền khí hải của mình. Quái lạ, lẽ nào cơ thể của Ngọc Mộng Nạp Tuyết chính là ngọa âm chi thể, mà sư phụ đã nói, theo truyền thuyết người phụ nữ có khí chất này sau khi lấy chồng sẽ có tác dụng tu luyện nội kinh. Không phải là kiếm được một bảo bối sống rồi chứ? Trong lòng Diệp Phàm vô cùng vui mừng. Lại liên tưởng đến thuật dung hợp âm dương được ghi chép trong bản chép tay biển thước. Nếu trên người con gái, ngọa âm chi thể, lại tiến hành, thuật dung hợp âm dương, sẽ khiến cho người tu luyện nội kình đạt được âm dương điều hòa, trợ giúp cho nội kình đạt được trình độ cao hơn. Thuật này trong sách Quý Võ Hiệp cũng được gọi là, xuân cung chi thuật, hoàn toàn khác với thuật thái âm của một số kẻ trộm hái hoa chỉ là có lợi cho bản thân, thường thường sau khi bị người đàn ông hái xong âm tinh, em gái đó sẽ chết luôn trên giường. Trong bản ghi chép bằng tay của biển thước, thuật âm dương dung hợp cũng không có tác dụng phụ, có lợi cho cả hai bên nam nữ khi thực hành thuật này, kỳ thực nói thẳng ra cũng chính là một loại song tu âm dương thuật. Diệp Phàm từng nhớ trong, Tham Đồng Khế có chép, vật vô âm dương, vi thiên bối nguyên. Đan gia lấy vạn vật trong thiên hạ đều cần phối hợp âm dương mới có thể tạo thành đạo lý thành đan. Cho rằng quá trình tu luyện cơ thể của nội đan cũng cần nam nữ song tu, âm dương phối hợp mới có thể kết đan. Con gái ngoài âm mà trong dương, như quẻ khảm, con trai ngoài dương mà trong âm, như quẻ ly. Người luyện đan lợi dụng công phu tiếp âm đem khí âm của phụ nữ đi vào thiên tiên chân dương, đó chính là cơ sở của việc luyện đan. Mặc dù nói những điều này đều là chuyện hư ảo do một số đan sĩ tu luyện cổ đại nói, nhưng Diệp Phàm cảm thấy những lời nói đó cũng có một chút đạo lý. Thiên địa do âm dương tạo thành, con người cũng phân thành âm dương. Thái cực sinh âm dương. Điều này nói rõ thuật âm dương là vững chắc và hài hòa nhất thiên địa. Ngọc Mộng Nạp Tuyết bỗng nhiên mở hai mắt ra, phát hiện trên gương mặt Diệp Phàm đầy mồ hôi to như hạt đậu, thiếu chút nữa giật thót mình, thầm nghĩ, thuốc anh Diệp đưa cho mình không ngờ lại phí sức như vậy, vậy mà lúc đầu mình còn xem anh ấy là một con sói háo sắc, thật sự là có chút quá đáng. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngọc Mộng Nạp Tuyết cảm thấy trong lòng từng đợt ấm áp mềm nhũn. Nhất thời hình ảnh của Diệp Phàm trong lòng nàng tựa hồ cao lớn lên không ít, cảm thấy hắn lúc này thật sự là một người đàn ông cực kỳ phong cách. Trong tâm hồn thiếu nữ 19 năm qua chưa có ai gõ cửa cũng sao động một chút, đoán chừng anh chưa nào đó đột nhiên lưu lại vết tích trong đáy lòng của Ngọc Mộng Nạp Tuyết. Ngọc Mộng Nạp Tuyết yên lặng nhìn Diệp Phàm chăm chú, trái tim càng không khỏi đập thình thịch, vội vàng nhắm hai hàng lông mày lại tự mắng mình làm sao vậy? Từ trước đến nay mình chưa từng như vậy. Có phải hôm nay mệt quá, nhất định là mệt mỏi quá nên hiện ra ảo giác. Được rồi, cuối cùng cũng xong, anh ngủ ở sát bên, em xem thời gian một chút,
sau nửa canh giờ em tự mình hoặc là kêu Vân Y tắm sạch sẽ cho em là được. Diệp Phàm mệt mỏi nói rồi đi ra. Chương 231, bôi thuốc gặp phải mẫu dạ xoa. Anh Diệp, em trách lầm anh rồi, anh là một quân tử đỉnh thiên lập địa. Ngọc Mộng Nạp Tuyết hối hận lẩm bẩm, một giọt nước mắt khẽ ứa ra. Chừng một tiếng đồng hồ sau, bọn Lô Vĩ cũng đã vui chơi thỏa thích chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Sở Vân Y vui vẻ gõ cửa vì cô và Ngọc Mộng Nạp Tuyết ngủ cùng phòng. A, quỷ a. Sở Vân Y vừa thấy người ra mở cửa thì hét toáng lên đánh động cả đám Lô Vĩ nhào tới. Vừa nhìn thấy Lô Vĩ thì Sở Vân Y lập tức nhào tới rồi ôm chặt lấy gã. Lô Vĩ dĩ nhiên sẽ không từ chối chuyện tốt như vậy, vội vàng đưa tay ra vừa an ủi vừa nhân thể chấm mút trước ngực Sở Vân Y. Sở Vân Y vốn bị gương mặt đen ngòm của Nạp Tuyết hù dọa, gương mặt của cô sau khi Diệp Phàm bôi thuốc xong thì hoàn toàn bị nhuộm đen, chỉ lộ ra đôi mắt, chiếc mũi và đôi môi trông không khác vừa ở lò than chui ra, nên không trách dọa cho Sở Vân Y vốn vẫn có tiếng gan lì sợ đến hết hồn. Thật ra thì Ngọc Mộng Nạp Tuyết cũng cố tình để bộ dạng như vậy để xem một người gan lì như Sở Vân Y có bị dọa không, không ngờ lại quá hiệu quả khiến mọi người được một trận cười vỡ bụng. Vân Y, lá gan của em như vậy mà buổi tối còn dám đi bắt quỷ không sợ quỷ bỗng nhiên từ bụi rậm chui ra ôm lấy rồi cắn cho một miếng sao, ha ha. Tề Thiên cười ngặt nghẽo. Hừ, em sợ gì chứ, có anh Vĩ mà. Sở Vân Y vừa nói thì thấy ánh mắt mọi người có vẻ là lạ nhìn mình chằm chằm, liền chợt tỉnh nhảy vội ra khỏi lòng Lô Vĩ, suy nghĩ một chút thì thấy dường như mình bị lỗ rồi liền lườm một cái. Lô Vĩ, bản cô mới vừa rồi bị anh chiếm tiện nghi, anh phải bồi thường lại cái gì mới được, nếu không thì em lỗ quá. Ha ha, bồi thường thì bồi thường, anh cũng không có tiền, chỉ có thân xác thối tha này, em muốn lấy cũng được thôi, anh nguyện xả thân lập địa thành Phật. Lô Vĩ giảo hoạt cười khan. Ha ha ha, mọi người lại thêm một trận cười. Sở Vân Y lần này thì không biết giấu mặt vào đâu, hai má thoáng cái đã hồng lên như quả cà chua, hung hăng đuổi đánh Lô Vĩ, hai người náo loạn một hồi rồi mới yên. Phu Phi Phi tò mò hỏi. Nạp Tuyết, em bôi cái gì trên mặt vậy, đã khuya thế này còn dưỡng da, không trách hai má cứ trắng như tuyết, có thể nặn ra nước được đấy. Không trách có thể ngồi ở vị trí hoa khôi thứ hai ở Học viện Âm nhạc Thủy Châu, khanh khách. Có bí quyết gì thì bày cho chị đi. Em có bí quyết gì đâu, đây là vừa rồi bí thư Diệp điều chế trung dược giúp em bôi thôi, còn nói tên gì mà hậu cung Ngọc Nhan Hoàn, sau khi bôi nửa giờ là có thể xóa được cả mấy nốt rỗ. Quan trọng là vừa rồi má em bị lằn mấy dấu tay, em cũng không biết có công dụng gì hay không nữa, ai. Ngọc Mộng Nạp Tuyết thở dài có vẻ lo lắng. Đối với loại thuốc đen thui thoạt nhìn như đồ bỏ đi này, cô thực không có bao nhiêu tin tưởng. Ha ha, anh Diệp đâu phải là bác sĩ chứ, dụ dỗ em dùng thứ bỏ đi vậy mà cũng tin. Sở Vân Y và Vu Phi Phi đều nhìn chằm chằm Ngọc Mộng Nạp Tuyết giống như một kẻ ngốc không dám cười, sợ chọc giận Nạp Tuyết. Em cũng không biết, chỉ có thể thử một chút, tuy nhiên anh Diệp nói rất nghiêm túc, còn nói thuốc rất đắt tiền. Một viên sẽ có giá hơn 1.000 đồng, có tiền cũng mua không được. Hơn nữa. Ngọc Mộng Nạp Tuyết vừa định nói tiếp lại nhớ đến cảnh Hương Diễm lúc nãy thì ngượng ngùng không dám tiếp tục. Hơn 1.000 đồng, không thể nào, tiền lương chúng ta được bao nhiêu, số tiền đó có thể bằng nửa tháng lương rồi, thảo dược gì mà quý như thế chứ. Cho dù là kem dưỡng da nổi tiếng cũng chỉ hơn 1.000 một bộ, đó đã là hàng cao cấp rồi. Em đừng bị phó bí thư Diệp đáng lừa, ha ha ha. Phu Phi Phi không hề tin tưởng, lập tức đưa ra dẫn chứng. Hơn nữa cái gì, nói mau. Sở Vân Y tò mò, nghe nói đến thuốc này trị giá đến hơn 1.000 đồng thì chắc lưỡi hít hà không dứt. Thấy bộ dạng ngượng ngùng của Ngọc Mộng Nạp Tuyết, hai người chắc đoán ra việc bôi thuốc có gì đó mờ ám nên ép hỏi. Không nói. Ngọc Mộng Nạp Tuyết nói xong thì trở về phòng. Không nói có phải hay không? Được rồi, để chúng tôi đi tìm bí thư Diệp xem có chuyện gì. Sở Vân Y nháy mắt với Vu Phi Phi một cái. Hai người lập tức hiểu ý, khoác tay ra vẻ định đi tìm Diệp Phàm. Đừng đi, anh ấy mệt lắm rồi. Ngọc Mộng Nạp Tuyết vội vàng ngăn lại khiến mấy người lại càng nghi hoặc nghĩ ngợi lung tung. Phu Phi Phi dù sao cũng là MC đài truyền hình nên dũng cảm hơn, lập tức hỏi tới. Mệt mỏi, tại sao, Vân Y, hình như có vấn đề rồi, khanh khách. Cô lập tức hiểu sang chuyện nam nữ trốn trong phòng làm chuyện kia, nghe nói chuyện này vô cùng mệt mỏi.
có người nam còn bỏ mạng trên bụng người nữ. Các anh chị nghĩ đi đâu vậy, anh Diệp mệt là vì dùng tay bôi thuốc cho em, nói là chỉ có dùng bàn tay của anh ấy mới có thể phát huy dược tính ra ngoài, đạt được hiệu quả tốt nhất. Ngọc Mộng Nạp Tuyết rất thông minh, vừa nhìn thấy ánh mắt mập mờ của mọi người thì biết có sự hiểu lầm nên mắc cỡ dậm chân giải thích. À, thì ra là anh Diệp dùng tay chạm vào mặt em, khi da thịt hai người chạm nhau thì sẽ pH huy dược tính. Khanh khách, dược tính này cũng hay quá chứ. Phu Phi Phi nói giọng là lạ, làm mọi người nhìn không được lại cười phá lên. Hừ, không tin cũng được, Vân Y, cậu giúp mình rửa mặt, anh Diệp nói sau nửa giờ là có thể thấy hiệu quả. Mình cũng rất muốn biết có hiệu quả hay không nữa. Ngọc Mộng Nạp Tuyết cũng không kịp thẹn thùng. Được rồi, mình cũng muốn biết thảo dược cao cấp mà anh Diệp nói là gì, còn nói cái gì mà hậu cung Ngọc Nhan Hoàn, khanh khách, đàn ông hiện giờ ai mà không thích bao gái, tất cả đều là phi tần hậu cung hết, phi. Một lát sau, Ngọc Mộng Nạp Tuyết vừa rửa mặt xong đi ra thì mọi người vừa nhìn thấy đã ngẩn cả ra. Dấu tay trên mặt cô đã biến mất hoàn toàn không có dấu vết. Ngay cả mấy vết dỗ nhỏ cũng bị kéo liền không nhận ra. Nhìn qua có thể thấy rõ da mặt của Ngọc Mộng Nạp Tuyết trắng sáng mịn màng hơn. Mấy người nam chẳng qua chỉ cảm thấy kích động một chút, nhưng Vu Phi Phi và Sở Vân Y thì đã không kìm nổi. Trên đời này có người phụ nữ nào lại cưỡng được sự quyến rũ của việc sẽ trở nên đẹp hơn, nếu có thể dùng thân thể để đổi lấy dung nhan xinh đẹp chắc là hai người cũng có thể đồng ý. Hơn nữa Vu Phi Phi còn công tác ở đài truyền hình. Gương mặt lại càng trọng yếu. Vì thế hai cô gái nhanh như chớp chạy thẳng đến phòng Diệp Phàm gõ cửa ầm ầm, hắn vừa ngái ngủ đi ra thì đã bị Vu Phi Phi và Sở Vân Y tóm sống. Anh Diệp, hậu cung Ngọc Nhan Hoàn của anh còn nữa không, chúng em cũng muốn bôi ngay. Bộ dạng Sở Vân Y giống như thẩm phán thẩm vấn phạm nhân. Lô Vĩ và Tề Thiên đứng cạnh không khỏi run rẩy, thầm nghĩ, cái này anh Diệp tự làm tự chịu, thảm rồi. Nếu không còn cái gì mà hậu cung Ngọc Nhan Hoàn gì đó thì chắc hai bị hai vị mẫu dạ xoa này không bỏ qua, thuốc quý như vậy xác định rất khó chế luyện. Cái gì, hậu cung Ngọc Nhan Hoàn, anh có biết gì đâu. Diệp Phàm đang ngái ngủ chợt nghe thấy thế thì lập tức lạnh toát, thầm mắng, bà cô Ngọc Mộng Nạp Tuyết ơi, chẳng phải vừa rồi dặn kỹ cô rồi sao, đừng có tiết lộ ra ngoài, giá tiền không nói, cái này là do anh cực khổ cả tháng dùng nội kình xúc tích mới ra, thiếu chút mệt chết. Hơn nữa thuốc này căn bản là không phải là hơn 1.000 đồng, bởi vì dịch thể thái tuế của anh còn chưa tính vào. Nếu tính vào thì chắc là cũng đến 4, 5.000 đồng một viên A. Quan trọng nhất là nội kình của anh là vô giá, một viên như vậy cũng tiêu phí hết 10 ngày tu luyện nội kình. Nếu làm thêm mấy viên nữa chẳng phải là giết anh hay sao? Xong đời rồi, Nạp Tuyết ngây thơ quá, cái này biết làm sao đây? Hừ, còn muốn cho giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Có muốn chúng em đem Ngọc Mộng Nạp Tuyết đến làm chứng không? Sở Vân Y hai tay chống nạnh, giống như một nữ dạ xoa, hừ lạnh một tiếng khiến các đồng chí nam nổi cả da gà. Diệp, anh Diệp, em nhất thời lỡ miệng, anh cứ mắng em mấy câu cho hả giận đi. Ngọc Mộng Nạp Tuyết đang đứng trước gương soi lại gương mặt trắng nõn giờ mới chợt nhớ ra vội vàng chạy đến nhăn nhó giải thích. Cô chưa giải thích thì thôi, nói ra lại càng khiến đồng chí Diệp Phàm giấu đầu lòi đuôi. À, có phải anh sợ chúng em không có tiền trả hay không, em bây giờ chưa làm việc nên chưa có tiền. Tuy nhiên anh cứ an tâm, em dù có phải đi hát xong cũng sẽ kiếm đủ tiền trả lại cho anh. Sở Vân Y thoáng cái đã thay đổi hình tượng mẫu dạ xoa sang hình tượng một người hát xong đáng thương. Nước mắt của cô đã rơm rớm, chắc là cảm thấy ấm ức khiến trái tim Lô Vĩ cũng đập thình thịch, đau lòng muốn chết, mở miệng cầu xin. Đại ca! Em biết thứ thuốc hậu cung Ngọc Nhan Hoàn kia chắc chắn rất khó điều chế, tuy nhiên có thể, có thể. Tiểu tử này ậm ừ một hồi cũng không dám đề nghị Diệp Phàm luyện thuốc. Chương 232, dẫn theo mỹ nữ đi bắt quỷ. Lô Vĩ ậm ừ một hồi rồi quay sang Sở Vân Y giải thích. Vân Y, đại ca khẳng định không phải là tiếc tiền. Em nghĩ xem hôm đó ở Thủy Châu, bộ quần áo mấy vạn đại ca cũng mua cho các em. Nếu viên thuốc hơn 1.000 tiếc rẻ không đưa thì tại sao có thể đưa cho mấy em gái các em bộ quần áo mấy vạn chứ? Còn có cả một chiếc túi sách cao cấp LV gì đó trị giá 2.000. Em trách lầm đại ca rồi, mau nhận lỗi với đại ca đi, biết đâu sau này may mắn đại ca trong lúc cao hứng, có thời gian rảnh lại chế biến cho em một viên. Nghe Lô Vĩ nói như vậy, hai cô gái cũng cảm thấy có lý,
khuôn mặt thoáng cái ửng đỏ, lúc này mới nhớ ra bản thân vô lý như thế nào. Cho dù Diệp Phàm không đưa thuốc cho các cô cũng là chuyện bình thường, hắn không có quan hệ gì với bọn họ, dựa vào cái gì phải đưa cho hai người thứ thuốc đáng quý như vậy chứ? Ai, không phải anh keo kiệt, loại thuốc này thật sự rất khó điều chế. Một viên hậu cung ngọc nhan hoàn phải dùng thời gian đúng một tháng mới làm ra được, hơn nữa thuốc này không phải có thể tùy tiện bôi lên mặt là được, phải dùng nội kinh áp vào, bằng không bôi cũng vô ích. Chuyện này nói ra các em cũng không hiểu rõ, may ra chỉ có Tề Thiên và Lô Vĩ còn có thể hiểu được một chút. Tuy nhiên năng lực của hai người bọn họ vẫn chưa đủ, vẫn chưa đạt đến loại trình độ đó, cho nên bọn họ muốn bôi cho em cũng vô dụng. Diệp Phàm nói chuyện vô cùng khó hiểu, những người khác nghe thấy đều cảm thấy đầu óc mờ mịt, nhưng Lô Vĩ và Tề Thiên nháy mắt đã hiểu rõ, biết là loại thuốc này phải thi triển nội kình mới có thể phát huy dược tính, bôi bình thường đều vô dụng. Ai, đại ca nói không sai, cho dù là chúng em cũng không làm được, bôi loại thuốc đó nhất định rất phí sức. Tề Thiên cũng lên tiếng giải thích. Tuy nhiên hai cô gái nhìn Ngọc Mộng Nạp Tuyết, khuôn mặt giống như càng trở nên trắng nõn mịn màng hơn, trong lòng một cảm giác chua xót cứ dâng lên tận mũi, thất vọng đến mức nước mắt rơm rớm cuối cùng cũng lẳng lặng chảy xuống. Lô Vĩ vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng đau lòng, nín lặng một hồi cố lấy dũng khí nói. Đại ca, chuyện này. Cuối cùng vẫn kìm nén không nói ra được, trong lòng Lô Vĩ vô cùng bội phục, thậm chí là sùng bái vị đại ca này. Gã cũng sợ chuyện này sẽ gây ra phiền phức cho đại ca, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Sở Vân Y mà mình có ý buồn bã lặng lẽ rơi lệ, lại cảm thấy đau lòng không thôi. Chỉ có Tề Thiên ở bên cạnh âm thầm tự đắc, thầm nghĩ, hừ. Tính ra kẻ độc thân như mình vẫn tốt nhất, tạm thời không gửi gắm tình cảm vào ai. Muốn chơi bời thì tìm mấy em vui vẻ, lòng không nhung nhớ, gặp dịp thì chơi, dễ chịu hơn nhiều. Ai, nhìn dáng vẻ của nhị ca Lô hình như có chút rơi vào lưới tình rồi. Tương lai bi thương đang chờ nhị ca đấy, nghe nói vừa kết hôn đã trở thành nấm mồ rồi. Chẳng phải trong quyển vây thành của Tiền Trung Thư không phải cũng nói như vậy sao? Có người từng nói, hôn nhân giống như vây thành, người bên ngoài muốn vào, người bên trong lại muốn ra. Mình tạm thời không thích vào, đứng bên ngoài nhìn quanh, ha ha ha. Gã đắc ý nhìn quanh, ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Được rồi, đáng ghét, đáng ghét. Nếu anh có thời gian rảnh sẽ làm cho các em, nhưng phải có thời gian rảnh rỗi đã rồi mới nói được. Nhất thời không có thời gian thì không có cách nào rồi. Diệp Phàm phất tay, nhìn thấy dáng vẻ trách móc của Lô Vĩ lập tức hiểu rõ, thầm nghĩ, tiểu tử này, có bạn gái vào là quên luôn cả đại ca, không được. Phải dọa dẫm gã một chút cho biết mặt. Quả thái tuế nhà gã không phải chứa âm tính sao? Vừa vặn xứng đôi với linh dịch thái tuế của mình, phải tranh thủ kiếm được hai giọt mới được. Lô Vĩ, loại thuốc này có chút phiền toái, cần phải điều chế với hai giọt dịch thể trong quả của cậu mới có thể tạo ra hiệu quả được. Đừng nhiều quá, chỉ cần hai giọt to bằng hạt đậu là đủ rồi. Diệp Phàm tỏ vẻ nghiêm túc. Còn cần hai giọt sao? Lô Vĩ cay đắng, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, lẩm bẩm. Lần trước lấy ba giọt, lão đầu tử thiếu chút nữa mắng mình rát mặt, giờ lấy nữa chỉ sợ ông ấy không chịu. Vừa rồi không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, loại thuốc này rất khó điều chế, khó khăn nằm ở chỗ nào cậu có biết không? Đó là dược liệu điều thuốc dù có tiền cũng không mua được, cậu nói có phải không? Nếu thật sự khó khăn vậy thì hậu cung dưỡng nhan hoàn này, tôi cũng không thể nào làm được rồi. Diệp Phàm vặn hai tay vào nhau, quay sang Sở Vân Y. Vân Y, không phải anh Diệp không muốn điều thuốc cho hai em, chỉ là vẫn còn thiếu một vị thuốc. Nếu không vị thuốc quan trọng này thì có điều thuốc thế nào cũng không có tác dụng. Hắn nói xong thì đắc ý, Lô Vĩ, không để cậu đau lòng đến chết có thể được sao? Theo đuổi bạn gái là quên luôn đại ca, hắc hắc, đây chính là cái giá phải trả khi quen con gái đấy. Anh Vĩ, Sở Vân Y và Vu Phi Phi cùng kêu lên, hai đôi mắt xinh đẹp trợn lên giống như chuông đồng, chỉ còn thiếu hai tay chống nạnh, nhìn đồng chí Lô Vĩ đến mức da đầu tê dại. Gã vội vàng vuốt vuốt tóc, suy nghĩ một lát, cuối cùng phải bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, chỉ một lần này thôi. Tôi cũng nói với mọi người, đây là lần cuối cùng, sau này đừng có ép tôi nữa, có ép nữa tôi cũng không làm đâu. Loại dược liệu này cũng không đủ, chỉ còn thừa lại một chút như vậy, lần này lại nặn ra hai giọt to bằng hạt đậu đoán chừng phần còn lại sẽ càng ít hơn.
Lần này xem ra còn phải quay về ăn trộm mới được, nếu để lão đầu tử biết được là dùng nó chế hậu cung ngọc nhan hoàn gì đó, ông ấy còn không lột ra tôi làm mặt trống à. Lô Vĩ ra vẻ đáng thương nói với Diệp Phàm. Có thể bớt một chút được không, một giọt thì thế nào? Nói xong gã đưa ngón tay cái ra, giả bộ than thở. Thật qua quả thái tuế đó của gã chí ít còn lớn bằng ngón tay cái, một giọt quả thái tuế lớn bằng hạt đậu có lẽ còn có 10 giọt. Anh chàng này keo kiệt, lại nói là chỉ còn thừa lại bằng đầu ngón tay cái. Diệp Phàm nghe xong bình thản mỉm cười. Một giọt cũng được, chỉ có điều hiệu quả sẽ giảm bớt rất nhiều mà thôi. Tôi không có ý kiến gì, dù sao cũng không phải cho tôi dùng, có phải không? Ha ha ha! Lô Vĩ, anh thật sự không quan tâm đến chúng em sao? Hừ, anh! Sở Vân Y và Vu Phi Phi cùng lao tới, một người tay trái một người tay phải ra sức nũng nịu, khiến cho những người khác trong phòng đều suýt làm rơi mắt kiếng. Diệp Phàm nhìn thấy mà trong lòng cảm thấy thích thú vô cùng, thầm mắng một câu, đáng đời. Ai bảo trọng sắc quên bạn, phải để cậu nếm nỗi đau da thịt mới được. Được rồi, anh đầu hàng được chưa? Hai giọt thì hai giọt. Trên khuôn mặt Lô Vĩ, bắp thịt như đều run rẩy, nhảy lên mấy cái, bất đắc dĩ phải gật gật đầu mới dẹp yên được chuyện dồn ép của hai cô gái. Sau khi đợi mọi người đi rồi, Lô Vĩ mới đột nhiên quay đầu thấp giọng nói với Diệp Phàm. Đại ca, hậu cung ngọc nhan hoàn của anh thật sự cần phải có chất dịch thái tuế tham gia vào mới được sao? Tiểu tử này vẫn chưa cam tâm, còn nghĩ rằng Diệp Phàm đang nói đùa với gã. Đúng vậy, cậu thử nghĩ xem, thái tuế là khí địa tinh ngàn năm tập trung vào linh dược, loại khí tinh linh này đối với dung mạo của con gái mà nói nhất định là có rất nhiều lợi ích. Ha ha ha, cậu có bản lĩnh đấy. Tục ngữ không phải nói, muốn đạt được mục đích nào đó thì phải bỏ ra cái giá tương xứng. So với Vân Y, một hai giọt thái tuế có là gì? Cô ta còn quý hơn dịch quả thái tuế nhiều, ha ha. Diệp Phàm cười khan. Anh, em hiểu rồi, em. Lô Vĩ suýt chút nữa bị nghẹn, trong lòng nghi ngờ lần này điều thuốc hậu cung ngọc nhan hoàn nhất định là đại ca cố ý lừa gạt tống tiền, nhưng gã lại không có cách nào. Người ta có bản lĩnh, nếu không đưa dịch quả thái tuế thì không điều thuốc, không điều chế thì không có thuốc, không có thuốc Sở Vân Y còn không làm ẩm ĩ lên. Ai, trúng kế rồi. Đúng là đại ca bất lương. Lô Vĩ cũng đành phải chấp nhận, đang tính toán làm thế nào để ăn trộm hai giọt quả thái tuế từ trong mật thất trong nhà. Quả này vốn trong gia tộc được trưởng lão Lô Tiên giật xem như bảo bối, muốn xuống tay thật sự không dễ dàng gì, vì thứ này quá đáng quý, chắt ra một giọt là bớt đi một thiếu, không có chỗ lấy. Lần trước cũng là nhìn thấy có thể trợ giúp đột phá thành công nên trưởng lão mới nhịn đau lấy ra hai giọt lớn, suýt chút nữa đau lòng đến chết. Được rồi, cho cậu, nhìn bộ dạng keo kiệt của cậu kia. Vừa muốn theo đuổi mỹ nhân lại không muốn đào hàng tốt ra, trên đời này, làm gì có chỗ nào tìm được mỹ nhân nào không công như vậy. Diệp Phàm cười cười ném cho Lô Vĩ một chai thuốc. Đại ca, cái này là cái gì? Lô Vĩ có chút xấu hổ, xoa xoa ra mặt hình như không dày bao nhiêu. Hỏa long tường thiên trong truyền thuyết, dịch thể trong cây thái tuế hồng. Đây là vật liệt dương. Đương nhiên, so với dịch quả thái tuế âm thì chất lượng kém hơn rất nhiều, có thể dùng để hợp thuốc. Đương nhiên không thể nào so sánh được với quả tử địa phượng bàn của cậu nhưng cũng có thể đem dung hợp điều chế một số loại thuốc, trưởng lão Lô nhà cậu nhất định biết cách dùng. Diệp Phàm cười quỷ quái. À, đại ca, anh cũng có hỏa long tường thiên sao? Trưởng lão có nói, có hỏa long tường thiên, dịch thể quả liệt dương. Nếu phối hợp với nhau thì có thể triển khai ra hiệu quả cực lớn của tử địa phượng bàn. Đôi mắt tham lam của gã đảo đi đảo lại trên người Diệp Phàm, giống như hắn chính là hỏa long tường thiên vậy. Được rồi tiểu tử, tôi không có loại quả đó. Chai dịch cây này cũng là lão tiền bối ẩn sĩ thấy tôi năm đó lớn lên rất đẹp trai nên tặng cho tôi. Nhưng năm đó tôi cũng chỉ mới 12 tuổi mà thôi, ha ha, chính là chai nhỏ này, bản thân tôi cũng chỉ còn thừa lại một chai nhỏ. Sau khi quay về đoán chừng là phải dùng bình ngọc bảo quản rồi. Tôi là người không có tiền, không mua nổi bình ngọc. Không giống như nhà họ Lô cậu gia sản giàu có, nếu không lần sau tới chơi cũng tặng tôi mấy chiếc bình ngọc đi. Diệp Phàm cười ha ha, đương nhiên sẽ không đem chuyện mình có một gốc cây hỏa long tường thiên nói ra, nếu nói ra có lẽ sẽ mang tới nhiều phiền phức lớn. 4 giờ đêm, một đoàn người thần bí lén lút xuất hiện ở Quỷ Anh Than.
phía trên có ánh trăng soi tỏ những hạt mưa lất phất. Đêm vẫn còn rất đẹp, lại cộng thêm có các mỹ nhân làm bạn cùng đi bắt quỷ. Mấy tên đàn ông vây xung quanh các mỹ nhân cảnh giác tiến về phía trước. Không lâu sau đã đến được cung Trung Húc Thánh Quân, mấy người nhẹ nhàng trải ra một cái thảm lông trên nền đất trong cái cung rách nát để ngồi lên giả ngủ. Đương nhiên, nữ với nữ, nam với nam rồi, không thể hỗn tạp nằm chung một cái chăn lông được. Bọn Diệp Phàm thì không có ý kiến gì, chỉ sợ con gái nhà người ta không chịu. Nghe nói tiếng quỷ trẻ con kêu khóc thường xuất hiện vào lúc 4-5 giờ mỗi đêm, mấy người đều im lặng chờ đợi. Sắp đến 5 giờ một chút động tĩnh cũng không có, chứ đừng nói là không nghe thấy tiếng quỷ con kêu khóc, ngay cả những tiếng động khác hình như cũng không nhiều. Đại ca Diệp, trước đây anh có nghe thấy tiếng quỷ con kêu chưa? Sở Vân Y không kìm được có chút sợ hãi hỏi. Không có, tôi cũng chỉ mới nghe người ta nói như vậy thôi. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Anh! Sở Vân Y giận đến mức nói không ra lời, trong miệng cứ lẩm bẩm nói. Thứ tin đồn vỉa hè mà anh cũng tin, xem ra tối nay phí công phí sức rồi, hừ hừ. Nói xong liền trợn mắt liếc nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên là có chút tức giận. Oa oa! Đúng vào lúc đó, đột nhiên toát ra mấy tiếng quỷ con kêu khóc. Trong đêm đen vô cùng vắng lặng, tiếng động đó vang lên có vẻ vô cùng chói tai. Chương 233, dưới cung chẳng lẽ là âm phủ? 1+2. Sở Vân Y lập tức nhào tới ôm cứng lấy Lô Vĩ. Diệp Phàm còn đang thở dài thầm than tiểu tử này may mắn thì đã nghe thấy một mùi hương thơm ngát sau lưng rồi cả Vu Phi Phi lẫn Ngọc Mộng Nạp Tuyết cùng bổ nhào vào hắn. Tuy nhiên rất tiếc là hai cô lại không nhào vào trong ngực hắn mà chỉ có bốn bàn tay nhỏ bé run rẩy nắm lấy cánh tay. Vu Phi Phi lắp bắp. Đúng là quỷ trẻ con kêu rồi, sợ quá đi. Lúc này lại thêm mấy tiếng oe 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 mơ hồ vẳng đến, Ngọc Mộng Nạp Tuyết run bắn lên đặt luôn cánh tay Diệp Phàm vào trước ngực. Khuôn ngực cao vút của cô theo nhịp thở sợ hãi, phập phồng mãnh liệt dưới tay Diệp Phàm. Anh chưa nào quản cái gì là quỷ trẻ con đang gào khóc. Chỗ kín nhất thời đã bắt đầu dựng lên, vội vàng nghiêng người tránh đi, chỉ sợ thân thể của mình và Ngọc Mộng Nạp Tuyết áp sát quá gần thì cây gậy kia đâm vào người ta. Tuy nhiên đồng chí Diệp Phàm đề phòng Ngọc Mộng Nạp Tuyết mà lại không để ý đến Vu Phi Phi của đài truyền hình bên kia nên cây gậy đụng luôn vào đùi của cô. A! À, Vu Phi Phi kêu lên thất thanh, gương mặt đỏ bừng, nóng rực như bắt lửa, may mà trong cung tối đen nên không có ai nhìn thấy. Diệp Phàm vội vàng khẽ vuốt lên mái tóc cô đánh trống lảng. Đừng sợ Phi Phi, quỷ trẻ con trên thực tế cũng chỉ như đứa trẻ thôi mà. Hứ, ai nói gì tới quỷ trẻ con chứ, là cái bên dưới chọc vào người ta ấy, nóng quá đi, thật là xấu hổ chết được. Vu Phi Phi mắng thầm, kỳ lạ là thấy mình hình như cũng không muốn rời ra, dường như trong lòng còn nguyện ý để cho cái vật nóng dãy kia ép vào đùi. Diệp Phàm âm thầm kêu khổ. Lúc này lại truyền tới thêm mấy tiếng quỷ co kêu, Tề Thiên ghé sát tai vào đất cũng cảm thấy. Diệp Phàm đang bận an ủi hai cô gái nên nhất thời không thoát ra được, liền dứt khoát thi triển ra thuật ưng nhãn và thuật bức nhĩ thông phát ra sóng âm về phía âm thanh dò xét, cảm giác dường như là dưới lòng đất truyền tới nhỏ giọng nói. Kỳ lạ, tại sao là từ dưới nền đất truyền lên, chẳng lẽ phía dưới cung là âm phủ? A, vừa nghe Diệp Phàm nói như thế. Vu Phi Phi và Nạp Tuyết còn đang sợ hãi lại hét váng lên rồi chui thẳng vào ngực hắn. Cả hai cô gái vừa run cầm cập vừa liều mạng áp sát, tựa hồ chỉ muốn dán chặt vào lồng ngực hắn, thậm chí hòa vào đó thì càng tốt. Sở Vân Y bên kia cũng tương tự, bám cứng lấy người Lô Vĩ. Tiểu tử này cũng không thành thực a, lập tức lộ ra móng vuốt nhìn thì để trấn an nhưng thật ra là mò mẫm. Trấn an là như vậy sao? Trấn an tại sao có thể ôm lấy eo con gái người ta rồi dịch lên dịch xuống. Diệp Phàm dĩ nhiên là nhờ vào thuật ưng nhãn có thể nhìn thấy động tác của Lô Vĩ, thầm nghĩ, tiểu tử này. Thật là biết nắm bắt cơ hội, mình thì thảm rồi, động cũng không dám động. Vừa động vào lỡ như bên dưới lại lên cứng hơn nữa đâm vào hai vị mỹ nhân thì làm sao. Bên kia thật ra thì Lô Vĩ cũng đang cảm thấy ấm ức, hừ. Đại ca chính là đại ca. Có tới hai mỹ nhân đeo vào người, quá thoải mái rồi, ai? Chỉ thương tam đệ Tề Thiên, một mình dán vào đất dương tai lên đi bắt quỷ, chỉ có điều mình cũng không thể giúp được. Không lâu sau, Ngọc Mộng Nạp Tuyết cũng cảm thấy trên người Diệp Phàm có chút khác thường, dường như bên dưới có cái gì đó động đậy, thỉnh thoảng lại còn chạm vào người mình,
Ngọc Mộng Nạp Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thiếu chút nữa kêu ra tiếng, thân thể nóng ran, tựa hồ mất đi sức lực chống đỡ ngã dạp vào người Diệp Phàm. Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là ôm thật chặt hai cô gái để họ không ngã xuống đất thì mình có lỗi lớn, trong lòng chỉ biết khấn thầm, Phật Tổ a. Không phải là con muốn ôm mà các cô cứ chui vào, con bị bắt buộc thôi. Con không làm điều xấu xa, con là chính nhân quân tử. Cả ba cứ chen sát vào nhau như vậy, ba luồng hơi thở ấm nóng quyện vào nhau khiến tất cả dần dần nảy sinh nhiều ý nghĩ khác lạ, cảm thấy dường như việc ôm nhau một chỗ như vậy cũng có nhiều thú vị, nhất là trong đêm đen vắng lặng, thỉnh thoảng mới nghe tiếng quỷ trẻ con dọa người, vì thế ba người cũng không nỡ rời nhau ra, cho dù tiếng quỷ kêu đã im bặt từ lâu. Theo tiếng thở của cả ba, có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập thình thịch. Diệp Phàm chỉ muốn há miệng ra cắn một cái vào môi hai cô gái, đời người nếu được thế thì thật là không uổng phí. Tuy nhiên hắn chấn định rất nhanh dưới sự chuyển vận của thanh tâm quyết, cuối cùng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy hai cô gái ra, giọng nói nghe như hơi mất mát. Không có chuyện gì rồi, để anh nghe dưới đất xem sao. Diệp Phàm toàn lực thi triển ra thuật bức nhĩ thông. Lúc nãy khi nghe tiếng quỷ kêu hắn đã sơ bộ xác định được phương hướng, lần này hắn đã có thể định vị chính xác được tiếng quỷ kêu đúng là truyền ra từ dưới nền đất của cung cũ. Mọi người lấy đèn pin tìm khắp các hướng, Tề Thiên trang bị hiện đại hơn cả, đã sớm lấy ra một thiết bị thăm dò địa hình nhỏ quét một vòng trên mặt đất. Không lâu sau trên màn hình đã có một điểm rung động, Tề Thiên vui mừng kêu lên. Thành công, đại ca, nhị ca, dưới cung cũ này dường như có mật thất. Có đúng là dưới mặt đất không? Diệp Phàm hỏi. Tựa hồ vừa không giống, dò không ra. Tuy nhiên đúng là cảm thấy bên dưới mặt đất có một động huyệt khá sâu, đoán chừng chắc khoảng 20 mét. Tề Thiên phân tích. Độ sâu như vậy thì đúng là hơi kỳ lạ. Chẳng lẽ lại là mộ táng, bên trong có cương thi? Lô Vĩ nói chen vào một câu khiến cho ba cô gái bị dọa đến hét toáng lên. Cương thi, thật sự có loài này sao? Trong phim truyền hình đã thấy rồi, chúng có răng nanh rất dài. Nếu cắn phải ai thì người đó cũng là cương thi, để trừ nó thì cần một đạo bùa tưới máu chó đen rồi dán vào người. Chu Nghĩa Quân không nhịn được cũng xen vào. Ha ha ha, chỉ là phim thôi, đi đâu mà có cương thi chứ, tuy nhiên người chết chôn lâu ngày không tan thì cũng có thể sinh ra biến dị thật. Nghe nói có người chôn ở dưới đất mấy ngàn năm vẫn không giữ nát, thậm chí móng tay, râu tóc còn mọc dài. Những điều này có quan hệ tới hoàn cảnh của địa huyệt. Nếu lúc ấy mai táng bịt kín hầm mộ thì trong điều kiện yếm khí sẽ sinh ra biến dị, tuy nhiên chuyện cương thi ăn thịt người là không thể có, tuy nhiên thế giới rộng lớn, những chuyện kỳ lạ cũng không phải là không thể có. Có một số hiện tượng kỳ lạ nếu dùng lý luận khoa học hiện đại thì sẽ không giải thích được rõ ràng. Diệp Phàm nói một tràng làm cả ba cô gái sửng sốt, nhìn hắn vẻ sùng bái, đem hắn làm thành anh hùng bắt quỷ tôn chính anh trong phim. Thậm chí là Mao Sơn đạo sĩ. Tuy nhiên trong lòng cả ba vẫn không bình tĩnh được vì hình tượng cương thi quả thật quá đáng sợ. Ngay vào lúc này thì chợt vang lên một thanh âm rất lớn không biết phát ra từ đâu, cả ba cô gái hét lên chói tai rồi đều nhào vào chỗ tránh nạn cũ của mình. Đừng sợ. Diệp Phàm ôm chặt lấy Ngọc Mộng Nạp Tuyết và Vu Phi Phi, nhẹ nhàng vỗ vỗ trấn an. Lần này thì đúng thật là Diệp Phàm không hề có một chút tà niệm vì hắn đang thi triển ra thuật bức nhĩ thông. Tề Thiên, hình như ở dưới bệ của bức tượng Trung Húc có cái gì đó. Diệp Phàm lên tiếng. Lấy thiết bị chiếu sáng của cậu gõ lên thân bức tượng xem, nó hình như không phải là đá thường đâu, hơn nữa niên đại hình như rất cổ xưa. Tề Thiên sờ vào bức tượng thì thấy nó khắp người phủ đầy rêu, không phải giống ruột vì khi gõ vào nghe thanh âm rất nặng nề, không hề có tiếng cong cong. Mấy người cùng sờ soạng kết quả lấm lem đầy mình mà không hề phát hiện ra điều gì dị thường. Tề Thiên giận điên lên đá bộc một cái vào pho tượng, chỉ tiếc người ta là một tổ thần chấn trạch, là hảo hán đuổi tà ma làm sao có thể dung chuyển. Tề Thiên bị lực phản chấn bắn ra đến mấy mét, tí nữa thì chạm phải một pho tượng Bồ Tát, nhìn đến thì thấy ba cô gái đang che miệng cười khúc khích. Thấy không, Tam Đệ, Địa Tạng Vương Bồ Tát tức giận cũng không phải là điểm tốt. Mau thắp nén hương cúi đầu tạ lỗi. Không thì mấy tên quỷ đầu trâu mặt ngựa lại kéo cậu xuống âm phủ thì anh với đại ca cũng đành bó tay, ha ha. Lô Vĩ trêu chọc. Phạt cái đầu anh đấy, em mà còn sợ Địa Tạng Vương sao, cho dù Như Lai Phật Tổ tới cũng đá nữa là. Tề Thiên cảm thấy rất mất mặt trước mấy mỹ nhân,
tính cách công tử ca và quân nhân thiết huyết bắt đầu bộc phát. Trước mặt Diệp Phàm thì Tề Thiên vẫn luôn ngoan ngoãn, nhưng giờ thì gã hoàn toàn phát khùng, lấy đà chạy mấy bước rồi vọt lên đá bụp vào pho tượng, hùng hổ. Hừ, em không tin không đá ngã được nó. Cho dù có là một ngọn núi thì Tề Thiên Đại Thánh ông đây cũng phải chuyển đi. Tiểu tử này rốt cục đã nảy sinh lòng ác độc, Diệp Phàm đứng cạnh cũng hoan hô nhiệt liệt. Hắn đoán một cước này của Tề Thiên cũng phải đến 600-700 cân. Bức tượng đá này cao 3 thước, bề rộng đến 2 vòng tay người ôm, bên tay trái có cầm một cái chiêu hồn bài, tay phải cầm lấy một thanh kiếm đá thô ráp. Trọng lượng chắc cũng đến ngàn cân, theo lý thì chịu một cước khoảng 600-700 cân cũng phải rung động một chút. Tuy nhiên điều làm Diệp Phàm ngạc nhiên là pho tượng vẫn không hề nhúc nhích, đứng vững tựa hồ đã mọc rễ dưới đất vậy. Tề Thiên sau khi hạ xuống thì cũng không còn sức để tức giận nữa, nhìn lên bức tượng cười khổ. Thật đúng là mọc rễ rồi. Em tài hèn sức mọn không làm được gì, đại ca, anh tới coi sao, em không tin với thân thủ của đại ca mà không động được nó. Lô Vĩ đề nghị. Nghe gã nói vậy mọi người lại càng thêm hồi hộp vì từ trước đến giờ họ vẫn cảm thấy Diệp Phàm có một chút thần bí nên càng kích thích. Anh Diệp, thử chút đi, để cho Nạp Tuyết được mở rộng tầm mắt. Ngọc Mộng Nạp Tuyết đối với Diệp Phàm cũng hết sức hiếu kỳ, chuyện hoàn thuốc vừa rồi khiến cô rất nể phục hắn, thật sự muốn xem anh chàng nhìn có vẻ thư sinh này có bao nhiêu sức lực. Phu Phi Phi ở bên cũng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ánh mắt cũng đầy vẻ tò mò. Còn Chu Quân Nghĩa thì cười nhạt. Chắc là đang nghĩ thầm phó bí thư Diệp trông ẻo lả như vậy thì có bao nhiêu sức lực. Được rồi, để anh tới thử xem sao. Diệp Phàm gật đầu. Hắn ngồi xếp bằng hai chân xuống điều tức, hai tay chậm rãi sử ra một vài thủ ấn khiến Vu Phi Phi liếc Ngọc Mộng Nạp Tuyết một cái trắng mắt, thầm nghĩ, đúng là đồ thần côn, còn ra vẻ lừa bịp nữa. Không được lên tiếng quấy rầy đại ca. Lô Vĩ nghiêm khắc. Hừm hừ, em cứ nói thì làm sao. Anh Diệp có thể đá dung tượng đá mới có thể làm em phục được. Phu Phi Phi cực kỳ tức giận, bất mãn hừ lạnh. Vậy chúng ta đánh cuộc đi. Tề Thiên vốn rất tin tưởng đại ca Diệp Phàm của mình tuyệt đối sẽ chỉ với một cước đá dung tượng đá. Theo suy đoán của đoàn trưởng Thiết Chiêm Hùng lúc trước thì Diệp Phàm đã đạt tới thực lực ngũ đoạn khai nguyên của quốc thuật. Ngũ đoạn chính là khái niệm gì? Chính là một cước có thể thể đá gãy đá phiến hoặc 5-6 chồng gạch đặt lên nhau. Sức lực khi bộc phát không dưới 1.300 cân. Hơn 1.000 cân đụng một tượng đá 600-700 cân, nhất định sẽ có một chút rung động. Đồng ý, nếu anh Diệp không đá dung được tượng đá thì em cũng không có yêu cầu gì quá mức. Chỉ cần anh Tề lại bản cô nương ba cái rồi hô Vu Phi Phi đại tiểu thư là được, khanh khách. Vu Phi Phi cười to giống như thắng bại đã định. Ha ha, tam đệ, Phi Phi tiểu thư là đại mỹ nữ của đài truyền hình. Nụ hôn của cô ấy tuyệt đối là ngọt ngào, biết đâu còn là nụ hôn đầu của ngọc nữ, ha ha, anh rất mong đợi. Diệp Phàm cười nhạt, cũng là lúc điều khí xong. Chương 234, chiếm được nụ hôn đầu của ngọc nữ. Xấu xa, nghĩ khá lắm, nụ hôn đầu của bản cô nương chỉ tặng cho người mình yêu thôi. Phu Phi Phi đỏ bừng mặt khiến vẻ kiều diễm càng lộ rõ. Được rồi, vậy thì anh sẽ chiếm nụ hôn đầu của em vậy. Em không biết đấy chứ, anh thích nhất là nụ hôn đầu của ngọc nữ đấy, ha ha ha. Diệp Phàm cười một tràng, khí phách hiện ra như một quân vương có khí phách trùm thiên hạ. A, à, Diệp Phàm hét vang một tiếng rồi chạy ra 7-8 bước lấy đà, nhảy lên cao chừng 2 mét rồi xuất ra một cước nhằm vào pho tượng. Bịch, 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 tượng đá lắc lư giống như một kẻ say rượu rồi ngừng lại, tuy nhiên vẫn không di động khiến Diệp Phàm cảm thấy có chút buồn bực. Ai? Vẫn chưa nhúc nhích một phân. Diệp Phàm lắc đầu. Tuy nhiên Vu Phi Phi ở bên thì đang hoảng sợ, nghĩ đến lần đánh cuộc vừa rồi mà hết hồn, bước chân dần dần lùi về một góc cung cũ, chắc là muốn tránh đi để cho Tề Thiên và Lô Vĩ không chú ý bỏ qua lời đánh cuộc vừa rồi. Đùa sao, ở trước mặt nhiều người như vậy lại tặng nụ hôn đầu cho người ta thì đúng là xấu hổ chết đi. Thần lực. Sở Vân Y thở dài còn hai má của Ngọc Mộng Nạp Tuyết không rõ vì lý do gì mà đỏ bừng cả lên, nghĩ đến lúc ở Tử Vân Tử Lâu, bàn tay ấm áp của anh Diệp đã xoa lên hai má của mình. Trong lòng Nạp Tuyết đã bắt đầu có những rung động đầu đời. Mình tại sao lại cảm thấy anh ấy ở trong lòng mình vô cùng đẹp trai, giống như một pho tượng Bồ Tát vậy, Ngọc Mộng Nạp Tuyết sợ hết hồn, vội vàng thầm mắng mình một câu. Chị gái Phi Phi, chị còn chưa thực hiện lời hứa đấy.
Ừ, nụ hôn đầu của chị Phi Phi xem ra sắp bị đại ca chiếm được rồi, ai? Amen, mình sẽ mặc niệm một giây vì một nụ hôn của người thiếu nữ bị chiếm đoạt. Lô Vĩ còn đều giả làm dấu cầu nguyện khiến cho Sở Vân Y đấm thùm thụp vào ngực gã. Đồ xấu xa, chuyện âm độc như vậy mà cũng làm ra được. Phi Phi, đừng động tới những đồ thối tha này làm gì, nụ hôn đầu của người con gái quan trọng ra sao, sao có thể tùy tiện cho người ta chứ? Vân Y, nụ hôn đầu của em dành tặng người đẹp trai như anh đi, nữ thần của anh. Lô Vĩ ngửa mặt lên trời làm bộ cầu phúc như thật. Hứ, đá anh một cái thì có, muốn nụ hôn đầu của bản cô nương à, không có cửa đâu. Sở Vân Y vung chân lên, Lô Vĩ nghiêng người tránh né, cười ha hả khiến Sở Vân Y quang quát như gà mái đẻ trứng, cười ầm ĩ không dứt. Em có nói gì đâu. Phu Phi Phi lại sử dụng thủ đoạn thường thấy của phụ nữ khi muốn chối cãi việc gì. Ha ha, Chu Quân Nghĩa cũng đùa giỡn. Phi Phi, bất tín như vậy cũng không hay. Như vậy đi, chọn cách chiết chung, nụ hôn đầu của Phi Phi cứ để dành tặng người yêu tương lai. Lần này đổi cho Phó Bí Thư Diệp đem nụ hôn đầu hiến tặng Vu Phi Phi nhé. Ha ha ha, chuẩn. Lô Vĩ, Tề Thiên, ngay cả Sở Vân Y cũng đồng ý, đứng bên vỗ tay nhiệt liệt. Ngọc Mộng Nạp Tuyết cũng khom người cười, không biết suy nghĩ cái gì, thật ra thì trong lòng cô đã có vị chua chua, bất giác giật mình. Để tôi xem nào. Diệp Phàm lắc đầu. Tính cái gì, gương mặt của bản cô nương chưa từng bị đàn ông thối tha nào hôn qua. Thế là tiện nghi cho anh lắm rồi, đến đây đi. Tuy nhiên chỉ bên cạnh thôi, miệng không được. Phu Phi Phi lúc này lại rất thoải mái, khẳng khái bước đến chỗ tượng đá, dứt khoát nhắm mắt lại, lẩm bẩm. Lên, lên, đại ca lên đi. Lô Vĩ chỉ còn thiếu nước giơ chân lên ủng hộ. Lão đại nhanh lên một chút, có ngọc nữ hiến gương mặt chẳng lẽ còn không dám lên. Tề Thiên gấp đến độ dậm chân. Khanh khách, anh Diệp, anh có phải đàn ông không? Sở Vân Y thâm độc hơn, nếu là đàn ông có ai lại chịu nổi lời khích bác này. Ai, ngọc nữ đáng thương của đài truyền hình chúng ta tối nay gặp phải cảnh dập liễu vùi hoa nghiêm trọng nhất từ trước đến nay a. Chu Quân Nghĩa ở một bên trợ uy, nhất thời làm trường diện sôi sục. Hừ, cho dù lên núi đao xuống biển lửa đã thấy khi nào tôi nhíu mày chưa? Diệp Phàm hừ một tiếng. Quay sang kề sát miệng vào mặt bên trái của Vu Phi Phi thử một chút rồi lại sang bên phải thử một chút, cảm giác góc độ hình như không được thoải mái. Lúc này mới phát hiện ra cánh mũi của Vu Phi Phi rất trơn mượt, nếu hôn lên đó chắc chắn sẽ rất kích thích. Hắn nghĩ là làm, cái miệng nhanh chóng áp sát cánh mũi của Vu Phi Phi. Sở Vân Y đưa tay bưng miệng cùng với mọi người nín thở chờ thời khắc kinh động lòng người. Chỉ có Ngọc Mộng Nạp Tuyết vẫn khom người khẽ cười. Vị chua trong lòng lại càng rõ ràng hơn, đã sắp đến điểm cực hạn bùng phát. Đúng vào thời khắc quan trọng, một việc ngoài ý muốn lại sinh ra. Trên đỉnh đầu của bức tượng Trung Húc bỗng nhiên rơi xuống một vật, tốc độ còn rất nhanh. Mọi người xung quanh bị dọa đến hét toáng lên. Bởi vì mọi người không biết là vật gì, nếu là tảng đá hay vật cứng gì đó thì chắc chắn sẽ làm cho người ở dưới bể đầu chảy máu. Tề Thiên và Lô Vĩ đã sớm nhào tới. Tuy nhiên khoảng cách 10 mét là quá xa, không kịp để cứu. Diệp Phàm lúc này vẫn đang đấu tranh tư tưởng để quyết định hôn hay không hôn, khi vừa nghe tiếng động thì nhờ vào thuật ưng nhãn hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng vật kia. Tuy nhiên nó đã bay sát đến trên đầu liền vội vàng ôm chặt lấy Vu Phi Phi rồi nhảy tránh qua một bên. Vu Phi Phi đang nhắm nghiền mắt bỗng nhiên cảm thấy toàn thân bị ôm chặt rồi bay bổng lên không trung liền hét lớn. Sao anh có thể làm vậy? Chẳng nói là chỉ mặt thôi sao? Nói xong đưa tay đấm thùm thụp vào người Diệp Phàm. Phi Phi, chị hiểu lầm rồi, anh Diệp vừa rồi đã cứu chị đó, vừa rồi trên tượng đá rớt xuống một vật. Sở Vân Y hô. Mọi người nhìn lại dưới đất thì thấy vật kia là một khối gỗ vuông giống như là một chiếc hộp phủ đầy cho bụi, nhìn rất thô tháp. Mọi người suy đoán có phải là do mái cung lâu ngày không tu sửa nên vừa rồi bị lực một đòn của Diệp Phàm nên chấn động mà gãy xuống một đoạn xà. Bép, một tiếng kêu gọn vang lên làm thức tỉnh cả đám anh chứ vẫn đang ngơ ngác, mọi người nhìn chằm chằm thì phát hiện nguyên do là. Phu Phi Phi vẫn đang nằm đè lên người Diệp Phàm, nhân lúc hắn không chú ý liền lén chạm vào môi hắn một cái rồi vùng dậy chạy biến, cười nói. Bản cô nương thực hiện lời hứa rồi nhé, hừ, có gì đâu. Anh vừa rồi chưa hề cảm thấy gì, quá đột nhiên mà.
mùi vị nụ hôn đầu như vậy thì quá tiếc hận rồi, có lẽ chúng ta làm lại lần nữa đi, có thể mới cảm nhận được chứ. Diệp Phàm trêu chọc, khẽ sờ lên môi nói tiếp. Vẫn có chút mùi hương, không biết em dùng kem đánh răng loại gì, hình như là mùi Trung Hoa, ha ha ha. Sắc lang, hừ. Ngọc Mộng Nạp Tuyết bất chợt quát lên khiến toàn bộ đám đàn ông trong điện tròn mắt, không hiểu điều gì lại chọc giận Ngọc Đại Tiểu Thư. Tề Thiên chạy tới nhặt cái khối gỗ kia lên, gã xem qua một lúc rồi đang định vứt đi thì bỗng nhiên ổ lên một tiếng. Đại ca, nhị ca. Cái này đúng là bảo bối rồi, hình như là một chiếc hộp gỗ cất bảo vật. Gì, hộp giấu bảo vật. Cả đám nghe vậy thì lập tức vây lại. Cái hộp này không lớn, thật ra thì cũng không giống một cái hộp căn bản là một khúc cây, dài chừng 40 phân, rộng chừng 20 phân, phía trên mặt thô ráp, nhìn qua giống hệt một đoạn xà nhà, mặt ngoài còn có các gờ ráp và dấu đinh, phía trên cũng không có đồ án hay hoa văn gì. Mọi người xem xong đều lắc đầu mắng Tề Thiên bệnh thần kinh, nghĩ đây là bảo bối thì đúng là điên rồi, khơi khơi bảo một đoạn xà nhà là một cái hộp giấu bảo vật, hại mọi người một phen mừng hụt. Phu Phi Phi rốt cục bắt được trả thù cơ hội, cười vẻ khiêu khích. Tề Thiên sinh, cái đoạn gỗ này chắc là một đoạn nối trên xà ngang và xà dọc, anh xem có giống không? Không hổ là dân tỉnh tới, ngay cả cái đoạn xà mà dân quê dùng để lợp nhà cũng bảo là hộp giấu bảo vật. Ha ha, làm bà cô này cười chết mất. Phu Phi Phi làm bộ khoa trương cười đến sắp ngã. Ừ, hình như là giống miếng đệm, em nhớ hồi nhỏ khi mọi người trong nhà xây nhà gỗ cũng dùng loại này để đệm. Tuy nhiên là gọt hình tam giác vì hình tam giác là vững nhất, sau đó thì chèn lên chỗ tiếp giáp giữa xà ngang và xà dọc để chống. Ngọc Mộng Nạp Tuyết cũng nhớ tới hồi xưa. Quan điểm của cô được đa số mọi người đồng ý. Hắc hắc, các người chỉ một mà không biết hai. Tôi tuy ở thành phố nhưng cứ có phải chưa ăn thịt heo là chưa thấy heo chạy đâu. Đoạn gỗ này nhìn qua đúng là giống như miếng đệm trên xà. Nhưng chắc chắn là không phải. Tôi lúc vừa nhặt lên cũng đã cảm thấy nghi ngờ là thế, nhưng sau đó lại phát hiện ra một chỗ kỳ lạ. Chính là chỗ này, lấy tay chạm vào sẽ phát hiện ra chỗ kỳ lạ, đại ca tới thử một chút đi. Tề Thiên cười hắc hắc, cực kỳ đắc ý giống như vừa phát hiện ra một bí mật lớn. À, để anh thử một chút. Diệp Phàm tuy chưa biết là cái gì nhưng nghe Tề Thiên nói vậy thì cũng cảm thấy tò mò. Hắn đưa tay sờ hết một lần thì cũng không phát hiện được gì. Sau đó sờ đến chỗ mà Tề Thiên nói, nhắm mắt cảm nhận một chút thì ngạc nhiên. Tựa hồ là chữ, đúng, tuyệt đối là chữ, Tề Thiên, em đoán ra chữ gì không? Diệp Phàm cười ra vẻ bí hiểm. Nghe Diệp Phàm vừa nói như thế thì cả đám cũng chen nhau sờ thử rồi lẩm bẩm vẻ kỳ lạ. Đúng là giống như chữ thật, rốt cuộc chữ gì chứ? Chương 235, Tiếu Lý Tàng Đao. Trong điện một nhóm người bắt đầu thảo luận. Người thì nói là chữ này, người thì nói là chữ kia, nhưng không có ai dám chắc chắn, mơ hồ cái nào cũng được. Diệp Phàm bình thản hút thuốc, dáng vẻ giống như đã có dự tính trước trong lòng. Ngọc Mộng Nạp Tuyết không kìm được, sẵn giọng. Rút cuộc là chữ gì, anh Diệp, anh nói xem, nóng ruột chết đi được. Ha ha, mọi người đoán thử xem, chuyện này rất thú vị đấy. Nếu không như vậy đi, Nạp Tuyết. Em cũng tặng cho đại ca một nụ hôn đầu đời đi có được không, anh sẽ nói cho em biết. Diệp Phàm cười tủm tỉm lộ vẻ mờ ám nói. Hứ, Ngọc Mộng Nạp Tuyết khuôn mặt đỏ bừng, dứt khoát không thèm để ý đến anh chứ, ở bên cạnh hờn dỗi ngúng nguẩy. Được rồi, Ngọc Đại Tiểu Thư của anh, đừng giận dỗi nữa. Mấy chữ này, nhất định là viết Trấn Quỷ Hoàng Lăng Hạp. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Hắn thấy mọi người nhìn mình khó hiểu thì nói tiếp. Đừng nhìn nữa, ý tứ là gì tôi cũng không hiểu, chỉ biết là mấy chữ này thôi. Trấn Quỷ Hoàng Lăng Hạp, đây rút cuộc là ý tứ gì? Nếu là cái hộp này nói không chừng bên trong là hộp giống, có bí mật gì hoặc là nói có bản đồ kho báu gì ở bên trong? Diệp Phàm lẩm bẩm phân tích. Vậy thì có khó gì, một dao bổ ra là xong. Tề Thiên vừa nói vừa rút con dao quân đội Thụy Sĩ giấu trong giày ra. Đừng động vào, nếu không phải cơ mật ở bên trong hộp gỗ sẽ bị đâm hỏng sao, vậy thì tiếc hận rồi. Lô Vĩ vội vàng kêu lên. Tề Thiên, chỗ các cậu có thiết bị gì có thể nhìn xuyên thấu miếng gỗ này không? Giống như máy X-quang có thể nhìn xuyên người ấy. Diệp Phàm hỏi. Xem tôi kìa, thật là quá ngốc nghếch. Cầm lấy tới thành phố Mặc Hương thử xem không phải tốt hơn sao.
Tề Thiên vô cùng hứng thú, cùng với đoàn người Lưu Vĩ chạy xe thẳng tới thành phố Mạc Hương. Diệp Phàm cũng muốn tới Thủy Châu điều tra chuyện của nhà máy giấy Ngư Dương và nhà máy giấy Cát Tông Long Hưng, đoán chừng mấy huyệt vị khác của Nam Cung Cẩm Thần cũng được hóa giải rồi. Diệp Phàm gần đây có nghiên cứu chi tiết qua bản chép tay của Biển Thước, phát hiện nó hoàn toàn có lợi cho việc đem nội kình ép vào trong kim châm rỗng ruột, truyền vào chỗ huyệt vị kinh mạch bị phong bế của Nam Cung Cẩm Thần. So với trực tiếp dùng đầu ngón tay thi triển thiên âm lôi cương chỉ thì bớt dùng sức hơn nhiều. Có lẽ phương pháp này có thể làm, cho nên Diệp Phàm cũng muốn thử một chút. Nếu có thể làm được đương nhiên là rất tuyệt vời, xem như là tích góp một chút công đức. Trở lại trong thị trấn sau khi ăn cơm xong, Diệp Phàm tới chào hỏi bí thư Tần, sau khi sắp xếp xong công việc nhân sự và tổ công tác nhà máy giấy, mọi người thẳng hướng thành phố Mạc Hương mà đi. Nhưng ở chỗ bí thư Tần Chí Minh lại nghe y hỏi. Chú Diệp, lão ca tôi hơn chú mười mấy tuổi, có một câu nói muốn nói với chú. Nghe nói tối qua ở phòng hát Lam Nguyệt Lượng, chú và phó cục trưởng Tôn của cục thống kê huyện có xích mích có phải không? Đúng, không phải xích mích, mà là do gã quá ức hiếp người khác. Trong lòng Diệp Phàm như bốc hỏa, mắng thầm, mẹ nó. Chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã bay xa vạn dặm. Chuyện xảy ra tối qua đoán chừng đã truyền đến tai bí thư Tần rồi. Nhìn dáng dấp Tôn Mãn Quân không phục, có lẽ sau này còn làm ra thủ đoạn tàn độc gì. Ai, lão đệ, có một số việc chúng ta phải một mắt nhắm một mắt mở cho qua đi, dù sao cũng không tạo thành thương tổn thực chất gì phải không? Cậu kêu người ta là một phó cục trưởng tới xét duyệt kết toán tài chính của thị trấn chúng ta, chịu mất mặt trước nhiều cảnh sát, mọi người như vậy, thể diện của gã còn vứt đi đâu chứ? Sau này người trên huyện sẽ nhìn thị trấn Lâm Tuyền chúng ta như thế nào, sau này đồng chí của cục thống kê tới thị trấn chúng ta điều tra công việc đoán chừng sẽ tạo ra phiền phức, ai? Tần Chí Minh lo lắng, thở dài nói tiếp. Chú Diệp, đại diện của cục thống kê là một cơ cấu quyền lực rất lớn, chúng ta dù đắc tội với ai cũng không thể đi đắc tội với đám người đó. Khi này cậu còn chưa cầm quyền một phương, đợi đến lúc đó cậu sẽ biết cái gì gọi là quan niệm đại cục, cái gì gọi là không thể hồ đồ. Ai, không nói nữa, sau này để ý một chút là được rồi. Nhưng cái tên Tôn Mãn Quân đó lần này cũng quá đáng quá mức. Bản thân gã lúc nào cũng ra vẻ đạo đức, dựa vào thực quyền của cha gã là phó chủ tịch huyện. Chúng ta có thể nhịn thì vẫn phải nhịn, cuối cùng tôi tặng cậu bốn chữ, không được hồ đồ, sau khi quay về phải tính toán kỹ càng. Đoán chừng chuyện này không lâu nữa sẽ truyền đến tai của bí thư Lý, cậu phải chuẩn bị kỹ đi. Anh Tần. Em lại rước phiền phức đến cho anh rồi, sau này em sẽ để ý những chuyện này, ha ha. Nhưng anh cũng không cần lo lắng quá mức, nếu Tôn Mãn Quân thật sự muốn làm loạn, em cũng không phải là đèn sắp cạn dầu, ha ha. Diệp Phàm cười gượng, cũng không để ý lắm, tuy nhiên vẫn rất tôn trọng Tần Chí Minh. Diệp Phàm cho rằng Tần Chí Minh mặc dù có vài điểm yếu nhưng dù sao cũng là người dẫn đường cho mình tiến vào quan trường, hơn nữa từ tình hình lúc này mà nói. Mặc dù y làm như vậy là vì lợi ích, nhưng xã hội này con người ai cũng làm vì lợi ích, nếu bất lợi thì không cần nói gì nữa, đó chính là ý tứ này. Trong lòng mọi người đều có tính toán nhỏ nhặt, vì tư lợi, vì quốc gia, vì nhân dân, kỳ thực đều không thoát khỏi một chữ, lợi. Con người Tần Chí Minh tổng thể cũng xem như không tệ, ở thị trấn Lâm Tuyền, Diệp Phàm cảm thấy thân thiết với y nhất, có chút giống như một người đại ca. Tuy nhiên khi gặp chủ tịch Mâu, lời nói của gã lại có chút ý vị sâu xa. Phó Bí Thư Diệp, chuyện của Phó Cục trưởng Tôn thật sự làm hơi quá đáng, nếu bạn gái tôi bị ức hiếp giống như vậy tôi sớm đã nhào tới đá chết hắn rồi, ha ha. Không ngờ Phó Bí Thư Diệp lại có lòng độ lượng lớn kinh người như vậy. Chuyện này là đương nhiên, Tôn Mãn Quân thật sự hơi có chút quá đáng, nhưng có thể là do say rượu, hơn nữa gã lại tới để xét duyệt tài chính. Quan trọng là đại chủ tịch thị trấn anh nói phó cục trưởng Tôn là bạn của anh. Ha ha, kết quả là tôi sợ công việc của anh gặp khó khăn. Chúng ta làm việc đều là vì thị trấn Lâm Tuyền, cho nên, cũng phải nể mặt chủ tịch thị trấn một chút chứ có phải không? Nhưng tôi phải nói với chủ tịch Mâu một chút, cô gái đó không phải là bạn gái của tôi, mà là bạn học của em gái tôi. Hơn nữa hai cấp dưới của Tôn Mãn Quân hình như cũng không gặp phải chuyện tốt đẹp gì, tựa hồ biến thành đầu heo rồi. Ha ha. Diệp Phàm thật thật giả giả nói, trong lời nói như chứa giọng điệu, làm người ta hiểu ra, con người Mâu Dũng này cực kỳ hiểm độc, trong nụ cười có chứa dao găm,
muốn khơi mào tranh đấu giữa mình với Tôn Mãn Quân, nhưng mình đâu ngây thơ vậy chứ. Ngoài mặt nói mình độ lượng, trên thực tế là rủa mình vô năng, ngay cả bạn gái cũng không bảo vệ được. Diệp Phàm ngoài mặt cũng không chối cãi gì, ám dụ Mâu Dũng người giúp đỡ người xấu làm chuyện xấu, ra vẻ thân thiết với loại người sói lang không có đạo đức như Tôn Mãn Quân, là đồ mưu tầm mưu mã tầm mã. Ẩn ý của hắn khiến Mâu Dũng tức điên người, ngượng ngùng cười nói. Đâu có, tôi và Phó Cục trưởng Tôn cũng chỉ là quen biết xã giao mà thôi, cũng không phải là bạn bè, quan trọng là vì công việc của thị trấn chúng ta mà mở rộng quan hệ, ha ha. Gã thầm nghĩ, mẹ kiếp, thằng nhãi này mồm miệng thật sắc bén, lại dám đem bố mày đánh đồng với loại người như Tôn Mãn Quân, bố mày là thái tử ra từ thành phố tới, Tôn Mãn Quân hắn là loại dễ hành gì chứ, thật là uất ức. Phó Bí Thư Diệp lần này tới Thủy Châu, hy vọng anh có thể mang về cho thị trấn một số đầu tư, biến đổi hoàn toàn hiện trạng của nhà máy giấy Ngư Dương. Nếu không gần cuối năm, công nhân không có tiền lương, bộ phận chính quyền không có tiền thưởng phúc lợi, tôi thân là chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền đương nhiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác được. Nhưng anh là bí thư quản lý tài chính cũng khó có thể an tâm. Nói không chừng ngày 30 Tết còn có công nhân đến tận cửa đòi tiền lương. Nếu có thể kiếm được một khoản tiền vượt qua khoảng thời gian khó khăn này, đến lúc đó tôi sẽ chúc mừng anh, ha ha ha. Mâu Dũng cười ha hả, gã vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khoản tiền 200 vạn sửa đường trong túi áo của Diệp Phàm. Ha ha, tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng tôi nghe nói chủ tịch thị trấn Mâu là từ trên thành phố Mạc Hương trực tiếp nhảy dù xuống. Là cán bộ nhảy dù, trên thành phố có chỗ dựa rất lớn, có lẽ anh cũng nên kiếm về mấy trăm vạn để người dân của thị trấn Lâm Tuyền cũng chúc mừng chủ tịch Mâu thăng chức chứ nhỉ. Nếu không kiếm được thì người bị đánh đầu tiên chính là đại chủ tịch Mâu, vào đêm 30 Tết, người đến nhà chủ tịch Mâu tuyệt đối là đông hơn là đến nhà tôi, ha ha. Diệp Phàm đưa đẩy, ngụ ý là 200 vạn sửa đường trong túi tôi đừng mong sở đến, có bản lĩnh thì tự mình về thành phố kiếm tiền đi. Nhìn Diệp Phàm đi ra, sắc mặt Mâu Dũng lập tức trầm xuống, gõ cành cạch chiếc bút máy trên bàn, cười lạnh. Đừng có tưởng lấy được mấy trăm vạn thì lên mặt, tiền này chỉ là tiền bố thí, để ông mày ngày mai về thành phố xin luôn 50 vạn cho mày nhìn, để cho toàn bộ nhân viên thị trấn Lâm Tuyền này đều được ôm tiền thưởng về nhà ăn Tết. Khi đó để ông mày đánh vào mặt mày luôn, đến lúc công nhân nhà máy giấy làm loạn thì ông sẽ đứng bên nhìn. Khi đó thì không đợi ông mày nhắc đến chuyện tiền. Tự mày sẽ phải bỏ ra thôi, xong xuôi sẽ kiện mày về tội tham ô. Lúc này Diệp Mậu Tài cũng đang lén gọi điện thoại cho Trung Minh Nghĩa. Anh họ, nghe nói tối hôm qua tên tiểu tử Diệp Phàm kia có xung đột với con trai phó chủ tịch huyện Tôn, lúc ấy còn có cả Tiếu Trường Hà làm biên bản tuy nhiên cuối cùng cũng bỏ qua. Đáng tiếc thật, nếu có thể làm cho Tôn Mãn Quân đấu với Diệp Phàm thì hay biết mấy. Lúc ấy tên Mâu Dũng kia không biết tại sao còn chen vào. Nếu để vào đồng công an thì không phải là quá hay sao, ít nhất cũng là tin tức động trời. Lãnh đạo cục thống kê đến thị trấn Lâm Tuyền kiểm tra sổ sách tài vụ dẫn tới đánh nhau với phó bí thư Diệp phân quản công tác tài chính vào đồn cảnh sát rồi. Thử nghĩ xem tin tức này sẽ chấn động như thế nào, bảo đảm sẽ làm cả huyện Ngư Dương sôi sục a. Đáng tiếc, tiêu tiểu tử Mâu Dũng này thành sự không đủ bại sự có thừa, đúng là đồ không có đầu óc. Bí thư đảng đoàn Trung Minh Nghĩa vô cùng tiếc nuối. Tí nữa thì đập luôn điện thoại. Lúc ấy Mâu Dũng đoán chừng cũng sợ không vượt qua được cửa xét duyệt sổ sách trong thị trấn, người của cục thống kê cho nên mới ra mặt. Diệp Mậu Tài phân tích. Chương 236, dám ở trong quân doanh đóng cửa đua xe. Ngu ngốc, cục thống kê muốn giở trò xấu với một thị trấn lớn như Lâm Tuyền, Tần Chí Minh sẽ là người đầu tiên không phê chuẩn. Mà y chính là người của Lý Hồng Dương, không phải sẽ càng tuyệt hơn sao? Để cho Lý Thiên Vương và Trương Tào Trung đấu một trận, ngốc ơi là ngốc. Được rồi, nhưng bản tính háo sắc của Tôn Mãn Quân vẫn không thay đổi, lần này xem như thật sự mất mặt rồi. Tôi đoán chừng gã sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu, sau này nhất định sẽ tiếp tục sinh sự. Sau này nếu đụng phải chuyện này, cậu hãy âm thầm chơi đùa gã một chút, kích động hứng thú của bọn họ. Ha ha ha, thằng danh Diệp Phàm đó gần đây đi gây thù chuốc oán khắp nơi. Mấy hôm trước còn đắc tội với Chu Tiểu Đào và Phí Văn Viễn. Còn có cháu trai của Phó Cục trưởng Vương của Cục Tài chính thành phố, nghe nói Vương Tiểu Ba sau khi lành vết thương sẽ vào trông coi nhà lao, nếu xét xử đoán chừng phải ngồi nhà giam mấy năm rồi.
Phó Cục trưởng Vương mấy ngày nay đang vận động khắp nơi, để nghĩ cách cứu cháu, tránh cho y phải ngồi nhà lao. Nhưng lần này hai đảng ủy viên của đảng ủy đều nhìn theo dõi sát sao, Phó Cục trưởng Vương sắp đến bước đường sơn cùng thủy tận rồi, người của tư pháp và viện kiểm sát thành phố đều không dám ra mặt xin cho gã. Nếu Vương Tiểu Ba thật sự bị xử phạt, vậy thì y đã kết một mối hận lớn với Diệp Phàm, coi như tiểu tử đó có quả ngon để ăn rồi. Nghe nói Phó Cục trưởng Vương không lâu nữa sẽ lên chức, một khi y đã leo lên được vị trí Cục trưởng Cục Tài chính, vậy thì một bí thư nhỏ trong thị trấn như Diệp Phàm, còn không giống như một con sâu nhỏ bị người ta dẫm chết sao? Chuyện này rất đơn giản, người ta chỉ cần chào hỏi Lý Hồng Dương, đoán chừng Lý Thiên Vương cũng sẽ nhịn đau quăng đi con cờ gây chuyện này. Mậu Tài, cậu xem đi, thằng danh đó hống hách không được mấy ngày đâu, cứ để hắn thoải mái đi, ha ha ha. Trung Minh Nghĩa cười sảng khoái đến nỗi suýt rớt cả răng. 4 giờ sau mọi người mới đến thành phố Mặc Hương. Vừa đến thành phố Mặc Hương, Phu Phi Phi liền trở nên sinh động, giống như một tinh linh khua chân múa tay vô cùng hào hứng. Chú em, nghe nói cậu đến Mặc Hương rồi à? Vừa đến nơi đã thấy Vu Kiến Thần của Cục Công an thành phố gọi điện tới. Mới đến, sao vậy? Đồ khốn Chu Chính Dương cuối cùng xử lý như thế nào? Diệp Phàm thuận miệng hỏi, đối với kẻ đầu sỏ hãm hại mình, hắn nhớ rất rõ, không nhìn thấy y phải vào đại lao thì trong lòng luôn cảm thấy không yên. Hắn à, sớm đã khai trừ ra khỏi đảng rồi, đang bị tạm giam. Gần đây lại điều tra được y hình như còn nhận một khoản tiền hối lộ 30 vạn của người khác. Hơn nữa còn mắc nhiều tội cùng lúc là dùng quỷ kế hãm hại một dũng sĩ xuất thân từ quốc thuật Hoa Hạ là cậu, âm mưu nhúng tay vào sự vụ an toàn quốc gia, phá hoại an toàn quốc gia. Tổng hợp các tội lại chắc sẽ bóc lịch nhiều năm. Ai, ngày xưa là một phó cục trưởng Cục Công an thành phố uy phong biết bao nhiêu, chỉ sau một đêm tóc đã bạc trắng một nửa. Dâu ria xồm xàm giống như một người đang nhanh chóng già đi, đến tôi khi nhìn thấy cũng cảm thấy có chút chua xót trong lòng. Tiểu tử cậu thật đúng là tàn ác, đoàn trưởng Thiết hạ lệnh một tiếng, thiếu chút nữa đã quàng cho y tội danh kẻ địch bán nước rồi. Nhưng cũng phải nói là do đồng chí Chu tự chuốc lấy, tự gây nghiệp chướng cho chính mình. Lúc đó nếu không phải cậu em tôi cho người chuyển cưa cho cậu thì nói không chừng hài cốt sớm đã không còn rồi. Ha ha ha, buổi trưa lão ca tôi mời khách, vẫn là ở đại tửu điếm thành phố Mặc Hương. Mẹ nó, hôm đó thiếu chút nữa là xảy ra chuyện rồi. Ông mày phải tới chỗ đó, bây giờ xem ai còn dám tới vuốt râu hùm nào. Mẹ nó, dám giở trò với ông mày. Phu Kiến Thần hùng hùng hổ hổ có chút giống như thổ phỉ Sơn Đông. Được rồi, buổi trưa em sẽ đến. Hôm đó anh chàng tên là Trương Vĩnh Siêu, chính là người đã nhét cái cưa sắt cho em đúng không? Diệp Phàm giật mình hỏi, ân nhân cứu mạng thiếu chút nữa là quên rồi, phải cảm ơn người ta mới được. Hừ. Thằng nhãi cậu cuối cùng cũng nhớ ra. Tôi còn tưởng cậu quên sạch rồi, thứ đó đúng là cậu ta kín đáo nhét cho cậu, nhưng chủ mưu lại là một cao thủ khác, đợi buổi trưa đến đây, tôi sẽ nói cho cậu biết. Phu Kiến Thần còn úp úp mở mở. Được. Diệp Phàm cúp điện thoại, quay sang hỏi Tề Thiên. Tới chỗ nào vậy? Một sư đoàn dã chiến đóng ở Mặc Hương, ở đó có một tổ kỹ xảo quang học, chắc sẽ có cách gì đó với miếng gỗ. Máy móc của bọn họ công suất rất lớn, lực xuyên thấu xạ tuyến cực mạnh, thông qua máy định vị và xạ tuyến cùng dung hợp, có lẽ có thể phát hiện được bên trong rút cuộc có bí mật gì. Tề Thiên tự đắc nói. Nghe nói phải đi tới chỗ bộ đội, mọi người đều hào hứng nhưng quan trọng là chỗ đóng quân của bộ đội, người ngoài tiến vào cũng không tiện, vì vậy trong xe cũng chỉ còn lại Tề Thiên và Diệp Phàm. Tề Thiên đánh xe chạy thẳng đến chỗ đóng quân của sư đoàn dã chiến. Sau khi người vệ binh canh gác kiểm tra giấy tờ, vội vàng cúi chào, Tề Thiên dẫm chân ga lao thẳng vào trong. Lý Ba, thằng nhãi vừa rồi là ai vậy, ngang ngược như vậy, dám lao xe vào trong nơi đóng quân của chúng ta, nếu để chính ủy nhìn thấy đoán chừng bị giam lại không chừng. Hình như, tôi còn thấy anh cúi chào hắn, lẽ nào là sĩ quan? Một tên lính nhanh nhẹn hiếu kỳ hỏi. Giam cái giám, chính ủy Lý giam chúng ta còn được, muốn giam hắn, không có can đảm đâu. Lý Ba ưỡn thẳng bộ ngực lên, giống như vừa rồi Tề Thiên bắt tay hắn, hắn cảm thấy rất vinh dự vậy. Này, đứng nghiêm, Lý Ba, cậu nói cho ông mày xem, trong quân doanh này ai là chỉ huy, cậu xem tôi có thể giam hắn lại không? Thằng nhãi con, ở sau lưng lại dám đặt điều nói bậy, muốn làm phản có phải không?
Lúc này ở bên cạnh Lý Ba bỗng nhiên vang lên tiếng quát của chính ủy sư đoàn dã chiến Lý Đạt, làm gã giật bắn mình, vội vàng cười phụ họa nói. Chính ủy, tôi không phải nói ngài. Ở trong quân doanh này, có ai dám không nghe lời lão nhân ngài chứ, có phải không Trịnh Ngư? Lý Ba vội vàng đưa mắt ra hiệu với Trịnh Ngư là người vừa mới lên tiếng hỏi. Tôi già như vậy sao? Trong lòng chính ủy Lý cảm thấy buồn cười, cố ý kéo dài giọng nói. Không, không già. Lý Ba vội vàng đứng nghiêm báo cáo. Chính ủy, vừa rồi tôi rõ ràng nhìn thấy Lý Ba mở cửa cho một chiếc xe quân tiến vào, hình như không phải của bộ đội chúng ta. Hơn nữa Lý Ba còn cung kính cúi chào, chiếc xe đó cứ thế tiến thẳng vào. Trịnh Ngư có chút muốn cười trên nỗi đau của người khác, chuẩn bị xem Lý Ba bị phê bình. Nói thật đi Lý Ba, rút cuộc là ai? Còn dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, muốn tôi giam cậu lại không? Chính ủy Lý cũng có chút tò mò. Báo cáo thủ trưởng, là thiếu tá Tề Thiên của binh đoàn đặc nhiệm Liệp Báo ở căn cứ Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu tới thăm. Y nói với tôi, hình như người ngồi trong xe là thủ trưởng, tôi cũng không biết rõ, không dám hỏi. Lý Ba dứt khoát trả lời rất nhanh nhẹn. Sao, bà nội nó, Liệp Báo, còn là một thiếu tá, tôi phải đi xem ngay mới được, xem Liệp Báo có phải thật sự có ba đầu sáu tay hay không. Trịnh Ngư thất thanh kêu lên, ba chân bốn cẳng muốn chạy đi, nhưng vừa nhấc chân lên đã dừng lại, vì chính ủy Lý vẫn còn chưa đi. Ha ha, là thiếu tá Tề Thiên, vậy thì đúng rồi, có muốn giam thật sự cũng không giam được. Chính ủy Lý cười lắc lắc đầu bước đi. Tôi nói không giam được không phải sao? Hừ, phản đồ. Lý Ba thở hổn hển mắng. Ai kêu cậu không chịu nói, tôi phải ép cậu nói chứ, ha ha ha, Lý Ba. Cậu cứ từ từ canh gác nhé, tôi không làm đâu, phải đi xem hảo hán của Liệp Báo. Trịnh Ngư vẻ mặt như bánh phở, như một làn khói chạy biến đi, làm hại Lý Ba cứ lắc đầu. Binh đoàn đặc nhiệm Liệp Báo có thể nói là niềm kiêu ngạo đối với quân khu lĩnh Nam, thậm chí là toàn bộ bộ đội Hoa Hạ, đối với những binh sĩ bình thường mà nói, bọn họ quả thực rất thần bí. Có chút giống như cảm xúc của một bác cả nông dân đối với giảng đường đại học. Tiến vào phòng kỹ xảo của trụ sở sư đoàn dã chiến, nhân viên làm việc đem miếng gỗ đặt lên một chiếc máy vô cùng đặc biệt. Dưới sự xuyên thấu của sóng âm và tia cực tím cực mạnh, tình hình kết tinh bên trong cây gỗ phản hồi lên màn hình đặc chế. Trải qua tổng hợp, hợp thành phân tích, cho ra kết luận là bên trong nhất định là một tường kép. Chỉ có điều là tường kép này mỏng vô cùng, giống như đang kẹp một thứ gì bằng vải. Thiếu tá Tề, miếng gỗ này hình như lúc đầu là hai khối. Trước tiên là đem vật bằng vải đó đặt ở chính giữa, sau đó lại dùng một số phương pháp đặc biệt đóng đinh hoặc dính lại với nhau. Nhưng loại phương pháp này vô cùng kỳ quái và cổ xưa, có lẽ là vì duyên cớ lâu ngày, khiến hai miếng gỗ sản sinh ra biến dị, có chút hiện tượng dung hợp, cho nên mới làm thành một khối chỉnh thể như vậy. Cây gỗ này bao nhiêu năm rồi? Diệp Phàm hỏi. Vị sĩ quan thiếu tá giống như chủ nhiệm đó liếc nhìn Diệp Phàm, trong lòng có chút buồn bực. Không biết Diệp Phàm là thần thánh phương nào, nhưng thấy đi cùng với Tề Thiên thì có lẽ cũng là thành viên Liệp Báo, cho nên trả lời nói. Có lẽ phải 300 năm rồi. 300 năm, chính là thuộc về niên đại Khang Hy rồi, tương đối lâu đời. Nhưng tôi có chút khó hiểu, miếng gỗ này đã 300 năm, tại sao vẫn chưa thối rữa, hơn nữa có thể thấy nó được bảo tồn trạng thái vô cùng hoàn thiện. Diệp Phàm tiếp tục hỏi. Nguyên nhân của chuyện này tương đối nhiều. Nhất thời giải thích không rõ nhưng tôi đoán chừng có liên quan đến chất gỗ bên trong. Các anh đừng thấy miếng gỗ này hình như cũng giống các miếng gỗ khác, kỳ thực là không giống nhau. Loại chất gỗ này có tên là gỗ thiết đàn, chất liệu vô cùng tinh mịn, mặc dù không dày bằng sắt cứng nhưng cũng gấp mấy lần so với loại gỗ bình thường. Hơn nữa vô cùng rắn chắc, không dễ dàng bị thối hỏng. Đoán chừng lúc đầu trong quá trình chế luyện còn áp dụng xử lý chống phân hủy. Cho nên đến giờ đã 300 năm vẫn bảo tồn được hoàn thiện như vậy, quả thực có thể xem là một món đồ cổ có thể bán được kha khá tiền. Tổ trưởng thiếu tá đó cũng rất hứng thú giải thích. Đồ cổ, miếng gỗ hỏng này còn có thể bán được tiền, nó trị giá bao nhiêu tiền chứ? Trong lòng Diệp Phàm chợt cảm thấy vui mừng vội vàng hỏi. Nếu miếng gỗ này có thể bán được mười mấy vạn thì đúng là một chuyện cực tốt. Dùng tiền đó có thể đem đi tu sửa lại cung Trung Húc Thánh Quân của thị trấn Lâm Tuyền thành nơi hoàn toàn mới, để một lần nữa được nhìn thấy phong cách tao nhã ngày xưa của nó. Ha ha,
Chuyện này tôi cũng không biết rõ lắm. Trong lời nói của vị thiếu tá hơi có giọng điệu kỳ thị, đoán chừng đã xem Diệp Phàm như một kẻ tham tiền chính tông rồi, trên sắc mặt cũng lộ ra một chút không kiên nhẫn. Mã Lạp, đứng yên, chào. Tề Thiên cũng nghe ra một chút ý tứ bên trong, cảm thấy rất không vui, không kìm được buột miệng quát. Vâng. Mã Lạp đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc. Thiếu tá Tề, có chuyện gì giao phó? Hừ, làm một sĩ quan phải chấp thuận mệnh lệnh của thượng cấp, bất kính đối với thượng cấp là không thể tha thứ được. Tề Thiên kéo dài giọng. Vâng, Mã Lạp hiểu rồi. Sắc mặt Mã Lạp có chút đỏ lên, thầm nghĩ, cậu Tề có phải uống nhầm thuốc rồi không? Từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy cậu ta nghiêm túc như vậy, thật là. Được rồi Mã Lạp, anh đừng trách tôi. Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ đến lớn, anh hơn tôi mấy tuổi, khi đó tôi thường gọi cậu là anh Lạp. Anh có thể bất kính với tôi, vì chúng ta bạn bè, nhưng anh không thể bất kính với đại ca của tôi, vì anh ấy là cố vấn của binh đoàn đặc chủng Liệp Báo, cùng cấp bậc với tướng quân Triệu Côn sư tọa của căn cứ các cậu, đương nhiên là chỉ về chức vụ rồi. Tề Thiên chỉ vào Diệp Phàm giải thích, vì gã biết trong lòng Mã Lạp nhất định không vui, đang âm thầm chửi mình mất mặt, ở với nhau từ nhỏ đến lớn còn lấy giọng điệu thượng cấp ra trấn áp người khác. Chương 237, Đại Thần chặn ngang. Thật xin lỗi thủ trưởng, Mã Lạp biết sai rồi. Mã Lạp lại đứng nghiêm chào Diệp Phàm theo kiểu quân đội, có vẻ hơi lo lắng. Mới vừa rồi gã nghe nói một tiểu tử chưa ráo máu đầu lại là cố vấn của binh đoàn đặc nhiệm Liệp Báo. Mã Lạp cảm thấy như sét đánh bên tai, thầm nghĩ, xong đời rồi, mới vừa rồi giọng của mình có chút kỳ thị, chính là bất kính với thủ trưởng. Chức vụ cố vấn của Liệp Báo vốn có thực quyền rất lớn, ngang cấp với một sư trưởng sư đoàn dã chiến nên cũng khó trách Mã Lạp có vẻ bất an như thế. Bởi vì khi cần Diệp Phàm có thể trực tiếp đề nghị một sư trưởng sư đoàn dã chiến như thiếu tướng Triệu Côn Thiếu Triệt hồi chức vụ Mã Lạp. Dĩ nhiên chức vụ này của Diệp Phàm chỉ là hư danh tuy nhiên cũng rất dọa người. Ha ha, thiếu tá Mã Lạp, không sao. Ở đây không phải là trụ sở Vịnh Lam Nguyệt mà là địa bàn của các anh. Tôi chỉ là khách, các anh không cần thiết khách khí như vậy. Thật ra thì, nếu bán đống gỗ này có thể được chút ít tiền, sửa lại cung Trung Húc Thánh Quân đã cũ nát thì cũng không thể bỏ qua công lao thiếu tá Mã, hơn nữa còn là việc thiện tích đức. Tuy nhiên tạm thời tôi không muốn ai biết thân phận của mình, vì thế anh cứ gọi tôi là Diệp Tiên Sinh đi. Diệp Phàm cười xòa trấn an Mã Lạp. Tuân lệnh thủ trưởng, chắc chắn sẽ giữ bí mật. Mã Lạp nói xong lại chào theo nghi thức quân đội. Mã Lạp ngồi xuống gọi điện thoại hỏi về tài liệu của loại gỗ thiết đàn để lập công chuộc tội. Không lâu sau thì có được tin tức. Diệp Tiên Sinh, ta mới vừa gọi cho một người chơi các sản phẩm nghệ thuật cổ, ông ấy tên là Lôi Thản. Mở một phòng triển lãm đồ cổ tên là Cổ Lưu Các, ý là muốn lưu giữ những phong vị cổ xưa. Sau khi nghe tôi giới thiệu về loại gỗ thiết đàn cổ thì rất yêu thích, về phần giá tiền thì phải xem vật thật rồi sẽ thương lượng. Tuy nhiên tôi đoán cũng phải bán được khoảng chừng 10 vạn, bởi vì gần đây nghe nói Lôi Thản đang muốn tạc một pho tượng Trung Húc hàng quỷ, sẽ phải dùng loại gỗ như loại gỗ thiết đàn này. Mã Lạp báo cáo. Ừ, tôi cũng có nghe nói tới Lôi Thản. Hình như là có tiếng trong giới chơi đồ cổ của Thủy Châu. Ông ta là một người say mê đồ cổ, nghe nói có lần đã trả một cái mã đôn thời Minh đến mấy chục vạn. Thật ra thì mã đôn chính là khúc gỗ mà người thời xưa dùng để bước đệm khi lên xe ngựa. Chỉ vì một thứ đồ tầm thường như vậy mà Lôi Thản cãi nhau với người khác, cuối cùng trong cơn tức giận nện xuống mấy vạn dọa cho người kia chạy mất. Đúng là khờ khạo đến buồn cười, ha ha. Tề Thiên kể tới đây thì phì cười. Xem ra Lôi Thản rất có tiền. Diệp Phàm cười nói. Lôi Thản này rất thần bí, ở Thủy Châu mở ra Cổ Lưu Các cũng tương đối lớn, tuy nhiên chuyện làm ăn không rõ ràng, nghe nói tổ tiên làm nghề đào trộm mộ, thuộc về một lưu phái nhỏ, là Mạc Kim Môn, chuyên đi đào mộ phụ nữ, đúng là thất đức. Mã Lạp cười, trong giọng nói có chút thần bí. Trộm mộ, Mạc Kim Môn, cũng là rất mới mẻ, có chút ý tứ. Diệp Phàm cười nói, Mạc Kim, chẳng phải là đi sờ, mạc vật bồi táng trong quan tài sao, đúng là thất đức. Tuy nhiên Lôi Thản chắc là cũng là kẻ phá gia chi tử, có chiếc mã đôn hỏng mà cũng bỏ ra mấy vạn thì sớm muộn cũng bán nhà. Tề Thiên tức giận mắng. Ha ha, người ta dùng con mắt nghệ thuật để xem xét. Một cái bô nhổ ống của Triều Minh cũng có thể bán được mười mấy vạn. Cứ thô kệch như cậu suốt ngày chỉ chơi giao súng.
đến giờ ngay cả một em út cũng không có. Ha ha, lần trước chú tể buộc cậu đi gặp tiểu thư Triệu Tứ nhà họ Triệu làm cho suýt nữa thì tè ra quần. Mã Lạp vừa khôi phục bình tĩnh, nói mấy câu thì Tề Thiên đã hét lớn. Dừng lại, tiểu tử ngươi không muốn sống có phải hay không? Không cần để ý đến hắn, anh cứ nói, tôi thấy rất có hảo cảm với tiểu thư Triệu Tứ kia đấy. Diệp Phàm nói với Mã Lạp. Vâng, cậu Tề, đây cũng là thủ trưởng ra lệnh, anh cũng phải thực hiện thôi, không trách được anh Mã này nhé, ha ha. Mã Lạp ra bộ bất đắc dĩ rồi dưới ánh mắt như giết người của Tề Thiên nói. Diệp tiên sinh, tiểu thư Triệu Tứ tên là Triệu Giai Trinh, người ta là tài nữ tốt nghiệp Đại học Oxford, tinh thông cầm kỳ thi họa, nhà họ Triệu ở Hoa Hạ chúng ta cũng là danh môn vượng tộc, có mấy ngàn năm lịch sử rồi. Tháng 6 năm nay, chú Tề bảo Tề Thiên suốt ngày chỉ như con khỉ chỉ quen làm bạn với súng ống, đấm đá lung tung. Không lo học hành, chỉ biết chơi bời. Với tính cách này muốn tiến bộ trong quân đội e là không thể, cần phải mài giũa. Vì thế tìm một cô gái con nhà danh ra cho gã để làm bạn, vừa vặn rèn luyện bản tính của gã. Hôm đó hai bên đã hẹn gặp nhau ở cố viên của Thủy Châu, rồi từ đó sẽ tìm hiểu dần dần. Tề Thiên thì phải đi rồi, không đi cũng không được, cha gã đã ra lệnh, hơn nữa mẹ gã còn kèm sát bên. Tuy nhiên tiểu tử này tàn ác lúc đó tự gây thương tích cho chân mình nên việc gặp mặt không thể tiến hành. Sau khi trở về thì trốn đi liệp báo. Rất ít về nhà, ha ha, tị nạn mà. Làm hại tiểu thư Triệu Tứ mất mặt, bạn bè của cô ấy tuyên bố sẽ cho Tề Thiên một trận. Ha ha ha, tiểu tử này bây giờ trở về Thủy Châu đều lén lút như giặc. Mã Lạp kể chuyện cũ của Tề Thiên thì lộ vẻ tươi cười, giống như niềm vui thấy người gặp họa. Em cũng đâu có cách gì chứ. Cười bà chị về để quản à. Tề Thiên ấm ức. Chị thì có gì không tốt, cô ấy có thể thương yêu cậu, đối xử với cậu tử tế. Tiểu tử ngươi thật là đang ở trong phúc mà không biết phúc à. Diệp Phàm cũng đệm vào. Đại ca thấy tốt thì nhận đi, em xin cứu. Tề Thiên lầu bầu nói. Kỳ lạ nhỉ, chẳng lẽ tiểu thư Triệu Tứ xấu lắm à? Diệp Phàm hơi khó hiểu. Không phải, nghe nói rất xinh đẹp. Em cũng đã gặp đâu. Tề Thiên hét lên. Tôi cũng chưa gặp, tuy nhiên nghe nói là rất xinh đẹp, được xưng là Tiểu Ngọc Hoàn, vẫn nói Yến Phi Hoàn xấu, miêu tả dáng vẻ của hai đại mỹ nhân Trung Quốc là Triệu Phi Yến và Dương Ngọc Hoàn, ý bảo Phi Yến thì mập còn Ngọc Hoàn thì gầy. Mã Lạp nhún vai biểu hiện cũng chưa từng gặp. Gầy cái đầu anh ấy, nghe nói thời Đường yêu thích nữ nhân mập mạp, em đoán tiểu thư Triệu Tứ cũng vậy. Hắc hắc, làm ghế xa thì êm phải biết. Tề Thiên bất mãn. Tốt lắm, Lôi Thản lúc nào đến? Diệp Phàm hỏi. Ông ấy khởi hành rồi, chắc chiều sẽ tới. Mã Lạp đáp. Mã Lạp, anh có cách gì lấy nguyên vẹn khối gỗ kia không? Diệp Phàm hỏi. Rất khó, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không được. Tôi nghĩ cứ chờ Lôi Thản đến rồi hỏi qua ý kiến của ông ấy. Cứ theo chỉ đạo của ông ấy mà cưa thì sẽ bán được giá cao. Nếu không cứ cưa theo ý chúng ta thì sẽ làm mất giá đi. Mã Lạp trả lời. Bên trong phòng làm việc của Cục trưởng Nguyễn của Cục An ninh thành phố Mặc Hương. Cục trưởng Nguyễn Kiến Bình nhìn lướt qua Phó Cục trưởng Phạm Hoàng Võng đang ngồi cung kính phía đối diện, thở dài. Ai, Hồng Võng, anh và đều là những người có năng lực do một tay tôi đào tạo. Hiện giờ đang ngồi trong tù, điều này là do y tự rước lấy. Khốn kiếp, công tác trong một cơ cấu quyền lực như Cục An ninh mà cũng có thể làm ra được chuyện như vậy. Lúc ấy nếu không phải tôi ngăn cản chắc sẽ bị đoàn trưởng Thiết đánh gục tại chỗ. Qua nữa 3 tháng tôi sẽ về hưu, tôi tiến cử anh vào vị trí cục trưởng. Hy vọng anh có thể kế tục công tác, tạo ra thành tích, đừng để tôi thất vọng. Tuy nhiên chuyện này còn có khúc mắc, vốn định không nói với anh nhưng hôm qua sau khi hồi báo thì thấy không nói không được. Yếu hại ai? Nói tới đây cục trưởng Nguyễn lộ vẻ rất phiền muộn. Cục trưởng! Có phải chuyện của tôi thất bại rồi không? Không có chuyện gì đâu, ngài cũng đã nỗ lực hết sức rồi, tôi hiểu mà, tôi không sao đâu. Phạm Hồng Võng cũng không ngu, có thể ngồi lên vị trí Phó Cục trưởng Cục An ninh thành phố dĩ nhiên là người thông minh nên vừa đoán đã trúng ngay. Mặc dù y biểu hiện rất trấn tĩnh nhưng vẫn cảm thấy vô cùng thất vọng. Cũng không phải nói là hết cách, vẫn còn một tia hy vọng nhỏ. Nguyễn Kiến Bình khẽ lắc đầu. Ngài nói đi. Phạm Hồng Võng kích động đứng phát dậy,
có thất thố trước mặt lão lãnh đạo cũng không phải là điều mất mặt gì, nếu ở trước mặt người khác thì Hồng Võng tuyệt đối sẽ không như vậy. Ai, bỏ đi, một lão già 3 tháng nữa sẽ về hưu như tôi có lời gì mà không dám nói chứ? Hồng Võng, hệ thống an ninh chúng ta ngoài mặt thì có vẻ yên tĩnh, nhưng trong nội bộ cũng hình thành các phe phái, tình huống vốn rất phức tạp. Bộ an ninh đảm nhận trọng trách bảo vệ an ninh quốc gia, có quyền lực rất lớn. Các vị lãnh đạo cao cấp cũng phải dựa vào hệ thống an ninh rất nhiều. Đừng xem thường vị trí một cục trưởng cục an ninh một thành phố, đây chính là một cái bánh đặc biệt thơm ngon. Hệ thống an ninh chúng ta chủ yếu phụ thuộc ngành dọc, chính quyền sở tại không quản lý được chúng ta bao nhiêu, sự độc lập còn lớn hơn cả bên tư pháp. Hơn nữa cục an ninh khi cần thiết có thể sai khiến bên công an, điều này tôi không nói chắc anh cũng biết. Đối với chuyện về hưu của tôi lần này, bên trên cũng có vài phái tiến cử người của mình. Vốn là chuyện này nếu có gì ngoài ý muốn thì anh sẽ nắm chắc được 6 phần, dù sao anh cũng là người do tôi đề cử, lại đã công tác ở thành phố Mạc Hương lâu năm. Tuy nhiên đã phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn, mọi người đều về vị trí vạch xuất phát. Anh chắc là muốn biết tại sao lại có chuyện này, tôi chỉ nói là có một đại thần đã nhúng tay vào. Đối mặt với vị đại thần này đừng nói tôi không thể ra sức. Cho dù là cục trưởng Phí Kiền trên tỉnh cũng chỉ biết ngồi mà than thở. Vị đại thần đó nói, vị trí cục trưởng cục an ninh thành phố Mạc Hương lần này sẽ do đích thân ông ta tự mình điểm tướng, không cho ai được nhúng tay vào. Người nào dám giở trò thì sẽ xử theo tội phá hoại an ninh quốc gia. Ông ta đã nói thế thì còn ai dám hó hé, vì thế chuyện tôi nói với anh cũng phải giữ bí mật đấy. Kiến Bình nói chuyện này cũng là một sự mạo hiểm rất lớn, nếu chuyện này bị vị đại thần kia biết được thì dù ông ta sắp về hưu rồi cũng sẽ phải chịu kết cục bi thảm. Chương 238, đề tỉnh. Phạm Hồng Võng cũng hiểu lợi hại trong chuyện này, ứa nước mắt nói. Cục trưởng Nguyễn, tôi dù có chết cũng không nói ra. Ừ, biết là tốt rồi, ha ha, không nói nữa, cậu còn trẻ, có cơ hội là phải nắm bắt. Nguyễn Kiến Bình vỗ vai Phạm Hồng Võng ra vẻ thân thiết, tuy nhiên cánh tay cũng tương đối nặng nề. Đối với hai học trò đắc ý của mình, một thì vào nhà tù, một thì gặp chuyện không như ý, trong lòng Nguyễn Kiến Bình dù sao cũng thấy khó chịu. Cục trưởng Nguyễn, ngài yên tâm, tôi sẽ làm việc thật tốt, quyết sẽ hợp tác với cục trưởng mới thật tốt. Phạm Hồng Võng bày tỏ thái độ nhưng trong lòng cũng có chút ê ẩm, nói coi như không có gì là không thể nào, nhưng bản thân mình cũng đâu còn cách gì. Gã biết mất đi cơ hội lần này chắc sẽ chôn chân ở cái ghế phó cục trưởng đó cả đời, muốn leo lên vị trí làm chủ một phương là chuyện khó như lên trời. Làm người chính là như vậy, mất đi cơ hội là không thể ngóc đầu, cho dù là trong hệ thống an ninh, có năng lực mà không có chỗ dựa cũng không được, có chỗ dựa mà không có năng lực cũng không được. Ở đây không giống như bên chính quyền, nếu như một chủ tịch huyện không có năng lực thì có thể còn ậm ừ nói vài câu rồi sai cấp dưới hay trợ lý đi làm. Còn bên hệ thống an ninh thì tuyệt đối không làm được, nếu không có năng lực thì có lẽ vừa lên chức được vài ngày đã bị người ta kéo xuống. Hơn nữa hệ thống này là để đảm bảo an toàn quốc gia, không thể để có nửa điểm sơ suất. Hồng Võng, Diệp Phàm ở thị trấn Lâm Tuyền có phải là anh em tốt với Kiến Thần không? Cục trưởng Nguyễn lại có thể hỏi tới chuyện của Diệp Phàm làm Phạm Hồng Võng cảm thấy hơi ngạc nhiên, một cán bộ xã thì có gì để một cục trưởng quan tâm? Trong chuyện này chẳng lẽ có cái gì đề tỉnh, nghĩ đến điều này Phạm Hồng Võng nhất thời giật mình, hay là cục trưởng Nguyễn không tiện nói thẳng nên dùng chiến thuật vu hồi? Đúng vậy, Phó Chủ tịch Diệp có quan hệ rất tốt với anh vợ Vu Kiến Thần, thậm chí còn kết bái làm anh em, ha ha. Phạm Hồng Võng ra vẻ cũng không quan tâm lắm nhưng trong lòng khẩn trương suy nghĩ lời của cục trưởng Nguyễn, xem từ đó có chút manh mối gì không, chuyện này liên quan đến tiền đồ của mình nên không thể sơ suất. Ha ha, nghe nói lần trước cậu sai Trương Vĩnh lén chuyển cưa kim loại đặc chế cho Diệp Phàm để hắn thoát ra rồi chỉ bằng vào đôi tay đánh cho cục an ninh chúng ta náo loạn. Người này thực sự là một cao thủ, cục an ninh trước mắt hắn giống như một tờ giấy. Trong giọng của Nguyễn Kiến Bình có thể nghe ra vẻ khâm phục đối với Diệp Phàm. Ừ, thân thủ của Phó Chủ tịch Diệp đúng là lợi hại, chắc là ở cảnh giới tam, tứ đoạn quốc thuật. Một đại cao thủ như vậy mà đi làm một Phó Chủ tịch thị trấn bình thường, đó chính là làm nhân tài mai một, thật đúng là đáng tiếc. Nếu có thể chiêu mộ vào cục an ninh thành phố chúng ta thì tốt biết mấy. Tuy nhiên điều này cũng hơi kỳ lạ, một thân bản lĩnh của hắn là từ đâu mà ra?
Phạm Hồng Võng cũng hết sức khâm phục Diệp Phàm, trong lòng cũng bớt nặng nề. Ha ha, đoàn trưởng Thiết của Liệp Báo chẳng phải cũng kết bái anh em với hắn sao, có một đại ca bản lĩnh như vậy cái gì mà không học được chứ? Vừa rồi đoàn trưởng Thiết tức giận cũng chẳng phải bởi vì động đến anh em Diệp Phàm của y, ông ta đối với anh em rất quan tâm à? Ha ha ha, không nói, không nói. Hồng Võng, có cơ hội thì cậu nhất định phải nắm bắt, phải vận dụng mới được, ha ha, nói nhiều nữa rồi, không nói nữa, không nói nữa. Biểu hiện hôm nay của cục trưởng Nguyễn Trưởng hết sức quái dị, cứ nói đi nói lại những lời này là có ý gì? Phạm Hồng Võng sau khi trở lại phòng làm việc thì đau đầu suy nghĩ về lời nói của cục trưởng Nguyễn, vô duyên vô cớ tại sao ông ta cứ nhắc đến một tên nhãi nhép như Diệp Phàm chứ? Với tính cách của cục trưởng Nguyễn thì dứt khoát sẽ không dỗi hơi như vậy, chẳng lẽ chuyện của mình lại có quan hệ với Diệp Phàm? Tuy nhiên Diệp Phàm chỉ là một phó chủ tịch thị trấn, chẳng lẽ hắn có bản lĩnh chọn người làm cục trưởng cục an ninh thành phố sao? Điều này sao có thể, một phó chủ tịch thị trấn sắp xếp vị trí của một cục trưởng cục an ninh thành phố, điều này nói ra quả thật chết cười. Chức vụ cục trưởng cục an ninh thành phố là cán bộ cấp phó ban do tỉnh quản lý, không hề có một chút liên quan đến thành phố. Cán bộ cấp phó phòng ở huyện sắp xếp cấp phó ban trên tỉnh, nói ra nói đến cười rụng răng, bản thân Diệp Phàm xác định là không thể nào. Bản thân của hắn không thể, chẳng lẽ lại có người sau lưng. Phạm Hồng Võng đau đầu nghĩ ngợi những thứ vòng vo mù mịt này, xem trong đám bùng nhùng này có chút ánh sáng nào để tìm một lối ra. Hơn nữa chuyện này cục trưởng Nguyễn đã đặc biệt dặn dò không thể lộ ra, nếu không gã cũng định đi tìm anh họ Vu Kiến Thần nghĩ kế. Chuyện này xem ra tự mình nghĩ không thông. Phạm Hồng Võng suy nghĩ suốt 2 giờ rồi bỗng nhảy chồm lên kêu thất thanh. Đúng rồi, mấu chốt là ở người anh em kết nghĩa của Diệp Phàm, đoàn trưởng Thiết của Liệp Báo chẳng phải một vị đại thần sao. Hôm đó thái độ của cục trưởng Nguyễn đối với Thiết Chiêm Hùng rất cung kính, từ đó có thể thấy được bối cảnh thâm hậu của Thiết Chiêm Hùng, hơn nữa hình như là quan hệ trên dưới. Điều này hình như hơi kỳ lạ, thậm chí là quỷ dị. Mặc dù Thiết Chiêm Hùng là đại tá binh đoàn Liệp Báo rất nổi danh, nhưng sao lại quản được cục an ninh thành phố chứ? Huống chi cục trưởng Nguyễn một cán bộ cấp phó ban, cũng không thua kém Thiết Chiêm Hùng nhiều lắm, trong này chẳng lẽ có gì bí ẩn? Chắc chắn vị đại thần kia có quan hệ tới Thiết Chiêm Hùng, bởi vì Diệp Phàm bị hãm hại nên ông ta mới tức giận, nếu không trùng hợp như vậy. Không sai. Nhất định là thế, ông ta chính là vị đại thần phía sau đang tác quái. Mình cần phải kết giao với Diệp Phàm, lại thông qua hắn mua được trạm kiểm soát Thiết Chiêm Hùng này thì chuyện lên chức còn có chút hy vọng. Nếu không cục trưởng Nguyễn vì sao cứ luôn miệng nhắc tới quan hệ giữa Thiết Chiêm Hùng và Diệp Phàm, còn nhắc đi nhắc lại, không nói. Vào buổi trưa, bên trong đại tử lâu thành phố Mặc Hương, cục trưởng cục công an thành phố Vu Kiến Thần đang mời khách còn Tề Thiên thì bị Tư lệnh Triệu gọi đi. Tư lệnh Triệu chấp lấy cơ hội khó được để thỉnh cầu Tề Thiên huấn luyện một khóa cho bên trinh sát của sư đoàn dã chiến, vì thế trong phòng chỉ còn 4 người Vu Kiến Thần, Phạm Hồng Võng, Trương Vĩnh và Diệp Phàm. Cậu Diệp, vị này công tác ở Cục An ninh, là cậu em vợ Phạm Hồng Võng của tôi, hôm đó chắc cậu đã biết rồi. Trương Vĩnh là trưởng phòng trinh sát phản gián, cậu cũng đã gặp trong mật thất, lúc ấy anh đi tỉnh Tích Ninh có việc nên mới giao Hồng Võng chiếu cố cậu. Tuy nhiên lúc cậu vào cục an ninh thì cũng đúng lúc Hồng Võng có công việc bên ngoài. 3 ngày sau mới chạy về được, khiến cho cậu chịu nhiều khổ sở. Sau đó thì tiểu tử Trương Vĩnh này rất cơ trí đem nghi ngờ nói cho Hồng Võng, vì thế mới thiết kế chuyện đưa cưa sắt cho cậu, ha ha ha. Cậu Diệp tự có cát nhân thiên tướng, hiện giờ khổ tận cam lai, sau đại nạn tất có hậu phúc. Cậu xem đó, bây giờ chẳng phải đã ngồi lên cái ghế quyền lực số 3 của thị trấn Lâm Tuyền. Tốc độ này trong hệ thống hành chính chúng ta có thể so sánh với ngồi hỏa tiễn A. Ha ha ha. Vu Kiến Thần vui vẻ cười to. Cảm ơn, trưởng phòng Trương, cục trưởng Phạm, chuyện này đúng là phải cảm tạ các anh, nói đúng ra các anh còn là ân nhân cứu mạng của em, vậy để trước tiên em uống 3 chén, mong hai anh thứ cho tội chậm trễ. Diệp Phạm nhiệt tình nói. Ha ha, đây là bổn phận của chúng tôi mà, dám cả gan làm loạn. Công khai lén làm ra chuyện thương thiên hại lý với một dũng sĩ yêu nước, vào tù còn nhẹ. Nếu theo tính cách của tôi đã sớm móc súng ra bắn chết rồi mới giải hận được. Phạm Hồng Võng ra vẻ căm phẫn, thật ra lúc ấy Phạm Hồng Võng vì tiền đồ của anh vợ Vu Kiến Thần đã chuẩn bị giết Diệp Phàm để diệt khẩu. Trước khác nay khác,
thôi vì lợi ích riêng của mình cũng đành làm thế. Có chuyện gì đâu, lúc ấy tôi còn làm cho Diệp tiên sinh suýt chết. Trương Vĩnh ngượng ngùng. Không có mấy roi của anh, có lẽ tôi giờ đã xuống âm phủ báo cáo rồi, ha ha ha. Diệp Phàm cười khổ. Ai, hệ thống an ninh quyền lực rất lớn, nếu dùng sai lệch dễ dàng lấy đi mạng người a. Nhớ tới thủ đoạn tra tấn của các anh trong mật thất của, tôi vẫn thấy sởn cả gai ốc, thật là đáng sợ. Diệp Phàm nhún vai, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Ai, nói cũng phải, Trương Vĩnh vốn là được phân một căn hộ có 3 phòng nhưng hiện giờ thì chắc là không được rồi. Phạm Hồng Võng ra vẻ áy náy vỗ vai Trương Vĩnh. Phân phòng chẳng lẽ có liên quan đến vụ án sao? Diệp Phàm khẽ hỏi. Ai, nói có thì có, mà nói không có cũng không có, chuyện này phức tạp, nói nhiều cũng không tốt. Phạm Hồng Võng thở dài. Nói ra đi, anh cũng muốn nghe, cậu Diệp tại sao có quan hệ tới chuyện phân phòng cho Trương Vĩnh được, chuyện này có bắn đại bác cũng không tới, thật là quỷ dị. Vu Kiến Thần nghi ngờ. Không nói, không nói, uống rượu đi, tôi uống với cậu Diệp vài chén. Phạm Hồng Võng giơ chén lắc đầu liên tục, thật ra thì đang diễn trò rất khéo. Phó Cục trưởng Phạm, tôi không được phân phòng cũng là chuyện nhỏ, nhưng cái ghế cục trưởng của anh không được mới là chuyện lớn, tiếc hận rồi, ai? Trương Vĩnh nghĩ tới ngọn núi mà mình dựa vào không lên được chức cục trưởng thì cũng trầm mặt xuống, nặng nề uống một chén. Hồng Võng, Cục trưởng Nguyễn không phải là đề cử cậu sao? Làm sao lại có chuyện này? Vu Kiến Thần tựa hồ đúng là không biết chuyện này, ra vẻ kinh ngạc. Để anh lên tỉnh xem sao, chuyện này đừng để thất bại. Thật ra thì Vu Kiến Thần đúng là không biết chuyện này vì Cục trưởng Nguyễn Trưởng đã căn dặn nên Phạm Hồng Võng là Phó Cục trưởng Cục An ninh cũng phải làm tốt công tác bảo mật. Không có tác dụng đâu anh vợ, chuyện này cấp trên đã định rồi. Ai? Phạm Hồng Võng lắc đầu, vẻ mặt cay đắng, uống liên tiếp mấy chén. Rốt cuộc con mẹ nó chuyện gì xảy ra, hai tiểu tử ngươi nói rõ cho anh xem nào. Vu Kiến Thần đập chát một cái làm chén rượu vỡ tan, xem ra đúng là nổi giận rồi. Chương 239, ích kỷ là bản tính của con người. Anh Vu, đừng vội, để Cục trưởng Phạm nói thử xem, mọi người cùng suy nghĩ xem có thể có cách gì xoay chuyển không. Diệp Phàm nhanh chóng đứng ra giảng hòa, giải tỏa không khí. Lúc này máy nhắn tin của Trương Vĩnh Siêu đột nhiên vang lên, sau khi đi gọi điện thoại trở về báo phải đi làm nhiệm vụ nên đắc tội đi trước. Phạm Hoành Võng trầm mặc một lát, cuối cùng hạ quyết tâm, vì chiếc ghế cục trưởng mà tạm thời vứt mặt mũi sang một bên, giơ chén rượu lên nói. Phó Bí Thư Diệp, tôi xin kính cậu một chén trước. Tôi có chuyện muốn phiền cậu hỏi một chút. Hai chúng ta cùng uống là được, có chuyện gì Cục trưởng Phạm xin cứ nói. Diệp Phàm cũng giơ chén lên, ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn có chút buồn bực. Bản thân mình lẽ nào có bản lĩnh giúp Phó Cục trưởng của Cục An ninh thành phố Phạm Hoành Võng lên chức được sao? Thật sự cảm thấy có chút khó tin, 99% là chuyện đùa, không hề bình thường một chút nào. Chú Diệp, chú và chú anh rể Kiến Thần của tôi là anh em, chúng ta cũng xem như là người trong nhà, có chuyện xấu gì tôi cũng không sợ mất mặt. Vừa nói đến đây, Phạm Hoành Võng đột nhiên nhớ ra, khi rời khỏi phòng làm việc của Cục trưởng Nguyễn, Cục trưởng Nguyễn vẫn thản nhiên nói đùa một câu. Người anh em của đoàn trưởng Thiết đó trẻ tuổi như vậy mà đã là một phó chủ tịch thị trấn, nghe nói mới 19 tuổi, tiền đồ vô hạn. Hoành Võng, sau này cậu ta có thể còn tiến nhanh hơn cậu, nói không chừng sau này cậu còn là thủ hạ của cậu ta đấy. Ha ha, ha ha, đó là đoàn trưởng Thiết sủng ái, Diệp Phàm còn không bay thẳng lên mây xanh. Phạm Hoành Võng cũng nói đùa đáp lại. Hắn cũng biết đây chỉ là nói đùa, vì cho dù là đoàn trưởng Thiết cũng chỉ là một binh đoàn trưởng đại tá trong quân đội, đối với những chuyện của địa phương có lẽ không nên nhúng tay vào. Nếu như Diệp Phàm ở trong quân đội, có y che chở có lẽ trèo lên rất nhanh, nhưng ở chỗ này thì không thể nào ra sức được. Mình năm nay mới 30 tuổi đã đảm nhận chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh thành phố đã mấy năm, chuyện này bên trong còn có rất nhiều may mắn. Diệp Phàm 30 tuổi có thể trèo lên được cán bộ cấp phó ban có lẽ cũng không phải dễ dàng như vậy, ở địa phương muốn leo lên cao, cản trở còn lớn hơn nhiều, mọi việc càng phức tạp hơn, các mối quan hệ bên trong cũng rất quan trọng. Nội tình của Diệp Phàm, Phạm Hoành Võng đã tra rõ, biết rằng sau lưng hắn không có chỗ dựa nào, một đoàn trưởng Thiết thì làm được chuyện gì chứ?
không có chỗ dựa muốn một bước lên mây tiến vào bộ phận chính quyền, còn khó hơn lên trời, lên được cái chức phó chủ tịch thị trấn có lẽ đều dựa vào may mắn. Còn muốn chủ quyền một phương, ví dụ như chiếc ghế chủ tịch thị trấn thì không phải chỉ dựa vào may mắn là có thể làm được. Phải dựa vào nhân mạch, đương nhiên cũng phải có một chút bản lĩnh thật sự, không có nhân mạch cường đại muốn ngồi lên chiếc ghế chủ tịch của một thị trấn quả thực là khó khăn. Phạm Hoành Võng vì thế trả lời câu nói đùa của Cục trưởng Nguyễn ra vẻ có chút đắc ý kiêu ngạo, Cục trưởng Nguyễn đương nhiên vừa nhìn đã thấy rõ tâm lý, muốn mạnh hơn của Phạm Hoành Võng liền nghiêm mặt. Hoành Võng, tôi biết quân đội không can thiệp vào công việc của địa phương, nhưng năng lực của Diệp Phàm lại quá xuất sắc. Không có đoàn trưởng Thiết che chở thì hắn đồng dạng cũng có một ngày nào đó rồng vút lên trời, chỉ dựa vào hai quả đấm của hắn cũng có thể đánh tan cục an ninh canh gác nghiêm ngặt rồi. Cậu thử nghĩ xem cậu có bản lĩnh đó không? Nếu không thì tốt nhất cứ thành thật cho tôi, đừng có dùng cách nhìn phiến diện đó mà nhìn người khác, cứ như vậy cậu sẽ gặp rất nhiều thua thiệt đấy. Người có năng lực bất kể là ở chỗ nào thì hắn cũng là kẻ mạnh, tuyệt đối sẽ không phải là một con côn trùng nhỏ bé. Tôi có thể chắc chắn một điều rằng, lúc đầu cho dù không có đoạn cưa bằng sắt mà cậu đưa tới, thì cậu ta cũng có thể chạy thoát khỏi mật thất được dùng làm nhà giam của cục thành phố. Cậu không thể bỏ qua cơ hội này, mặc dù cậu ấy hiện tại còn ở vị trí thấp, nhưng đây mới là cơ hội cực tốt. Tôi đã lăn lộn cả cuộc đời, ở phương diện nhìn nhận con người cũng có chút ít kinh nghiệm. Nếu cậu cũng muốn tung hoành, có thể ở bên cạnh mình rồng, sau này mượn thế rồng mà bay lên. Làm người nhất định phải nắm bắt được tình thế, khiêm tốn một chút cũng không làm mất mặt cậu gì cả. Tôi có 8 chữ này muốn tặng cậu: nhất long phi thăng, kê khuyển thăng thiên. Ha ha, cậu có muốn làm kê khuyển không thì tự cậu quyết định đi, đây chính là một vận số, một số mệnh, một vận mệnh có thể làm thay đổi cuộc đời cậu. Cứ như vậy đi, suy nghĩ kỹ càng một chút, cậu sẽ có thu hoạch lớn đấy. Ẩn ý trong lời nói của Cục trưởng Nguyễn vô cùng rõ ràng, chính là yêu cầu Phạm Hoành Võng hãy tạm thời từ bỏ thể diện của một phó cục trưởng để đi theo một phó chủ tịch thị trấn Diệp Phàm, sau này sẽ có lúc rồng bay lên trời. Đến lúc đó cũng chính là lúc nhất long phi thăng, kê khuyển thăng thiên. Bây giờ nhớ lại chuyện lúc đó, Phạm Hoành Võng lại quyết định bỏ thể diện sang một bên, dù sao anh rể cũng đang ở đây, cũng không có người ngoài nào cả. Bí thư Diệp, nghe nói đoàn trưởng Thiết của Liệp Báo là đại ca kết nghĩa của cậu đúng không? Phạm Hoành Võng bắt đầu đi vào chủ đề. Mặc dù nói còn chưa bái lại kết nghĩa, nhưng anh ấy thật sự rất tốt với tôi. Diệp Phàm cười cười nói thật ra, hai người thật sự cũng chưa bái lại. Thầm nghĩ, lẽ nào chuyện này có liên quan đến anh Thiết? Hình như không phải, anh Thiết vốn ở bên quân đội, cũng không có liên quan gì đến công việc bên an ninh. Nhưng hôm đó anh Thiết thật sự rất huy phong, cục trưởng Nguyễn có mái tóc hoa dâm của cục thành phố giống như cấp dưới của anh ấy vậy, đáng thương đứng khúm núm cung kính ở bên cạnh gần giống như khi mình gặp bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương. Chuyện này thật thú vị, lúc phó cục trưởng Hồ Bình bị anh Thiết bắn một phát vào đùi ngay tại chỗ. Cục trưởng Nguyễn cũng không dám ho he gì cả mà vẫn một mực khuyên nhủ Hồ Bình nhanh chóng khai ra để bảo toàn tính mạng, lẽ nào anh Thiết thật sự còn có một thân phận thần bí khác sao? Mẹ nó, chuyện này thật quá phức tạp, thật không muốn suy nghĩ gì nữa, nếu nghĩ này chắc tất cả tế bào trong đầu đến chết hết mất. Tôi nghe nói quan hệ của đoàn trưởng Thiết với lãnh đạo của phòng an ninh tỉnh Nam Phúc chúng ta không giống bình thường, cho nên muốn nhờ phó bí thư Diệp có thể nói giúp với đoàn trưởng Thiết mấy câu. Xem có thể tác động đến được không. Phạm Hoành Võng cuối cùng cũng phun ra câu nói muốn nói ra mấy ngàn lần, cả người lập tức cảm thấy khoan khoái vô cùng, thầm nghĩ, mẹ nó. Mình cũng từng xin giúp đỡ nhiều lần, nhưng lần này là khó nhất. Đúng là vấn đề tâm lý, thấy người ta có chức vụ thấp hơn thật sự nếu nhờ và cảm thấy quá mất mặt. Chuyện này tôi thật sự chưa nghe anh Thiết nhắc tới. Diệp Phàm trả lời theo vấn đề đang suy nghĩ, theo lý mà nói. Phạm Hoành Võng nói như vậy cũng xem là đang liều mạng cầu xin mình. Nhưng khi đó cho dù không có đoạn cưa sắt Phạm Hoành Võng đưa cho, mình dốc toàn lực, lợi dụng tiểu lý đao, đoán chừng cũng có thể chặt đứt được đoạn xích sắt đó, chỉ có điều sẽ nhiều phiền phức hơn, cho nên chuyện này cần phải thăm dò chủ ý của anh Thiết trước rồi mới nói. Khi Diệp Phàm đang lo lắng, Vu Kiến Thần sớm đã ở bên cạnh ào ào nói. Tôi nói cậu Diệp à, cậu còn suy nghĩ gì nữa chứ? Trực tiếp gọi điện thoại hỏi thăm không phải sẽ rõ sao. Nhưng tôi nói với cậu, Hoành Võng là em vợ tôi. Chuyện này nếu có cửa nào đó, cậu nhất định phải giúp đỡ,
tôi nghĩ nếu Hoành Võng được lên chức, cậu ta nhất định sẽ không quên ơn cậu đâu. Cậu có thể còn không biết, cậu không phải đang lôi kéo đầu tư sao? Hoành Võng có một người anh em vô cùng thân thiết làm phó tổng giám đốc một tập đoàn, trong tay nắm giữ công ty có tài sản hơn 1 tỷ. Anh Vu, anh nói vậy là sao? Đừng nói những chuyện khác, chỉ riêng chuyện đoạn cưa bằng kim loại, tôi cũng phải gọi điện chứ, không phải chứ? Anh đừng nóng, tôi lập tức gọi ngay, phải thăm dò ý kiến của anh Thiết trước rồi mới nói. Có thể giúp được hay không còn xem đã. Diệp Phàm khẽ cười rồi lấy điện thoại ra làm như hai người đang nói chuyện với nhau. Anh Thiết phải không, em là Diệp Phàm đây, anh ăn cơm chưa? Hắn đưa đẩy vài câu, hỏi han chuyện gia đình một chút để có vẻ thân thiết một chút. Vẫn chưa ăn, có chuyện gì vậy? Thằng danh cậu nếu không có chuyện gì, đâu có tự nhiên gọi điện đến chứ? Hôm nay mặt trời mọc từ phía tây có phải không? Thiết Chiêm Hùng hỏi trêu chọc. À, chuyện này, vậy để em nói. Diệp Phàm có chút xấu hổ, trong lòng vẫn có chút sợ hãi đối với uy quan của Thiết Chiêm Hùng. Có gì thì nói đi, đừng ề à giống như lũ đàn bà thế. Thiết Chiêm Hùng cười hỉ hả nói. Anh Thiết, anh quen biết với lãnh đạo của phòng an ninh tỉnh chúng ta có phải không? Diệp Phàm hỏi giống như kẻ trộm, cảm giác lén lút giống như xã hội đen vậy, chỉ còn thiếu câu thiên vương cái địa hổ thôi. Đúng, cậu hỏi chuyện này làm gì? Thiết Chiêm Hùng ngạc nhiên. Chuyện này .ans có thể giúp đỡ được không? Hắc hắc. Diệp Phàm cợt nhả nói, hòng che giấu sự lúng túng trong lòng. Giúp cái gì chứ, không phải là thằng nhãi cậu lại phạm phải chuyện gì rồi chứ? Thiết Chiêm Hùng cười nói. Đương nhiên không phải rồi, chuyện ảnh hưởng đến an ninh quốc gia không phải là chuyện đùa, tội âm mưu hãm hại an toàn quốc gia gì đó, chuyện này cũng không phải là chuyện đùa. Diệp Phàm cười rồi nói tiếp. Em có một người bạn rất tốt, chính là Phó Cục trưởng của Cục An ninh thành phố Mạc Hương Phạm Hoành Võng. Lần trước cũng nhờ có đoạn cưa sắt anh ấy đưa vào trong mật thất mới giúp em chạy thoát ra ngoài được. Nếu không có lẽ bây giờ anh Thiết chỉ có thể đến trước mộ em gọi điện đến địa phủ thôi, ha ha. Đáng đời, từ lâu đã kêu thằng nhãi cậu đến liệp báo chúng ta, cậu nhất định không nghe, nếu không cũng đâu xảy ra chuyện xui xẻo như vậy. Thiết Chiêm Hùng có chút buồn cười, hung hăng mắng hắn một câu, đã sớm nhìn thấy bảng cửu chương trong lòng Diệp Phàm giống như đọc bảng cửu chương. Đơn giản chính là muốn nói giúp cho Phạm Hoành Võng, giành lấy chiếc ghế cục trưởng mà thôi. Y thầm nghĩ, anh chàng này, cứ ra sức gây chuyện phiền phức cho mình, một cục trưởng cục an ninh thành phố thì quan trọng ra sao chứ, có thể tùy tiện đáp ứng được sao? Chết rồi, anh em ta là cao thủ, anh Thiết đến lúc đó đừng khóc là được rồi. Diệp Phàm cười nói. Phạm Hoành Võng, tôi có biết người đó. Chuyện lần trước, sự ích kỷ của tiểu tử đó rất lớn. Nếu thật sự muốn cứu cậu chỉ cần trực tiếp báo cáo lên cục trưởng Nguyên là không có chuyện gì xảy ra rồi. Lúc ấy hình như gã và Hồ Bình nghe nói đang tranh giành chức vụ cục trưởng, hơi có chút ích kỷ. Quan niệm đại cục còn kém một chút, nhưng có thể tôi luyện được. Thiết Chiêm Hùng nói thẳng tuột. Ý tứ cũng rất rõ ràng, Phạm Hoành Võng không nằm trong phạm vi suy nghĩ, khiến Diệp Phàm có chút buồn bực, ra quân bất lợi. Mặc dù lúc ấy Phạm Hoành Võng có chút ích kỷ, đoán chừng cũng là vì anh rể Vu Kiến Thần. Con người mà, ai chẳng có tư tâm, chẳng qua là có bộc lộ ra không hay thôi. Diệp Phàm cúp điện thoại, nhìn Vu Kiến Thần với ánh mắt đang tràn đầy mong đợi và Phạm Hoành Võng ánh mắt đầy hy vọng cũng có chút khó chịu. Chú Diệp, thật sự có chút khó xử. Nào, anh em chúng ta uống rượu, chuyện này xem như xong rồi. Vu Kiến Thần nâng chén rượu lên, đoán chừng cũng nhìn thấu manh mối bên trong. Chú Diệp, có thể nói đánh giá của đoàn trưởng Thiết đối với tôi cho tôi biết được không? Tôi không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn biết mà thôi. Ai, được rồi, chuyện này cậu không cần phải nói nữa. Phạm Hoành Võng giơ chén rượu lên, liên tiếp uống cạn 3 chén lớn, trong lòng đầy sự xáo trộn. Ai, con người ai cũng có tư tâm. Diệp Phàm thở dài, lấp lửng. Khuôn mặt Phạm Hoành Võng lập tức đỏ bừng lên, lại uống cạn 1 bình rượu, có vẻ hơi say nói. Chú Diệp, lúc đó tôi thật sự có chút tư tâm, thậm chí còn muốn giết cậu diệt khẩu, ai? Chương 240, ích kỷ là bản tính của con người. Hoành Võng, cậu vừa nói cái gì đấy? Vu Kiến Thần đột nhiên đứng phát dậy mở miệng mắng, suy nghĩ một chút hiểu ra rồi ngồi xuống, thở dài. Ai, Hoành Võng, anh biết em là vì anh,
cũng như vì Chu Chính Dương mà muốn mượn tay cậu Diệp Hải Anh, tuy nhiên anh cảnh cáo cậu nói năng phải thận trọng một chút. Sau này ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy nữa, giết người là phải đền mạng, chỉ là một cái ghế cục trưởng cục công an thôi, cùng lắm thì không làm. Cậu Diệp là anh em tốt của anh, Phù Kiến Thần này cũng không phải là người tốt, thu ít rượu thuốc, thích ăn ăn uống uống, nữ nhân cũng chơi không ít. Tuy nhiên chưa từng lấy quá nhiều tiền, chuyện thương thiên hại lý cũng chưa từng làm qua, đó chính là tuyệt lộ A. Anh vợ, em lúc đó hồ đồ, tuy nhiên nếu không phải tới lúc bất đắc dĩ thì quyết không làm. Chẳng qua mới có ý nghĩ như vậy, tôi xin cậu Diệp tha thứ nhé, để tự phạt 10 chén, uống uống uống. Phạm Hoành Võng rất hối hận, tuy nhiên người này cũng coi như thành thật, chuyện này cũng có thể nói ra nên Diệp Phạm cũng thấy cảm động. Tốt, anh Phạm đúng là thẳng thắn, đàn ông là phải vậy, nam nhân không có âm mưu gì thì đâu phải là đàn ông, có câu muốn thành đại sự không câu nệ tiểu tiết mà. Tuy nhiên có một điểm mấu chốt, để tôi gọi điện thoại cho thử cho anh Thiết, buộc anh ấy phải giúp. Trong lòng Diệp Phạm tuy cũng không cảm thấy dễ chịu lắm nhưng nhất thời hào tình nổi lên. Uống xong chén rượu thì lấy điện thoại ra gọi. Anh Thiết, anh giúp em đẩy Phạm Hoành Võng lên chức, chuyện này em sẽ ghi nhớ. Em hứa sang năm sẽ giúp lại anh. Diệp Phạm dứt khoát. Nghĩ kỹ chưa? Thiết Chiêm Hùng lạnh lùng hỏi. Nghĩ kỹ rồi. Diệp Phạm không hề chần chừ. Đến lúc đó thì đừng có chối nhé, anh sẽ yêu cầu cậu đi hoàn thành một nhiệm vụ rất nguy hiểm, có 8 phần là chết chắc, vì một cái ghế cục trưởng như vậy có đáng không? Thiết Chiêm Hùng ngoài miệng lạnh lùng nhưng trong lòng cũng thầm cao hứng, tốt. Tốt, tiểu tử này chịu cầu cạnh mình là tốt, đừng nói là một cái ghế cục trưởng cục an ninh thành phố, cho dù là cục trưởng cục an ninh tỉnh mình cũng có thể sắp xếp được. Một cái ghế nho nhỏ như vậy đổi lại một lần cao thủ như cậu ra tay thực hiện nhiệm vụ quan trọng, đáng giá. Quan trọng nhất là lần này sẽ đem cậu trói chặt với Liệp Báo rồi, ha ha. Thật ra thì Thiết Chiêm Hùng đối với chuyện của Diệp Phàm bị hãm hại vừa rồi vô cùng căm tức, đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của tổ 8 tí nữa bị đường đường là một cục an ninh quốc gia hại chết, chuyện này nói ra thiên hạ cười cho vỡ mồm. Vì thế y muốn an bài một người tin tưởng vào vị trí cục trưởng cục an ninh thành phố Mạc Hương để tránh cho chuyện xưa tái diễn. Thành phố Mạc Hương là một thành phố lớn, có hơn 600 vạn nhân khẩu, hơn nữa đường ven biển cũng tương đối dài, được gọi là con đường vàng. Gần đây các tổ chức đặc vụ của một số quốc gia đã nhiều lần tổ chức xâm nhập vào thành phố, vì thế sau khi cục trưởng Nguyễn rút lui cần phải an bài một người thực sự tin cậy để làm việc. Hơn nữa đối tượng bồi dưỡng Diệp Phàm chắc mấy năm này tạm thời sẽ còn ở đây, nếu gặp phải chuyện lớn gì mà mình vắng mặt thì có thể bảo cậu ta ra mặt chống đỡ. Sau này Diệp Phàm có thể leo lên các cấp cao hơn cũng có thể trợ giúp một số chuyện như điều tra án bên chính quyền cũng dễ dàng hơn. Tuy nhiên những chuyện này thì Diệp Phàm không tính được xa như vậy thì tầng cấp của hắn chưa đến. Đáng giá. Diệp Phàm nói gọn. Tốt, quyết định vậy đi. Thiết Chiêm Hùng cũng dứt khoát cúp điện thoại. Cục trưởng Phạm, anh Thiết đồng ý sẽ nói với lãnh đạo tỉnh một tiếng, có thể thành hay không thì tôi cũng chưa biết. Diệp Phàm cũng không dám khẳng định chuyện này. Tốt, bất kể thành hay không cũng được, phần nhân tình này của cậu Diệp, Phù Kiến Thần tôi nhớ kỹ. Sau này có việc cứ nói với anh một tiếng, ha ha ha. Cạn chén. Phù Kiến Thần giơ lên hào sảng. Cảm ơn cậu Diệp, phần nhân tình này, Phạm Hoành Võng tôi sẽ nhớ kỹ. Phạm Hoành Võng cũng hơi kích động, tuy nhiên che giấu rất tốt. Ba người uống đến gần 1 giờ rưỡi chiều, đang định về phòng nghỉ ngơi thì điện thoại của Phạm Hoành Võng vang lên. Hoành Võng, chúc mừng cậu A. Giọng nói vui mừng của Cục trưởng Nguyễn Kiến Bình vang lên trong điện thoại. Nguyễn, Cục trưởng Nguyễn, chuyện vui gì vậy? Phạm Hoành Võng khẩn trương, chuyện này chắc là có liên quan đến vị trí cục trưởng bởi vì một tiếng trước Diệp Phàm vừa gọi điện thoại cho đoàn trưởng Thiết, chắc y đã nói với lãnh đạo tỉnh. Chú ý giữ bí mật chuyện này, tuyệt đối không thể lộ ra, bao gồm cả anh vợ của cậu đấy, biết chưa? Giọng của Nguyễn Kiến Bình nghe rất nghiêm trọng. Giống như đặc vụ của Quốc dân đảng tổ chức nói chuyện vậy. Tuân lệnh, Phạm Hoành Võng là phó cục trưởng cục an ninh nên hiểu được quy định bảo mật liền che điện thoại đi vào phòng vệ sinh để nghe. Cậu đã được phê chuẩn, 3 tháng sau sẽ tiếp nhận vị trí của tôi. Không dễ dàng à, chuyện này có vẻ kỳ lạ, cậu đã đi tìm đoàn trưởng Thiết sao? Nguyễn Kiến Bình cũng cảm thấy hơi thắc mắc, bởi vì chuyện này mà lúc sáng lão đã đề tỉnh Phạm Hoành Võng. Tôi,
Vào một giờ trước tôi vừa thỉnh cầu Diệp Phàm gọi cho đoàn trưởng Thiết, đâu ngờ lại có kết quả nhanh như vậy. Chuyện này thật đúng là làm khó đồng chí Diệp Phàm, hình như đầu tiên đoàn trưởng Thiết không đồng ý hỗ trợ, sau đó Diệp Phàm lại gọi tiếp ép đoàn trưởng Thiết, hai người còn giống như nói điều kiện, nhiệm vụ gì đó, tôi nghe không rõ. Lúc trước tôi hoạt động ở trên tỉnh, cũng có tìm một số lãnh đạo liên quan, có phải là bọn họ nói chuyện hay không? Phạm Hồng Võng bây giờ vẫn còn chưa tin, thầm nghĩ mình may mắn, là do hai phó cục trưởng lúc trước đã nói chuyện giúp mình. Tìm người nào? Nguyễn Kiến Bình hỏi luôn. Phó cục trưởng Trịnh và phó cục trưởng Thiết. Phạm Hoành Võng ấp a ấp úng. Không có tác dụng đâu, cậu chúng phải độc đắc rồi biết chưa, vào một giờ trước, cú điện thoại của Diệp Phàm đã đưa cậu lên chiếc ghế này đấy. Cậu sắp lên chức cục trưởng, cũng cần phải biết một vài chuyện cơ mật trọng yếu, vì sau này cậu cũng có quyền đó. Cậu nghe đây, đoàn trưởng Thiết Chiêm Hùng là người chỉ huy hệ thống an ninh 7 tỉnh phía Nam, y mới là người có quyền lớn nhất. Cục trưởng Nguyễn vừa nói ra thân phận của Thiết Chiêm Hùng đã khiến Phạm Hoành Võng cả kinh thất thanh kêu á một tiếng. Ha ha, bình thường thôi, bất cứ người nào nghe đến chuyện cơ mật cấp S này cũng thế. Cục trưởng Cục An ninh 7 tỉnh phía Nam đều là cấp dưới của y, y vốn là người đứng đầu tổ 8 của tổ A đóng trong căn cứ Liệp Báo ở Thủy Châu. Chuyện này vốn chuyện cơ mật, lúc cần thiết y có thể trực tiếp điều động hệ thống công an, an ninh, cảnh sát vũ trang, tình báo, thậm chí bộ đội chính quy để ngăn chặn âm mưu phá hoại tổ quốc của tổ chức hay cá nhân. Cục trưởng Phí trên tỉnh vừa gọi điện thoại, chính thức báo cho cậu sáng ngày mai lên tỉnh nói chuyện. Chắc rằng sau đó sẽ có người dẫn cậu đến trụ sở Liệp Báo nhận thức, tiếp đó còn phải huấn luyện trong đó chừng nửa năm. Hãy làm cho thật tốt nhé, Hoành Võng, nhất định phải giữ mình ra sức vì nước vì đảng. Chuyện lần trước của Diệp Phàm chính là một sự cảnh cáo. Sau này ngàn vạn lần chớ đi sai đường, một bước sai cả đời ân hận, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Hơn nữa nhất định phải tôn trọng Diệp Phàm, là tôn trọng, biết không? Chuyện lần này của cậu tôi cũng nghe đoàn trưởng Thiết nói qua rồi, là Diệp Phàm xuất lực mạnh, thậm chí là dùng tính mạng đổi cho cậu cái ghế này đấy, tôi cũng không rõ lắm nhưng cậu tuyệt đối phải tôn trọng hắn. Nguyễn Kiến Bình nói xong một hồi lâu mà Phạm Hoành Võng vẫn ngơ ngác ngồi trên bồn cầu chưa phục hồi lại được tinh thần, lẩm bẩm. Tôn trọng Diệp Phàm, tôn trọng, nói tới 3 lần tôn trọng, chẳng lẽ Diệp Phàm là đại nhân vật gì sao, chuyện này là không thể nào, chắc là do nhìn vào mặt mũi của đoàn trưởng Thiết. Sau khi trở ra, mặt mũi của Phạm Hồng Võng hồng hào, ấn đường tỏa sáng, cả người khí sắc đại biến, gần như là hai người khác hẳn nhau, khiến cho Vu Kiến Thần vừa nhìn thấy đã kinh ngạc kêu lên. Hồng Võng, cậu vào nhà cầu sao giống như uống quỳnh tương ngọc dịch vậy, có phải nhặt được cửu chuyển tiên đan của Thái Thượng đánh rơi không, ha ha ha. Anh Phạm có việc mừng mà. Diệp Phàm có biết về tướng thuật nên đã sớm đoán được, thầm nghĩ chẳng lẽ là vị trí cục trưởng đã định rồi. Đoàn trưởng Thiết không lẽ nhanh như vậy chứ, hay là có người khác giúp? Ha ha ha, cậu Diệp, tôi mời cậu trước 3 chén. Phạm Hồng Võng hào sảng khác thường, giơ chén lên cảm thấy quá nhỏ liền rất mất phong độ gào toáng lên bảo người phục vụ đổi 3 chén khác cực lớn, thực ra là vốn là 3 cái bát đựng súp. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Không phải là chuyện thăng chức chứ? Diệp Phàm nhìn không được. Ha ha, Phạm Hoành Võng cười không đáp. Thằng danh này, dám chơi trò với anh rể phải không, chán sống rồi à? Vu Kiến Thần giơ tay lên dọa đánh. Được rồi anh vợ, vị trí cục trưởng đã định, chuyện này thật đúng là do đoàn trưởng Thiết mới vừa rồi chiếu cố, thật ra người trực tiếp chính là cậu Diệp, vì thế em mới kính trước cậu ấy 3 chén lớn để cảm tạ. Phạm Hoành Võng mỉm cười. Tốt, tốt, cùng chạm nào. Diệp Phàm kêu lớn, cả 3 cùng giơ 3 cái chén cạn sạch. Cậu Diệp. Tôi có một người anh em tên là Vương Tuấn Ngang, năm nay chừng 28 tuổi nhưng đã là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thiên Phục. Dĩ nhiên, đây là của cha hắn là Chủ tịch Vương một tay cực khổ dựng nên. Tuy nhiên Vương Tuấn Ngang cũng là du học sinh, tốt nghiệp trường Đại học Kinh doanh Harvard vừa mới trở về nước 3 năm. Tập đoàn Thiên Phục do cha gã sáng lập từ số vốn ban đầu là 3.000 vạn giờ đã có tài sản là 1,3 tỷ. Sau khi chuyển thành tập đoàn cổ phần thì tổng số vốn đạt đến 2 tỷ. Nghe đâu có kinh doanh liên quan đến quần áo, ví dụ như tơ dệt sợi tổng hợp, vải vóc, sau này cậu Diệp muốn tìm người đầu tư đến Lâm Tuyền hay huyện Ngư Dương thì với giao tình của tôi chắc sẽ không thành vấn đề, ít nhất cũng phải có dự án 3.500 vạn.
Phạm Hoành võng hào sảng quăng ra cái bánh này, nếu không còn cảm thấy băn khoăn. Cảm ơn, sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ gặp người bạn Vương Tuấn ngang đó. Diệp Phàm vui vẻ, có thể thu hút được dự án đầu tư thì là chuyện tốt vô cùng với Lâm Tuyền. Tuy nhiên trước mắt Diệp Phàm vẫn phải tập trung vào chuyện nhà máy giấy, giải quyết xong chuyện này rồi hãy nói. Nếu như cứ mù quáng thu hút đầu tư chỉ tổ đem lại công lao cho Mâu Dũng, chuyện như vậy dĩ nhiên Diệp Phàm sẽ không làm. Sau khi nghỉ trưa một chút thì Diệp Phàm chạy đi tìm người chơi đồ cổ là Lôi Thản tiên sinh kia. Bộ dạng của Lôi Thản đúng là hơi kỳ dị một chút, tuổi chừng 30 nhưng nhìn hết sức già dặn, còn để thêm một bộ râu dài dưới cằm, mặc một bộ quần áo cổ màu xanh, tuy nhiên đã được công nghệ hiện đại cải tiến qua, gần giống như trang phục đại học sĩ đời Đường, nói dễ nghe thì hơi kỳ lạ, nói khó nghe thì đúng là đồ điên. Gã há miệng ra cũng mang phong cách thời xưa, chắp tay. Huynh đài họ gì? Diệp Phàm vội vàng học theo mấy phim cổ trang như trong TV, khom người hành lễ. Tại hạ họ Diệp, tên Phàm, gọi đầy đủ là Diệp Phàm. Hắn nói xong cảm giác rất kỳ quái, tuy nhiên rất mới mẻ, suýt sặc cười. Tề Thiên thì đã không chịu nổi, chạy vội vào phòng vệ sinh cười phá lên, còn Mã Lạp chắc đã sớm quen rồi nên cũng không có biểu hiện gì. Anh Mã, lấy cái hộp gỗ thiết đàn kia ra cho tôi xem đi. Lôi Thản là một người mê đồ cổ, nói luôn vào vấn đề chính. Sau khi nhìn thấy cái khúc gỗ kia thì ánh mắt của gã đột nhiên trở nên sắc bén. Quái, ánh mắt Lôi Thản này thoáng cái đã sắc bén như vậy, không hổ là truyền nhân của lưu phái Mạc Kim Môn chuyên đi đào trộm mộ. Diệp Phàm thầm nghĩ rồi cũng cảm thấy hết sức hứng thú, chuyện trộm mộ tương đối thần bí, những vật trong đó còn đáng sợ hơn, thật đúng là khâm phục những người dám vào đó. Không tệ. Chắc là đồ cổ có niên đại vào 300 năm trước. Lôi Thản khẽ vuốt râu, thản nhiên cầm cái khối gỗ như là bảo bối, thậm chí còn đem lên miệng liếm mấy cái như là cao lương mỹ vị, Tề Thiên và Diệp Phàm thấy vậy tí nữa thì hóa đá. Tên này đúng là điên cuồng rồi, chuyện vậy mà cũng làm ra được. Diệp Phàm thầm mắng một câu, bất giác cảm thấy hơi lạnh. Hắn nghĩ chắc người này yêu đồ cổ còn hơn cả vợ, đúng là si mê đến điên cuồng, cấp bậc đại sư A. Ha ha, các cậu cảm giác tôi rất quái phải không, thật ra mỗi người đều có đam mê, chỉ là khác nhau về sở thích thôi. Ví dụ như có người thích ra sân chơi golf, tôi thấy cầm cái gậy chạy đi chạy lại như vậy có gì thú vị chứ? Lôi Thản rất thản nhiên, lộ ra một vẻ nho nhã khác hẳn vừa rồi. Làm Diệp Phàm hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, đúng là điển hình của người đa tính cách, biến hóa như vậy đúng là cao thủ. Nếu ở trong quan trường mà mình làm được như vậy chắc là phải đứng đầu một thành phố hay tỉnh rồi thì may ra, đường còn dài mà, không biết có lúc được phong quang như vậy không? Chương 241, nói chuyện cương thi. Diệp Phàm lắc đầu hỏi. Lôi tiên sinh, anh xem khối thiết đàn này có thể đáng bao nhiêu tiền? Dù sao cuối cùng mọi người cũng đều là người phàm, chuyện quan tâm nhất chính là vấn đề tiền năng. Cái gì mà cao nhã thanh khiết chỉ có thể nhìn mà không thể ăn? 10 vạn. Lôi Thản phẩy tay. Cái này. Tề Thiên vừa kêu ra được 2 tiếng thì đã bị Diệp Phàm ngắt lời. Chắc là Tề Thiên muốn nói nhiều quá. Trong mắt gã một khúc gỗ chỉ đáng để dùng làm củi đốt mà có giá đến 10 vạn thì đúng là điên. Diệp Phàm điềm tĩnh. Quá thấp, không bán. Nói xong hắn cầm luôn về làm Lôi Thản hơi ngẩn ra. Hai mắt như sói nhìn chừng chừng vào khúc gỗ giống như vừa bị cướp vợ vậy. Diệp Phàm cười thầm. Dĩ nhiên đã sớm thấy vẻ khao khát trong mắt Lôi Thản nên biết là có thể gạ thêm ít tiền. Tề Thiên bên cạnh cảm thán, một khúc gỗ hỏng như vậy, đại ca đem đi bán được 10 vạn, đúng là quá thể. Như vậy đi, tôi nghe nói bên trong khối gỗ này còn có một lớp kép, có lẽ là bí mật gì đó, nếu như các anh để tôi cùng tham gia vào việc tìm ra bí mật này thì tôi sẽ trả thêm 5 vạn. Hơn nữa các anh lấy vật bên trong ra sẽ làm hư hao khúc gỗ, tôi trả giá vậy cũng là rất cao rồi. Tuy nhiên tôi cũng nói rõ trước là bất kể các anh lấy được cái gì bên trong ra tôi cũng chỉ thưởng thức mà thôi, không tính chia một chén canh. Hơn nữa sẽ tuyệt đối giữ bí mật cho các anh, vậy thế nào? Người khác không nói làm gì, Mã Lạp nhất định là biết tính tôi, đã hứa là không bao giờ nuốt lời. Lôi Thản đưa ra điều kiện, xem ra gã cũng muốn tham gia vào việc tìm ra bí ẩn. Diệp tiên sinh, có Lôi Thản gia nhập cũng tốt, Lôi tiên sinh có kinh nghiệm phong phú về đồ cổ. Cũng có hiểu biết về mộ táng. Mã Lạp cũng muốn mời Lôi Thản tham gia nên nói góp vào,
hồi hộp nhìn Diệp Phàm vì hắn là chủ trì. Ừ, hoan nghênh Lôi tiên sinh gia nhập, ha ha, vậy trước tiên mở lớp kép ra lấy đồ rồi hãy nói, có phải bảo vật hay không là biết liền. Mã Lạp, anh cùng bàn bạc với Lôi tiên sinh, nỗ lực để giữ nguyên trạng khối gỗ, nếu không Lôi tiên sinh bỏ ra 15 vạn mua 2 miếng gỗ hỏng thì đúng là tôi ngượng lắm. Diệp Phàm cười nói, được, tôi sẽ gắng hết sức. Mã Lạp dứt khoát đáp, cầm khối gỗ đi vào phòng bàn với Lôi Thản tìm cách lấy vật bên trong ra. Diệp Phàm và Tề Thiên nhàn nhã uống trà. Tề Thiên, Lý Hoành Sơn vào quân đội ra sao rồi? Tiểu tử kia lúc đầu thì không chịu được kỷ luật, tuy nhiên sau đó được đoàn trưởng Thiết gọi tới nghiêm khắc dạy dỗ vài lần thì đã nghiêm chỉnh hơn nhiều. Như gã đã là gì, chim ưng mà đưa đến liệp báo cũng đều thành thỏ nhà hết, hắc hắc. Tề Thiên cười âm hiểm, chắc là cũng đã tự tay giáo huấn Lý Hoành Sơn vài lần. Cậu không phải là nhân cơ hội trả thù đó chứ? Diệp Phàm liếc xéo Tề Thiên. Hắc hắc, cũng có chút, tuy nhiên em cũng chỉ muốn gã tốt thôi. Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân. Một người bướng bỉnh sau này có nhiệm vụ quan trọng gì sẽ tạo nên tổn thất khôn lường, mất mạng như chơi. Tề Thiên vẻ mặt rất nghiêm túc, cũng thật sự có bộ dạng của một thiếu tá tiểu đoàn trưởng. Diệp tiên sinh, chúng ta dùng dược vật và kỹ thuật xoáy tròn dao đã lấy thành công vật bên trong. Nó là một miếng vải màu vàng trên đó có một đồ hình mờ, nhưng cũng không biết những chữ nhỏ trên đó là gì. Đồ hình kia phóng to ra giống như ngắm hoa trong sương mù, làm cho người khác nhìn vào có một cảm giác mơ hồ phiêu lãng, vô cùng quỷ dị. Mã Lạp cầm miếng vải màu vàng kia có chút bực bội. Lôi Thản ở bên cũng thở dài. Gặp quỷ rồi, gặp quỷ rồi. Ngay cả cương thi tôi cũng đã gặp qua nhưng cũng không giải thích được tấm vải thần bí này, đúng là hồ đồ rồi. Lôi tiên sinh đúng là đã gặp qua cương thi. Diệp Phàm tò mò, tổ tông của Lôi Thản nếu là người của Mạc Kim Môn thì biết đâu người này đúng là đã gặp qua cương thi. Loài vật này được gọi là tông tử, nếu nói không có thì cũng phù hợp với khoa học, nếu như nói có thì lại có vẻ mê tín, chẳng qua là chỉ mới nghe đồn đại, cũng chưa từng thấy qua. Nghe Diệp Phàm hỏi như vậy, Tề Thiên và Mã Lạp cũng ngó chừng Lôi Thản để nghe lời giải thích. Ha ha, đừng nhìn tôi như vậy, chuyện đó cũng không thần bí như các anh nghĩ đâu. Lôi Thản nói vậy nhưng lại cười ra vẻ thần bí. Còn không thần bí, nghe nói vật kia còn có thể dùng để đuổi thi, gọi là di linh, thuộc về âm thuật Mao Sơn, cũng có thể dùng ngăn thi thể cương thi không bị rữa ra để đem về quê an táng. Thuật sĩ cản thi nếu muốn làm vậy thì sẽ có chừng 3 đến 5 người. Dùng dây thừng buộc lên cương thi rồi dán lên trán một tấm bùa màu vàng, sẽ có một thuật sĩ khác dùng thanh la mở đường, ban ngày nghỉ, ban đêm thì đi. Vào lúc trời sáng thì dỡ là búa dựng thi vào tường, đến đêm lại tiếp tục lên đường. Những thứ này đúng là quá đáng sợ, nghe nói ai bị nó cắn cũng sẽ trở thành cương thi. Khi biến thành cương thi rồi thì mặt sẽ trắng bệch, răng nanh dài ra. Tề Thiên miêu tả như thật, khi nói tới đây lại bất giác rùng mình. Vật kia nếu là do thi thể biến thành thì đúng là đáng sợ, răng nanh dài cả mấy tấc. Mã Lạp cũng gật đầu phối hợp. Ha ha ha, các anh nghe ra ở đâu vậy, chắc là xem quá nhiều phim Hong Kong rồi. Thật ra cương thi đúng là bốn chi đều cứng ngắc, đầu không cúi, mắt không nhắm, thân thể không bị phân hủy. Tại sao lại không bị phân hủy, điều này thì chuyên gia khảo cổ cũng đã phân tích. Chắc có liên quan đến cấu tạo của thổ nhưỡng và tính chất tính chua của nơi chôn cất không thích hợp cho thực vật sinh trưởng, vì vậy sẽ không có vi khuẩn. Thi thể vùi sâu vào đó thì cho dù qua trăm năm cũng sẽ không phân hủy, thậm chí móng tay hay lông tóc vẫn còn mọc ra. Thật ra cương thi được dùng sớm nhất trong buôn lậu thuốc phiện, các tay thuật sĩ chính là những kẻ buôn thuốc phiện giả trang. Bọn họ cải trang, ngày nghỉ đêm đi, 5-6 người đồng hành chiếu ứng lẫn nhau. Không phải là dùng dây thừng buộc lên thi thể mà là dùng gậy gỗ do bốn người gánh, thoạt nhìn giống như cương thi bước đi nhưng thật ra là người đang mang chúng đi. Di linh, giấy bùa màu vàng cũng là để che mắt thiên hạ. Hơn nữa cương thi rất thối, trên người còn có khí âm quái dị làm cho người khác không thở được. Vì thế người bình thường sẽ không lại gần, còn quan binh cũng không khám xét vì cho là xui xẻo, rất thích hợp để vận chuyển thuốc phiện. Sở dĩ đi vào ban đêm là có lợi cho việc bảo tồn thi thể, còn thuốc phiện thì giấu vào trong thi. Lôi Thản phân tích từ góc độ khoa học nên Diệp Phàm cũng rất đồng ý, ngay cả Tề Thiên và Mã Lạp cũng cảm thấy những lời đồn đại kia chỉ là khoa trương.
Lôi tiên sinh chắc là cũng có bảo tồn cương thi, đó cũng là một loại đồ cổ mà. Diệp Phàm thử dò xét xem Lôi Thản có điên đến mức như vậy không. Thật sao? Hai con mắt của Tề Thiên nhanh chóng lồi ra, tuy vừa rồi Lôi Thản đã giải thích qua, nhưng để tiếp nhận lại là một chuyện khác, mắng thầm, còn có loại ham mê này, thế giới này đúng là không có chuyện lạ gì mà không có. Diệp tiên sinh lợi hại, ngay cả chuyện này cũng đoán ra. Không sai, trong mật thất của nhà tôi đúng là có một con, tuy nhiên. Lôi Thản nói tới đây ra vẻ ngần ngừ, Diệp Phàm đoán là gã có chuyện gì đó khó nói. Tuy nhiên cái gì, nói mau đi Lôi đại gia, anh cứ chần chừ vậy thật làm tôi nghẹn chết. Tề Thiên thúc giục. Ai, nói thật với các anh vậy, khối thiết đàn này có quan hệ với con cương thi kia. Loại gỗ thiết đàn này rất hiếm có, giống cây sinh trưởng rất chậm, mấy trăm năm mới có thể lớn lên một đoạn. Cha tôi vẫn muốn tìm một khúc để tạc tượng Trung Húc Thánh Quân mà không được. Lúc nghe Mã Lạp nói thì tôi lập tức chạy tới đây, khúc thiết đàn này bảo tồn rất tốt, niên đại cũng rất cổ. Nghe Diệp tiên sinh vừa rồi có nói là khối thiết đàn này rơi từ trên bức tượng đá Trung Húc ở Lâm Tuyền xuống. Điều này nói rõ khối gỗ này dùng để chấn cung, có cùng niên đại với cung Trung Húc, mà cung Trung Húc ở Lâm Tuyền đã có 300 năm, sau đó bị hủy đi rồi xây dựng lại cũng đã được 100 năm. Như vậy khối gỗ này cũng đã có gần 400 năm lịch sử rồi, mà mỗi lần sửa cung nói chung sẽ cố gắng bảo tồn, đồ nào giữ được thì cố gắng giữ, bất đắc dĩ mới dùng đồ mới. Cho nên dù sao đây cũng là đồ cổ mà lão tổ tông lưu lại. Người Hoa Hạ chúng ta vốn vô cùng tôn trọng lão tổ tông. Về phương diện này, Lôi Thản rốt cuộc là một đại hành gia nên vừa nói ra cũng khiến Diệp Phàm cảm thấy hơi khó xử, thầm nghĩ, nếu mình đem bảo vật trấn cung bán đi mà để người của Lâm Tuyền biết được thì cũng khá phiền phức. Bọn họ vốn rất tôn trọng người xưa, bình thường chỉ là một cung cũ rách nát, nhưng vào những ngày lễ lạt sẽ có một vài hoạt động gì đó. Chuyện này cũng phải trở về hỏi cho rõ ràng, nếu không đụng đến người Lâm Tuyền họ lại chẳng đá tống mình đi, tốt nhất là cứ tạo giả một khối thay vào là tốt nhất. Vừa kiếm được tiền sửa cung vừa không phát sinh chuyện gì. Lôi Thản dường như cũng nhìn thấy tâm tư của Diệp Phàm, cười nói. Diệp tiên sinh cũng không cần quá lo lắng, khối gỗ như vậy ở nhà tôi còn có mấy cái, hình thức cũng rất giống, chỉ là không phải gỗ thiết đàn mà thôi, tôi đưa cho anh một khối lắp vào chắc là cũng không ai nhận ra, trừ phi mấy người chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Tuy nhiên tôi sẽ cho người xử lý lại một chút, đảm bảo sau này ngoài tôi sẽ không ai biết được, ha ha. Chương 242, bóng ma ở nhà cũ. Thật sự phải cảm ơn Lôi tiên sinh, nói thật, tôi cũng vì muốn làm chút chuyện cho người dân của thị trấn Lâm Tuyền. Khối gỗ này đặt trong cái cung hỏng của thị trấn cũng không có tác dụng gì. Người dân Lâm Tuyền quá nghèo không có tiền tu sửa cung hỏng, vô tình tìm được khúc gỗ này vốn là định nghiên cứu bí ẩn trong nói ai ngờ là một khối bảo bối, tôi nghĩ có thể bán được 15 vạn, số tiền này cầm về đầu tư toàn bộ vào tu sửa cung hỏng. Để cung điện có thể bảo tồn qua 5 tháng thời gian không phải càng hoàn mỹ sao? Cái này gọi là tận dụng hết tác dụng của đồ vật. Diệp Phàm nói, liếc Lôi Thản một cái rồi tiếp tục. Không biết con cương thi lưu giữ trong nhà Lôi tiên sinh có dị động gì không? Ai, cũng không phát hiện ra dị động gì, chỉ có thể nói là rất kỳ lạ. Trong nhà cũ gần đây xảy ra một số chuyện ma quái. Một vài đồ vật ví dụ như sách vở, hộp bút. Ngay cả búp bê vải, của đời sau không cánh mà bay. Tôi kêu mấy người bạn đến nằm vùng mấy buổi tối, thì phát hiện một bóng người chợt lóe lên rồi biến mất, không làm sao bắt được. Cha tôi phán đoán không biết có phải là con cương thi cất giữ trong tầng hầm dưới đất xảy ra dị biến gì không, cứ thúc giục tôi mau chóng xử lý, nhưng tôi lại có chút không nỡ. Vốn có người đồng ý bỏ ra 200 vạn kêu tôi bán lại cho y, tôi cũng không đồng ý. Lôi Thản có vẻ bất đắc dĩ. Thứ đó đáng giá vậy sao, một con có thể bán được 200 vạn. Mã Lạp chố mắt nghi ngờ. Không có gì kỳ lạ cả, tôi nghĩ con cương thi của Lôi tiên sinh khẳng định là có niên đại cách đây rất xưa. Đối với một số nhà nghiên cứu khảo cổ hoặc nhân viên nghiên cứu khoa học mà nói cũng là một bảo vật vô giá. Chuyển về có thể nghiên cứu cơ thể, tế bào, bộ xương người cổ, phỏng đoán hình tượng bên ngoài, tóm lại, rất là có giá trị. 200 vạn không đắt đâu. Xác ướp pharaon của Ai Cập cổ đại, cũng có chút giống như cương thi trong truyền thuyết của Hoa Hạ chúng ta. Nhưng cái đó là người ta gia công xử lý, còn cương thi là vì nguyên nhân thiên địa tự nhiên hình thành. Xác ướp của pharaon,
Cậu bỏ ra 1.000 vạn, bảo tàng Ai Cập chưa hẳn đã đồng ý bán cho, có phải không? Diệp Phàm phân tích rất có đạo lý khiến Lôi Thản bất giác nhìn hắn kiêng nể, gật đầu liên tục. Lôi tiên sinh, có lẽ không có ma, nhưng cái bóng các anh nhìn thấy, tôi nghĩ có lẽ là động vật gì đó. Diệp Phàm cũng hơi tò mò, vì bản tính con người luôn có sự hiếu kỳ đối với vật mà mình chưa biết. Không giống lắm, thứ đó thân nhẹ như chim, bay cực nhanh, giống như tia chớp xẹt qua. Chúng tôi dùng lưới và súng săn cũng không thể nào bắt được nó. Thật sự có chút đặc điểm vô ảnh vô tung của quỷ trong TV, ai, nhưng chuyện này chúng tôi cũng không thể gióng trống khua chiêng tuyên bố khắp nơi. Đến trước mắt cũng chỉ có mấy người bạn biết được, mọi người đều đang nghĩ cách. Vẫn mong Diệp tiên sinh và Tề Thiên tiên sinh không đem chuyện này nói ra bên ngoài. Dù sao trong nhà tổ xảy ra chuyện ma quỷ cũng không phải là chuyện hay ho. Cha tôi đã đưa ra thông điệp cuối cùng cho tôi, nếu tháng 6 năm nay vẫn không thể giải quyết được bóng ma đó thì phải đốt con cương thi, diệt trừ tận gốc tai họa, nhưng tôi lo lắng đốt cũng không có tác dụng gì, con quỷ đó vẫn sẽ đến gây phiền phức. Lôi Thản lo lắng. Đốt đi, anh hâm thế, vậy sao không bán đi? Tề Thiên văng tục. Cha tôi không cho phép bán, ông ấy nói nếu thứ này có thể biến thành bóng ma, đã hại cả nhà tôi không ai được yên, nếu bán đi hại thêm người khác thì lại càng có tội sẽ bị trời phạt, cho nên bắt buộc đến kỳ hạn sẽ phải thiêu hủy xử lý tất cả, xong hết mọi chuyện. Nếu thật sự bóng ma đó do nó làm tôi cũng không nói gì cả. Tuy nhiên tôi đoán có lẽ chuyện đó không liên quan đến khối cương thi, nhưng chuyện này cũng không có cách nào khẳng định, không tìm ra được chứng cớ. Lôi Thản cũng không chắc chắn chuyện này có phải do cương thi hay khô bê dê, người bắt quỷ trộm mộ ngược lại lại bị quỷ hù dọa, chuyện này nói ra đúng là buồn cười quá sức. Đúng, lệnh tôn của Lôi tiên sinh là một người có đức. Lôi tiên sinh, nếu có thời gian tôi thật sự muốn đi xem một chút bóng ma của nhà anh, ha ha, tò mò một chút. Bóng ma đó sẽ không hại người chứ? Diệp Phàm cười nói. Đúng, không hề đả thương người, chỉ lấy trộm một số đồ chơi nhỏ mà thôi. Lôi Thản gật đầu. Không phải là con ma nhỏ sao, trẻ con vốn ham chơi, làm quỷ cũng giống vậy, cho nên thích lấy trộm những thứ như hộp bút mang về địa phủ chơi. Tề Thiên phân tích, cảm thấy lời mình nói rất có lý, quay sang nói với Diệp Phàm, đại ca. Trong cung trung quỷ của thị trấn Lâm Tuyền không phải cũng có tiếng trẻ con kêu khóc sao? Chứng tỏ trên đời này thật sự có tồn tại ma quỷ. Chúng ta vẫn nên giải quyết xong đám quỷ con ở Quỷ Anh Than trước rồi hãy nói. Đúng, vậy lấy miếng vải màu vàng đó cho tôi xem. Diệp Phàm cười cười cầm lấy miếng vải màu vàng. Tính chất giống như tơ lụa, nhưng chất liệu rất thô ráp, có chút giống như chất liệu bao bố hiện đại bện thành. Hắn xem qua thì thấy miếng vải rộng bằng bàn tay, dài khoảng 20cm, sau khi trải lên tay cầm một hồi, luôn cảm thấy có luồng khí tức quen thuộc tràn ra. Tựa hồ như trên mặt tấm vải màu vàng còn che phủ một tầng gì đó, cho nên khiến người ta nhìn vào giống như thưởng thức hoa trong sương mù, mơ hồ nhìn không rõ gì cả. Diệp Phàm cầm miếng vải màu vàng đó ngồi ngơ ngác trên ghế salon băn khoăn tự hỏi, không lâu sau đan điền có chút nhúc nhích, trong lòng thầm nghĩ. Lẽ nào trên tấm vải màu vàng này cũng che phủ một loại vật niêm hợp cổ đại, dùng phong ấn trong quan tài, giống như trong cổ mộ đường triều của Đập Thiên Thủy trước kia, cần dùng khí nội kình mới có thể hóa tán lộ ra chân diện thật sự bên trong của nó, rất có lý. Cũng không có chứng cứ gì chứng minh rõ người xây dựng cung trung quỷ ngày trước không phải là một cao thủ nội kình. Có lẽ là người dẫn đầu bỏ tiền ra mời cao thủ thi triển nội kình bao trùm, mục đích đương nhiên là vì bảo vệ thứ giống như lá bùa đuổi quỷ. Chấn quỷ này. Hắn nghĩ như vậy nên dùng khí nội kình trong tay từ từ khai triển ra để thăm dò một chút, nhưng Diệp Phàm cảm thấy phải đợi lực độ khai triển tương đối lớn, tìm được thứ thật rắn chắc mới tiếp tục tiến hành được. Diệp Phàm thấy bên cạnh vừa vặn có một đài đá liền ngồi xếp bằng lên trên chậm rãi vận khỏi thuật dưỡng sinh, không lâu sau, cảm thấy trong huyệt vị kinh mạch bàn tay dần dần có từng tia khí nội kình tuôn ra, hắn khống chế lại cường lực, dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve miếng vải màu vàng. Cảnh tượng này làm cho Mã Lạp và Lôi Thản đều giống như hòa thượng, ngơ ngác đứng nhìn, không biết Diệp Phàm đang chơi trò gì, nhìn dáng vẻ giống như là dùng tay thăm dò chỗ tinh xảo của tấm bản đồ. Cả hai thầm nghĩ, Diệp tiên sinh có phải điên rồi không, nếu sờ như vậy có thể lộ ra thứ gì đó, vậy còn cần những máy móc hiện đại kỹ thuật cao như radar để làm gì? Đúng là có chút khó hiểu. Mã Lạp nghĩ như vậy nhưng không dám lên tiếng. Người ta dù sao cũng là thủ trưởng phát điên.
mình cũng không thể chỉ ra được. Lôi Thản cũng có chút kinh ngạc, vì tổ tiên cũng là truyền nhân của Mạc Kim Môn, mặc dù nói làm nghề trộm mộ, cũng có người quen dùng một số thuật pháp võ công nội kình để phòng thân, nếu gặp lúc nguy hiểm thì hy vọng chạy thoát cũng tương đối lớn. Tuy nhiên những người đó thành tựu cũng không có gì cao, nghe ông nội nói cao thủ lợi hại nhất cũng chỉ mới đạt đến cảnh giới khai nguyên tứ đoạn. Đến hiện tại thì càng tàn lụi, Mạc Kim Môn, chia năm xẻ bảy, về cơ bản là tản mát hết rồi. Còn nói về luyện võ môn pháp thì càng ít, nếu chỉ biểu diễn mấy kỹ năng bình thường thì vẫn có thể, còn thuần túy đã lưu lạc khắp nơi rồi. Khi còn bé bản thân cũng có một thời gian tò mò đi theo ông nội tu luyện, nhưng quá vất vả. Cho đến bây giờ cũng chật vật lắm mới có thể đạt được cảnh giới đại viên mãn nhất đoạn, nhị đoạn bất luận là trùng kích như thế nào cũng không phá được, làm cho người ta ủ rũ không thôi. Mặc dù nói những thứ học được không phải rất nhiều, nhưng có một chút phòng thân vẫn tốt hơn là không có gì. Cho dù gặp phải kẻ bắt cóc muốn phòng thân cũng được. Hiện tại muốn kích khí đã gãy một khối đá đỏ cũng tốn rất nhiều sức lực, chân cũng vô cùng đau nhức, chỉ là lợi hại hơn người bình thường một chút mà thôi. Mặc dù nói cảnh giới quốc thuật của gã bình thường như vậy nhưng cảm giác đối với nội kình vẫn có một chút, cho nên một khi Diệp Phàm thi triển ra thuật nội kình muốn mở ra hình dạng vật thật trên miếng vải màu vàng đó, Lôi Thản mơ hồ đã có một loại cảm giác lờ mờ rồi. Tuy nhiên chuyện này cũng chỉ là suy đoán của bản thân Lôi Thản, dù sao gã cũng mới nhập môn, đẳng cấp còn rất thấp. Nhưng cho dù như vậy cũng thiếu chút nữa hù dọa Lôi Thản nhảy dựng lên, phải biết rằng trong thực tế muốn gặp được một cao thủ tam, tứ đoạn quốc thuật, trên cơ bản là chuyện không thể. Lôi Thản là hậu nhân của Mạc Kim Môn, giao thiệp bên ngoài cũng xem như rất rộng rãi, cho đến giờ đã 20 năm cũng mới chỉ gặp được một tiền bối tứ đoạn, đã gần 60 tuổi rồi, một lão già họm hẹp. Cho nên cường giả quốc thuật còn ít ỏi hơn gấu trúc, kỳ thực không phải vậy, đó là vì Lôi Thản chưa tiến vào vòng tròn đó. Hoặc là nói gã còn chưa đạt đến trình độ này, đương nhiên, đích xác cũng không nhiều. Số lượng người luyện võ tương đối nhiều, nhưng đại đa số người thích luyện võ đều luyện mấy chiêu dùng để phòng thân, hoặc là vì mục đích rèn luyện thân thể, còn như tam, tứ đoạn chân chính ít đến mức đáng thương. Những người đó trên cơ bản đều ở trong quân đội hoặc là cảnh sát, hoặc là võ quán quốc thuật, cũng có một bộ phận sống ẩn dật trên núi cao sông rộng, giống như trong một số chùa chiền cũng có. Sau nửa giờ, Diệp Phàm thu khí vào đan điền. Tiện tay đem vật niêm hợp cổ đại dùng nội khí tức nội kình hóa giải, hình dạng không khác gì một hạt đậu tương, gắp vào ngón tay để trong bao thuốc bỏ vào trong túi áo. Sau khi mở tay ra, trên miếng vải màu vàng cuối cùng thật sự đã lộ ra chân diện. Phía trên có ghi lại chuyện xưa, hồi đó phía trên sườn núi Quỷ Anh Than của Lâm Tuyền phát hiện thường xuyên có tiếng trẻ con kêu khóc, đặc biệt thê lương đáng sợ. Sau đó mời thuật sư Đôn Phác Vân tới từ Mao Sơn lập đàn làm phép. Muốn siêu độ cho những quỷ hồn đã mất có thể chuyển thế đầu thai, đừng ở Quỷ Anh Than hù dọa người khác. Sau khi được thuật sư Đôn Phác Vân làm phép cẩn thận, phát hiện tiếng kêu khóc truyền ra từ một cái khe nứt. Lúc ấy vốn định mời cao thủ chui vào trong khe tìm hiểu kỹ càng, nhưng bị thuật sư Đôn Phác Vân ngăn lại. Trong miệng đại sư phun ra một luồng lửa, khe nứt đó bị đốt cháy phát ra tiếng động tách tách. Không lâu sau có một luồng xương khói màu xanh từ trong khe dần dần chui ra. Đại sư giống to một tiếng, các tiểu nhi còn không trở về địa phủ báo cáo, lưu lại nhân gian không sợ phạm giới luật của trời. Đi đi, đi đi, ai, ta đưa các ngươi một đoạn. Nói xong dán một lá bùa màu vàng lên khe hở, khói xanh dần dần tản đi. Sau này ở chỗ khe nứt quỷ con kêu khóc đó người ta xây dựng cung Trung Húc Thánh Quan. Chương 243, Phó trưởng ban tổ chức thị ủy Tào cho mời. Không nghĩ dưới nền cung lại là đường tới suối vàng. Ha ha ha! Quả thật muốn xuống dưới đó bái phỏng Ngưu Đầu Mã Diệt, Diêm La Vương, Địa Tạng Vương, Nhị Lang Thần, ai? Tề Thiên bất giác phì cười, mắng một câu. Dám chó không kêu, em thấy cái tên thuật sĩ Đôn Phác Vân dám chó kia cũng là đồ lường gạt. Tề Thiên, không thể vô lý nói xấu phong phạm Đôn Đại Sư. Diệp Phàm gạt đi, đối với phong thủy học, hắn không tin hoàn toàn nhưng cũng bài xích, cảm giác cũng có chút đạo lý nhưng không thể tin bừa bãi. Hơn nữa một vài đại sư phong thủy quả thật là nhất đại cao nhân một đời, càng phải tôn trọng bọn họ. Lôi Thản tiên sinh, mấy ngày nữa tôi sẽ quay lại Thủy Châu, chúng ta sẽ cùng đi dò xét đường xuống suối vàng kia, tôi cũng thấy rất tò mò, chẳng lẽ trên đời này có đường xuống suối vàng thật sao? Diệp Phàm hứng thú cho phép. Tốt,
Tôi có cơ hội đi con đường đó cũng là cực kỳ vinh hạnh, đến lúc đó Diệp tiên sinh cứ gọi cho tôi, có thể đến Cổ Lưu Các ở Thủy Châu ngồi một chút. Còn chuyện thăm dò đường xuống suối vàng lúc đó sẽ nhất định đến. Bây giờ tôi mang khối gỗ này đi trước về tạc một pho tượng thần Trung Húc đánh quỷ. Lôi Thản vui vẻ giao tiền rồi vội vã đi. Đại ca, anh tin điều này thật à? Tề Thiên cào nhau. Chuyện này tin thì linh, không tin cũng không việc gì, anh thì nửa tin nửa ngờ. Dĩ nhiên đường xuống suối vàng vừa nói thì tuyệt đối là hư ảo rồi, ha ha. Anh vừa rồi của trách em không phải là phê bình em không tin phong thủy mà muốn nói cho em biết phải tôn trọng một số đại sư phong thủy nổi tiếng tài đức. Thật ra thì phong thủy học của Hoa Hạ chúng ta, còn được gọi là thuật phong thủy, chính là một loại học thuật về diện mạo núi sông, quan hệ giữa người và trời đất, cũng là một thứ tốt với con người. Diệp Phàm giải thích làm Tề Thiên cũng hết nghi ngờ, vốn gã còn tưởng rằng đại ca là một phần tử mê tín. Thì ra là người ta là cao nhân, nghiên cứu cái gì thuật phong thủy cái rắm thuần túy chỉ là một thần côn, trong lòng Tề Thiên cũng oán thầm đại ca. Nhìn đồng hồ đã 4 giờ chiều, vốn định chạy thẳng tới Thủy Châu thì Vu Kiến Thần gọi điện thoại tới nói là buổi tối có một lãnh đạo muốn gặp Diệp Phàm cho nên Diệp Phàm ở lại tửu điếm còn Tề Thiên chạy trước về Liệp Báo. 5 giờ chiều. Tại một quán cơm tên là Kiếm Phổ Các. Quán cơm này cũng có chỗ đặc sắc, là một tiểu lâu nhỏ 4 tầng, phía sau có một đầm sen, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy lá sen xanh ngát. Tuy nhiên điều đặc sắc không phải ở đây mà trong tòa lầu treo đầy các mặt nạ kinh kịch lớn nhỏ đủ các loại màu sắc. Diệp Phàm vừa bước vào thì có cảm giác như lọt vào một nhà hát kinh kịch, trong phòng cũng mở âm nhạc kinh kịch khiến cho người ta như đắm chìm vào không gian văn hóa cổ xưa. Diệp Phàm được một cô gái phục vụ mặc đồ kinh kịch dẫn tới phòng 406, vừa đẩy cửa phòng thì hắn nhất thời khẩn trương. Căn phòng không lớn, rộng chừng 10 thước vuông, bày biện tinh xảo, ở giữa đặt một chiếc bàn chạm trổ hình bát tiên quá hải, có hai chiếc ghế hai bên, đã có một người trung niên mập mạp, mặt tròn, bộ dạng rất chững chạc ngồi ở đó. Người này Diệp Phàm đã gặp qua một lần, chính là người đi cùng với Vu Kiến Thần lần hắn mời khách ở Xuân Hương Tửu Lâu. Thường vụ phó trưởng ban tổ chức thị ủy Tào Vạn Niên. Lúc ấy chỉ ăn một bữa cơm nhưng đối với người nắm mũ quan của một thành phố, Diệp Phàm dĩ nhiên là nhớ rõ. Làm sao vậy tiểu Diệp? Không nhận ra à? Diệp Phàm đang ngây người thì Tào Vạn Niên gật nhẹ, ra ý bảo hắn ngồi xuống phía đối diện. À, trưởng ban Tào, tại sao là ngài? Diệp Phàm phục hồi tinh thần, hỏi một câu ngớ ngẩn, trong lòng thầm trách anh Vu mời khách cũng không nói trước. Khiến cho mình nhất thời không biết ăn nói ra sao. Ha ha, không ngờ sao, ngồi đi. Hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi, Kiến Thần tạm thời có việc không tới được. Tào Vạn Niên sắc mặt thay đổi, lộ ra vẻ vô cùng thân thiết ôn hòa khiến cho Diệp Phàm cảm thấy dường như không thật, ngỡ là nằm mơ. Tào Vạn Niên là thường vụ phó trưởng ban tổ chức thị ủy, quyền cao chức trọng, chắc là những lão đại một phương bí thư huyện ủy thấy y cũng phải gật đầu cung kính. Vì sao lại phải khách khí với một nhân viên quèn như mình? Ý vị sâu xa a. Cảm ơn trưởng ban Tào, vãn bối thất lễ rồi. Diệp Phàm khiêm nhường nói, khom người đưa tay ra bắt, vận khởi thanh tâm quyết để ổn định tâm thần nhưng cũng không ổn định được hoàn toàn. Hắn vốn định bước tới móc bao thuốc ra mời, tuy nhiên lại thấy trong không khí đậm đắc mùi kinh kịch như vậy thì e hút thuốc sẽ phá vỡ cảm giác, vì thế cũng không lấy ra. Tiểu Diệp, chắc cậu thấy chuyện này có vẻ đường đột. Tào Vạn Niên cười hỏi. Nói thật với trưởng ban Tào là cũng có một chút, những cán bộ nhỏ như chúng tôi thấy người quản chiếc mũ quan trên đầu dĩ nhiên là sợ hãi, sợ bị lấy cái mũ đi. Diệp Phàm đùa giỡn để điều hòa không khí. Lấy cái mũ, không, 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 tiểu Diệp nói sai rồi, làm công tác tổ chức, chuyện chúng ta thường làm là đổi hoặc thêm mũ. Nói thí dụ như cậu muốn thăng quan thì chúng ta sẽ đổi cho cậu cái mũ quan lớn hơn. Còn cậu vốn là nhân viên bình thường thì chúng tôi sẽ thêm cho cậu cái mũ lưỡi chai. Còn muốn lấy cái mũ thì phải là các đồng chí bên ủy ban kỷ luật, ha ha ha. Tào Vạn Niên nói ra một câu khiến người ta cảm thấy rất có ý vị, vừa thật giống như ẩn chứa thâm ý, khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Cậu thử nghĩ xem, ban tổ chức chúng ta sau khi nghiên cứu xem xét ai đó thì hoặc là điều động hoặc là thăng chức, rất ít khi lấy đi cái mũ, có muốn lấy cũng phải có ủy ban kỷ luật ra mặt. Chúng ta chẳng qua là tuyên bố kết quả xử lý. Vì thế cậu không cần lo lắng về vấn đề mũ quan, tôi muốn gọi cậu tới đây là muốn thông báo một ít tin tốt về cái mũ kế tiếp của cậu, để cậu thêm ổn định,
ha ha. Tào Vạn Niên gắp một miếng thịt bò, uống một hớp nhỏ rượu trắng. Xem sắc mặt của y giống như có vẻ vui mừng, tuy nhiên Diệp Phàm lại cảm giác Tào Vạn Niên có tâm sự, từ thuật xem tướng mà nói thì trong mắt y che giấu một tia buồn bực. Tuy nhiên Diệp Phàm nhờ thuật xem tướng mới có thể nhận thấy biến hóa nhỏ này, nếu không có nó thì chắc không nhận ra. Xem ra công việc tổ chức cũng không dễ làm, nó dính dáng tới quá nhiều các mối quan hệ. Phó trưởng ban Tào chắc cũng không vui vẻ gì, có lẽ còn có những tâm sự khác, cũng là mình nghĩ nhiều thôi, Diệp Phàm nghĩ thầm, vội vàng biểu hiện vui mừng nói. Không biết là tin tức tốt gì, nếu phó trưởng ban Tào nói như vậy thì khẳng định là chuyện vui lớn. Vãn bối rất muốn nghe một chút. Nói rất dài dòng, tiểu Diệp, chúng ta từ từ nói đi. Lần trước lúc huyện các cậu báo lên danh sách đề nghị cho lớp anh tài xuyên thế kỷ đầu tiên là có tên của cậu. Tôi lúc ấy đọc rất vui mừng vì cậu lúc ấy chỉ mới là một phó chủ tịch thị trấn, còn lớp cán bộ này trên nguyên tắc đòi hỏi là cán bộ cấp phó ban, độ tuổi dưới 30 nên nghĩ thầm, kỳ quái, huyện Ngư Dương sao lại đề nghị lên cán bộ cấp phó phòng, tuy nhiên tiểu Diệp còn rất có bản lĩnh, chuyện này cũng có thể thừa nhận được. Tuy nhiên mấy ngày sau thì huyện Ngư Dương lại báo lại, bảo là nhầm lẫn nên đổi là Mâu Dũng con trai của phó chủ tịch thành phố Mâu Đại Hưng. Nghe nói lúc ấy gã đã nhảy dù đến Lâm Tuyền các cậu làm chủ tịch thị trấn, tôi lúc ấy còn muốn hỏi tại sao lại đổi người. Dĩ nhiên cũng là muốn hiểu rõ tình hình, dù sao tôi cũng quan hệ tốt với Kiến Thần, cậu với y lại quan hệ không giống bình thường. Huyện Ngư Dương giải thích là cấp bậc của cậu quá thấp không phù hợp nguyên tắc, cho nên đổi lại. Ai? Nói tới đây Tào Vạn Niên thở dài, ý tứ thì Diệp Phàm cũng có thể đoán được, mắng thầm, con mẹ nó. Thì ra Mâu Dũng là con trai của phó chủ tịch thành phố Mâu, mình cứ nói làm sao châu bò vậy. Chắc là Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung cũng là vì vuốt mông ngựa mới đem tên của mình đổi đi, còn nói rất đường hoàng là do cấp bậc của mình không đủ không phù hợp nguyên tắc .con mẹ nó, tất cả đều là dám chó. Kỳ quái, Tào Vạn Niên đem chuyện quan trọng như vậy nói với một đồ nhãi nhép như mình làm gì, tựa hồ như là nể mặt anh Vu nên để tỉnh mình một chút. Giao tình giữa mình và y cũng không nhiều, chỉ là cùng ăn một bữa cơm, trong thành phố này có biết bao nhiêu người muốn mời y ăn cơm chứ? Người ta đường đường là một thường vụ phó trưởng ban, cần gì phải nhớ tới một tiểu nhân vật như mình? Cho dù mình biết được thì cũng có ích gì, tuy nhiên phó trưởng ban Tào có thể nói ra lai lịch của Mâu Dũng cũng là ngầm nhắc mình. Chắc là muốn nhắc mình đề phòng Mâu Dũng hoặc nên nhẫn nhịn một chút. Tại sao y lại muốn giúp mình, chỉ là ăn một bữa cơm? Chưa đáng gọi là giao tình. Còn nếu như nể mặt anh Vu thì cũng là hơi lạ, trong chuyện này có gì đó khúc mắc mà mình nhìn không ra. Ừ, cấp bậc của tôi đúng là quá thấp, cũng không có gì để nói. Chuyện này tôi đã sớm hiểu nên lúc đề nghị cũng không tính toán gì nhiều. Nói thật, không phải là tôi không muốn, nếu như nói không muốn đó là lừa mình dối người, ngài nhất định sẽ nói tôi là giả dối. Chủ yếu là hy vọng quá mơ hồ. Nếu như quá kỳ vọng thì chỉ tăng thêm buồn phiền, không bằng buông ra cho thanh thản. Đời người vốn đã nhiều chuyện phải lo, cần gì tự làm khổ mình. Diệp Phàm nhẹ nhàng, nói ra hết sức sảng khoái. Tào Vạn Niên sau khi nghe cũng gật đầu, thầm nghĩ không ngờ lòng dạ của tiểu Diệp lại rộng rãi như vậy, quả thật không dễ dàng. Y cười nói. Tuy nhiên sau này lại phong hồi lộ chuyển, thành phố Mặc Hương chúng ta quản lý hai khu, hai thành phố, tám huyện. Mỗi nơi tuyển chọn một người, tổng cộng là 12 người vào vòng thứ nhất. Tuy nhiên để lọt vào danh sách cuối cùng của tỉnh thì chỉ có 3 người, vậy là sẽ phải loại đi 9 người. Chuyện này cũng gây nên một trường sóng gió nho nhỏ tại hội nghị thường vụ thành phố, tiến hành thông qua bỏ phiếu để chọn ra 3 người cuối cùng. Tuy nhiên đáng tiếc là chủ tịch thị trấn Mâu Dũng lại không trúng tuyển, đáng tiếc. Ai? Tào Vạn Niên thở dài, không biết là tiếc cho Mâu Dũng hay là mừng vì gã bị trượt. Dù sao cảm giác Diệp Phàm cảm giác tâm tư của Tào Vạn Niên hết sức sâu kín, thâm trầm như một hồ mực vậy. T. Hắn nghĩ thầm, người làm công tác tổ chức có khác, tâm tư đúng là phức tạp khó đoán. Mình dù sao cũng còn non lắm, đường còn rất dài. Theo lý mà nói thì phó ban Tào cũng không buồn phiền vì Mâu Dũng, ngay cả chuyện này cũng nói cho một người ngoài như mình, điều này chứng tỏ phó trưởng ban Tào không cùng phe với phó chủ tịch thành phố Mâu. Suy ra thì chắc là phó trưởng ban Tào sẽ vui mừng khi thấy người gặp họa. Tuy nhiên cũng không thể khẳng định vì với cương vị như phó trưởng ban Tào thì người như Mâu Dũng chưa lọt được vào mắt. Đây là vấn đề tầng thứ,
giống như mình cảm thấy chủ tịch thành phố đã là đại quan rồi nhưng trong mắt Thường vụ tỉnh thì chưa là gì, toàn bộ cán bộ cấp thành phố trong tỉnh không có 1.000 thì cũng tới 800. Chuyện này, ha ha, là có chút đáng tiếc, chắc là nếu tôi đưa lên cũng rơi vào kết cục này. Đổi cũng tốt, tránh đi một khoảng thời gian mơ mộng. Diệp Phàm biểu hiện thản nhiên nhưng trong lòng thật ra cũng thấy hơi chua xót. Lớp cán bộ anh tài xuyên thế kỷ do tỉnh tổ chức này ai mà không muốn đi vào, sau khi hoàn thành thì trong lý lịch chẳng phải đã có thêm một dòng sáng chói. Sau này lựa chọn chức vụ gì cũng là một điểm nhấn quan trọng, nghe nói sau khi hoàn thành khóa học sẽ thăng lên một cấp, vì thế nói không muốn là giả dối. Làm quan ai không muốn tiến bộ? Ừ, thanh niên này không tệ, không so đo được mất trước mắt, có thể nhìn xa, còn trẻ ắt sẽ có cơ hội. Chuyện này không ngờ cậu lại trúng số độc đắc, các thường vụ vốn đã cho rằng vậy là kết thúc thì lại có tình huống khác phát sinh. Lúc ấy tư lệnh cố của quân phân khu Mạc Hương đột nhiên đứng lên nói. Các vị thường ủy, lão cố này vốn không định can thiệp vào chuyện địa phương các anh. Tuy nhiên chuyện về lớp học này thì tôi phải nói một hai câu. Nghe nói ở thị trấn Lâm Tuyền huyện Ngư Dương có một phó chủ tịch thị trấn tên là Diệp Phàm đã được Bộ Công Anh trao thưởng danh hiệu Dũng Sĩ Kiệt Xuất Hoa Hạ và Huân Chương Rồng Vàng hạng 3 của Quốc vụ viện. Người này mới chỉ 19 tuổi, đã là đảng ủy viên, phó bí thư thị trấn Lâm Tuyền. Những thường vụ đang ngồi đây nhất định sẽ cho tiểu tử này có chỗ dựa lớn, nhân mạch thâm hậu. Thật ra thì hoàn toàn không, hắn không có chỗ dựa lẫn nhân mạch, vừa mới tốt nghiệp thì phải phụ trách một cái thôn lớn trên vạn người. Nghe nói địa phương này rất khó quản lý, thậm chí trên huyện còn phải từng cử ra cảnh sát vũ trang, một sinh viên vừa ra trường đã phải đối mặt với vấn đề nan giải như vậy. Sau đó hắn góp công lớn vào huyết án ở thôn Đập Thiên Thủy mà được hai phần thưởng trên, còn có tập đoàn Nam Cung từ Hồng Kông vì hắn mà đã quyên góp 200 vạn sửa đường cho thôn. Lão cố không thể không nói, tiểu tử này có chút lợi hại, quá thần kỳ. Tôi nghĩ lần này nên cử hắn vào danh sách này. Chẳng lẽ phần thưởng của Quốc vụ viện và Bộ Công an không là anh tài sao? Quốc gia đã thừa nhận, vậy mà huyện Ngư Dương và thành phố Mạc Hương khi đề cử lại không chú ý đến thì cũng không hay rồi. Chương 244, mèo đi đường mèo, chó chui chuồng chó. Chuyện này quá trùng hợp, huyện Ngư Dương lần này sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tôi cũng không muốn hỏi nguyên nhân, có lẽ là tư cách cấp bậc của tiểu tử đó không đủ. Nhưng tôi hy vọng những thường vụ đang ngồi đây có thể cho cậu ấy một cơ hội. Sau khi tư lệnh cố nói xong, bí thư ủy ban tư pháp đồng chí Tần Thiên Cương cũng gật đầu, nói là vì quản lý tư pháp nên trong vụ huyết án lần trước cũng nghe nói về cậu và Đập Thiên Thủy. Còn cả phó bí thư Tạ, ngay cả phó chủ tịch Lô cũng liên tục gật đầu, đề nghị dứt khoát báo tăng lên một người, lấy hai giải thưởng lớn làm cái cớ, xem ban tổ chức tỉnh ủy có thể chiếu cố một chút hay không. Quy củ vốn có thể thay đổi, có lẽ có thể dàn xếp một chút. Chuyện này nếu có thể làm cho thành phố Mạc Hương có thêm một vị trí thì bộ mặt của thành phố cũng có chút vinh quang. Chính vào lúc này, bí thư thường vụ Dương của chúng ta bỗng nhiên vỗ bàn cười nói. Được, được, thằng nhóc này khá lắm. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra cậu ta rồi. Các vị thường vụ đều cảm thấy khó hiểu nhìn bí thư Dương, không biết y lại nhớ ra ai. Ai ngờ bí thư Dương cười ha hả. Lúc ấy nhóm người đó không muốn sống truy kích kẻ bắt cóc, nghe nói còn phạm tội cấp A gì đó, giết đến 10 người. Tôi nghe được tin liền ra lệnh cho hắn phải quay lại Đập Thiên Thủy, dĩ nhiên là vì lo lắng cậu ta mất mạng. Ai ngờ thằng danh đó rất mạnh miệng, nói thế nào mọi người có biết không? Muốn khai trừ thì khai trừ, ông mày không làm nữa, làm một kẻ thất nghiệp cũng phải giết chết đám khốn khiếp này rồi mới nói. Còn mắng người nữa chứ? Ha ha ha, dũng khí cũng không nhỏ. Cứ quyết định như vậy đi, Dương Quốc Đống tôi có quảng cái mặt già này đi, cũng phải giành được cho cậu ta một vị trí, ha ha ha. Tào Vạn Niên nói đến đây thì cười một hồi. Y cười đến mức Diệp Phàm cảm thấy kinh hãi, thầm nghĩ, mình nói quá lời sao? Mình có gan đối đầu với bí thư Dương sao? Như vậy không phải là tìm chết sao? Sợ thật, có lẽ do lúc ấy hồ đồ, căn bản không biết ông ấy là ai. Cũng may mà không biết, bằng không cũng không biết sẽ như thế nào. Tuy nhiên ngoài miệng hắn vẫn tỏ ra dáng vẻ sợ hãi, rụt rè nói. Tôi lúc ấy cũng hồ đồ quá, nói năng lỗ mãng. May mà bí thư Dương rộng lượng, bằng không có lẽ tôi cũng không ngủ ngon giấc rồi. Ha ha ha, không sao, bí thư Dương cũng không đi so đo những chuyện nhỏ nhặt như vậy với cậu đâu,
người ta là bí thư thị ủy, ngày ngày phải lo lắng vấn đề cuộc sống sinh hoạt của 600 vạn nhân viên toàn thành phố, đâu có thời gian rảnh rỗi đi quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này đâu. Chỉ cần cậu làm tốt công tác, không phụ lại kỳ vọng của bí thư Dương. Lúc ấy vì cậu ông ấy còn tự mình gọi điện thoại đến ban tổ chức tỉnh ủy, nói rõ hoàn cảnh. Không ngờ phó trưởng ban thường vụ của ban tổ chức tỉnh ủy vô cùng ủng hộ, không chút do dự lập tức đồng ý giúp đỡ cậu chuyện này. Cho nên tôi mới nói cậu đúng là gặp được đại may mắn. Tào Vãn Niên cũng cười vui vẻ. Đó là nhờ các vị thường vụ chiếu cố đến tôi, kỳ thực tôi cũng không làm ra chuyện gì quá sức lớn lao. Diệp Phàm khiêm tốn. Cậu quen tư lệnh Cố sao? Tào Vãn Niên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ông ta hỏi vậy là có ý tứ gì? Lẽ nào Tào Vãn Niên còn nghi ngờ mình và tư lệnh Cố của quân phân khu có quan hệ gì hay sao? Lẽ nào đây chính là mục đích Tào Vãn Niên tối nay gọi mình đến uống rượu? Đơn giản chính là muốn thăm dò nội tình của mình, vì có mấy thường vụ nắm giữ thực quyền trong hội nghị thường vụ thành phố nói giúp cho mình mấy câu. Chuyện này ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy khó hiểu, những vị thường vụ này ngoài chú của Tạ Mị Nhi là phó bí thư Tạ Quốc Trung nói giúp cho mình, đoán chừng là vì quan hệ của mình với Tạ Mị Nhi. Những người khác, bí thư ủy ban tư pháp Tần Thiên Võng đoán chừng lúc đầu chủ nhiệm Lâm Trường Trịnh Khinh Vượng cũng có chào hỏi qua. Phó chủ tịch thành phố Lô thì không rõ, mình không quen ông ta, tư lệnh Cố mình còn chưa gặp mặt, chuyện này thật sự là có chút kỳ lạ. Trong lòng Diệp Phàm nhất thời cảm thấy sửng sốt, không biết nên trả lời thế nào mới tốt. Sau khi suy nghĩ một hồi quyết định trả lời thành thật vẫn là tốt nhất, thận trọng nói. Chuyện này nói thật, tôi không quen tư lệnh Cố. Nhưng tôi có một người bạn rất tốt, hình như có quen biết ông ấy. Diệp Phàm cũng lập lờ, dĩ nhiên không nói hết toàn bộ sự thật. Câu trả lời nước đôi như vậy, kiểu nào cũng có thể đi. Nếu Tào Vãn Niên tin, nói không chừng sau này còn có thể chiếu cố đến mình, nếu không tin cũng là chuyện bình thường. Cho dù là gặp mặt tư lệnh Cố mình cũng không sợ, vì Tề Thiên xác thực có quen với ông ta. Nghe nói lúc đầu khi mình bị phó cục trưởng Cổ của Cục Công an huyện bắt đi, chính là Tề Thiên đã bàn bạc với tư lệnh Cố Minh Khải. Cho nên sau này mới phát sinh ra chuyện tư lệnh Cố và phó bí thư Tạ hai vị thường vụ thị ủy mới nghiêm khắc phê bình phòng thường vụ huyện Ngư Dương. Đặc biệt là ép Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung đưa mình quay về an toàn, lúc đó thật sự cũng gặp được ích lợi, từ chức vụ phó chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền thăng lên làm phó bí thư, xem như là thăng lên một cấp nhỏ. Thằng nhãi này, thật sự muốn giả vờ ngớ ngẩn để lừa đảo mình. Nếu tư lệnh Cố không có chút quan hệ nào với cậu ta, vậy hà cứ gì phải nói giúp cho một phó bí thư đảng ủy một thị xã như cậu ta chứ? Một chức quan rắm chó như vậy, người ta hơi đâu mà để ý. Hơn nữa lúc đó tư lệnh Cố ra sức giúp đỡ, từ trước tới giờ chưa từng thấy ông ấy làm chuyện như vậy bao giờ. Trong chuyện này nhất định là có điều gì mờ ám, mình phải moi ra mới được. Tào Vãn Niên không thay đổi sắc mặt, vẫn khẽ mỉm cười. Nhưng chiếc bàn tính trong lòng đang gõ lách cách. Anh bạn, có thể nói cho tôi biết vị bạn tốt ấy là ai không? Đương nhiên, đây là chuyện riêng của cậu, có thể không cần nói, tôi chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, ha ha. Tào Vãn Niên cố gắng để mình trở nên tùy tiện ôn hòa một chút, thật ra từ tận đáy lòng của y cũng có một chút khẩn trương, vì hiện giờ đang là lúc mấu chốt với sự nghiệp quan trường của mình. Đồng chí Tiêu Chí Triển của ban tổ chức thị ủy sắp sửa được điều chỉnh lên làm trưởng ban ban tổ chức thị ủy tỉnh Thủy Châu, để lại cái ghế trưởng ban tổ chức thành phố Mặc Hương mà y đã nhắm vào từ lâu. Lần này dù liều mạng cũng phải nắm được, nhưng người cạnh tranh thật sự rất hùng mạnh, từ trong tỉnh đến thành phố và ngoài thành phố đều có người muốn cướp đoạt vị trí này. Trưởng ban ban tổ chức thị ủy thành phố Mặc Hương chính là thường vụ, vì thế nhất định phải trải qua thảo luận của hội nghị thường vụ tỉnh Nam Phúc rồi mới tiến hành. Đương nhiên, ý kiến của bí thư thị ủy Dương Quốc Đống cũng tương đối quan trọng, nhưng quyền lợi quyết định quan trọng vẫn nằm ở hội thường vụ tỉnh ủy. Tào Vãn Niên mặc dù nói cũng nịnh bợ thường vụ của tỉnh ủy, nhưng vị trí trưởng ban ban tổ chức thành phố quá nhạy cảm. Vị trí trưởng ban này mặc dù nói là trong thành phố, nhưng lại dây dưa đến tranh giành của các phe phái tỉnh ủy đối với năng lực nắm giữ thành phố Mặc Hương. Những đường đi bên trong quá mức phức tạp. Nếu biết rõ đoán chừng cũng có thể khiến một biển người phải ngất xỉu. Tào Vãn Niên khoảng thời gian gần đây chạy đôn chạy đáo khắp nơi, đi tỉnh thành trở thành chuyện như cơm bữa, nhưng thường xuyên cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Lần này biểu hiện lạ thường của tư lệnh Cố đối với Diệp Phàm lại khiến Tào Vãn Niên nhìn thấy hy vọng.
bản thân tư lệnh Cố thì không quan trọng gì, y chẳng qua là tư lệnh của một quân phân khu thành phố, cũng không giúp mình được nhiều đối với việc leo lên vị trí trưởng ban tổ chức. Quan trọng là nghe người khác nói, tư lệnh Cố và chiến hữu của y Tề Chấn Đào là bạn bè vô cùng thân thiết. Nghe nói trước kia khi đánh giặc đã từng mặc chung một cái quần, ngủ cùng một cái giường, uống chung một chén nước, có cùng đi chơi gái hay không thì không biết. Dù sao người nào đó biết rõ sự tình sau khi uống say một hơi nói ra mười mấy chữ cùng, xem ra quan hệ của hai người rất thân thiết, nhưng vì mười mấy chữ cùng này mà Tào Vãn Niên đau lòng không thôi. Vì muốn mời vị cao nhân nào đó chỉ dẫn đường đi, chi phí cũng không hề rẻ, ngoài một bữa cơm còn có tiết mục tiêu khiển, tất cả tiêu tốn của đồng chí Tào Vãn Niên tiền lương 2 năm. Đương nhiên, Tào Vãn Niên cũng có rất nhiều thu nhập mờ ám, không tính còn các phong bì rất hợp lý với pháp luật, nhưng lúc nào cũng cảm thấy đau lòng vì tất cả hết 1 vạn đồng. Nói đi cũng phải nói lại, thu hoạch của Tào Vãn Niên cũng phong phú. Chương 245, sau lưng là một pho tượng Bồ Tát thật. Tề Chấn Đào là ai? Ông ta là phó chủ tịch tỉnh thường vụ tỉnh Nam Phúc, rất châu bò, là đại nhân vật xếp thứ 5 trong hơn 10 vị thường vụ của tỉnh Nam Phúc. Bên trên ngoài bí thư tỉnh ủy Đôn Phác Dương, chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm và hai phó bí thư chuyên trách thì đến lượt ông ta. Cũng là vừa mới lên chức năm nay, nếu có thể thông qua Diệp Phàm làm quen một chút với tư lệnh quân phân khu thành phố Mặc Hương Cố Minh Khải, lại thông qua Cố Minh Khải vượt qua cửa khẩu khó khăn của phó chủ tịch Tề, thì chức vụ trưởng ban tổ chức thị ủy kia xem như nắm chắc 8 phần rồi. À, tên là Tề Thiên, là bạn bè thân thiết với tôi. Chúng tôi cùng đến với nhau. Khi Diệp Phàm vừa nói đến đây, Tào Vãn Niên đã thất thanh kêu lên. Tề Thiên. Diệp Phàm hơi có chút nghi hoặc nhìn Tào Vãn Niên, y lập tức khôi phục lại bình tĩnh, cười nói. Ha ha, cái tên này có chút kỳ quái. Có chút giống như biệt danh của Tôn Ngộ Không. Tề Thiên Đại Thánh. Tào Vãn Niên lập tức che giấu, trong lòng cũng phấn chấn lạ thường, thầm nghĩ, chúng to rồi, lần này thật sự là chúng to rồi. Người bạn của Diệp Phàm họ Tề. Họ Tề đó chỉ chào hỏi với tư lệnh Cố đã có thể khiến tư lệnh Cố giúp đỡ Diệp Phàm như vậy. Chứng tỏ Tề Thiên không đơn giản, có 8 phần có thể là có quan hệ với phó chủ tịch tỉnh thường vụ tỉnh ủy Tề Chấn Đào. Đoán chừng quan hệ của bọn họ còn không đơn giản, lẽ nào là con trai của Tề Chấn Đào. Tào Vãn Niên đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Diệp Phàm lại yên lặng hồi tưởng lại vừa rồi sau khi Tào Vãn Niên nghe thấy cái tên Tề Thiên đã thất thanh kêu lên. Mặc dù nói Tào Vãn Niên che giấu rất kỹ, nói là cái tên này có chút liên quan kỳ lạ với Tôn Ngộ Không. Nhưng Diệp Phàm không thấy như vậy, thông qua thuật xem mặt thi triển ra phóng đoán, Tào Vãn Niên đoán chừng có nhạy cảm đối với cái họ của Tề Thiên, hoặc là đã nghe nói đến cái tên của Tề Thiên ở đâu đó. Quái lạ. Tề Thiên làm binh lính trong binh đoàn Liệp Báo ở Thủy Châu, theo lý mà nói Tào Vãn Niên là một phó trưởng ban thường vụ ban tổ chức thị ủy thành phố Mặc Hương, hai người không thể nào có qua lại. Tào Vãn Niên làm sao có thể nghe nói đến cái tên Tề Thiên? Cái tên này sau khi loại bỏ tên ra thì chỉ còn lại cái họ, Tề, rất nhạy cảm đối với phó trưởng ban Tào. Tại sao? Diệp Phàm còn non nớt, đương nhiên không nghĩ ra được khúc mắc bên trong, nghĩ không ra cũng lười nghĩ nhiều. Như vậy sẽ rất hao phí tế bào não. Người bạn tốt Tề Thiên của cậu hiện giờ vẫn đang ở thành phố Mặc Hương chứ? Nếu là bạn của cậu, dù sao trong phòng chúng ta cũng chỉ có 2 người, có thêm 1 đôi đũa thì cũng không đáng gì, cùng kêu cậu ấy tới uống vài chén đi. Tào Vãn Niên bình thản nói, giống như rất quan tâm đến bạn bè của Diệp Phàm vậy. Ai, gã vừa lái xe quay về Thủy Châu rồi, gã là một sĩ quan, công việc cần giải quyết tương đối nhiều. Cảm ơn ý tốt của trưởng ban Tào. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Đáng tiếc quá, lỡ mất dịp tốt rồi. Tào Vãn Niên hối hận đến mức vẻ mặt giống như chỉ muốn dùng đầu đập vào vách tường vậy. Nếu tới sớm nửa giờ thì tốt rồi, kéo Tề Thiên đi ăn một bữa cơm rồi dần dần làm quen với gã. Chuyện này lập tức sẽ không cần đi tìm tư lệnh Cố nữa, trực tiếp thông qua Diệp Phàm làm quen với Tề Thiên rồi bắt cầu qua mắt xích này làm quen với Tề Chấn Đào là được. Nếu đã là bạn bè, cậu nhất định phải đến nhà Tề Thiên rồi. Nhà cậu ta ở chỗ nào của Thủy Châu vậy? Tào Vãn Niên chạm chén với Diệp Phàm tự nhiên nói, làm như rất vô tình nhắc đến vậy. Kỳ lạ, phó trưởng ban Tào tại sao cứ bám chặt lấy Tề Thiên không tha thế nhỉ? Lẽ nào Tề Thiên thật sự là một danh nhân sao? Trong lòng Diệp Phàm buồn bực, cảm thấy Tề Thiên càng ngày càng thần bí, thành thực lắc đầu nói.
tôi cũng chưa từng đến nhà gã, nhưng ngày mai tôi sắp đi Thủy Châu, đến lúc đó nhất định sẽ đến nhà gã thăm hỏi một chút. Ai, là bạn bè thân thiết, nếu không đi thì thật không lễ phép. Đương nhiên, đây cũng là Diệp Phàm cố ý nói vậy, để biểu hiện sự thân thiết của hai người. Nếu Tào Vạn Niên đã muốn làm quen với Tề Thiên hay là gì đó, mình phải thể hiện dáng vẻ khăng khít giống như cùng mặc một cái quần với Tề Thiên mới được, gia tăng thêm mức độ biết đâu lại có chỗ tốt. Nghe thấy lời này, trong lòng Tào Vạn Niên lại càng vui mừng hớn hở, thầm nghĩ đúng là tìm được cơ hội tốt. Vậy nên làm thế nào để bám theo Diệp Phàm một cách tự nhiên để cùng tới thăm hỏi Phó Chủ tịch tỉnh Tề chứ? Chuyện này thật sự đáng cân nhắc, nếu quá lộ liễu xác định là không được, như vậy tính lợi dụng và tranh thủ quá mạnh, sẽ dẫn tới Phó Chủ tịch Tề cảm thấy phản cảm, sẽ cho rằng mình là một người chuyên môn chạy trọt. Nhưng nếu giấu giếm quá cũng không được, chỉ sợ tiểu tử này lại không lĩnh hội được, dù sao hắn cũng còn quá non nớt, chuyện này thật sự là có chút khó làm. Sau đó hai người trò chuyện một lát rồi tạm biệt, nhưng Tào Vạn Niên đã có vẻ thân thiết ấm áp hơn với Diệp Phàm, có khuynh hướng phát triển theo phương hướng gọi nhau là anh em rồi. Diệp Phàm chạy xe quay về nhà trọ ngủ bù, đoán chừng chờ một lát nữa Lô Vĩ có thể sẽ gọi mình đến cùng uống trà gì đó. Những chuyện mà người cao nhã thích làm, Diệp Phàm không có một chút thiện cảm nào hết, thầm nghĩ, thưởng thức trà, mùi vị khổ sở đó thì có thể thưởng thức được gì chứ, lãng phí thời gian và tinh lực. Kiến thần, anh lập tức tới kiểm phổ các đi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Tào Vạn Niên lại quay về kiểm phổ các. Không lâu sau Vu Kiến Thần đã đến nơi, vừa tới nơi đã cười ha hả. Sao vậy lão Tào, có phải chưa ăn cơm nên muốn bày một bàn ăn để an ủi dạ dày của tôi không? Lão Vu, ông nói thử xem, lão ca tôi đối với anh như thế nào? Tào Vạn Niên nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, giống như có ý tứ sâu xa ẩn chứa bên trong. Người anh em, chúng ta giống như anh em ruột vậy. Kỳ quái vậy, lão Tào, có chuyện gì vậy? Không phải ông uống nhầm thuốc gì chứ, lẽ nào chuyện chức vụ đó xảy ra sơ sót gì sao? Trong lòng Vu Kiến Thần thầm giật mình hỏi luôn vì hai người tương đối thân thiết. Tào Vạn Niên và Vu Kiến Thần vốn là bạn học từ tiểu học cho đến trung học. Tào Vạn Niên nhỏ hơn Vu Kiến Thần 2 tuổi, hai người thật sự thân thiết đến mức có thể mặc cùng một cái quần. Vu Kiến Thần có thể trèo lên được vị trí cục trưởng cục công an thành phố, cũng nhờ Tào Vạn Niên hết mình giúp đỡ. Còn lần này Tào Vạn Niên muốn tranh giành vị trí trưởng ban tổ chức, không phải còn khó khăn hơn chức vụ cục trưởng công an của thường vụ. Mặc dù Vu Kiến Thần cũng chạy vạy khắp nơi, lôi kéo quan hệ, kêu gào, tạo thế cho người bạn cũ, nhưng dù sao vị trí trưởng ban tổ chức này phải do hội nghị thường vụ tỉnh ủy quyết định. Đầu mối quan trọng đoán chừng vẫn nằm ở phương diện ban tổ chức tỉnh ủy. Vu Kiến Thần và Tào Vạn Niên ở thành phố Mặc Hương cũng được xem là nhân vật cấp thực quyền, nhưng vừa chạy đến Thủy Châu cũng không khác gì bà Lưu bước vào đại quan viên. Người tìm được về cơ bản đều là những nhân vật nhỏ không giúp gì được nhiều. Quan lớn cấp bộ phó tỉnh ủy trở lên cũng không ít, nhưng chuyện của Tào Vạn Niên, quan lớn cấp phó ban bình thường cũng không giúp gì được. Còn cần phải có hai chữ, thường vụ, ở phía trước mới được, khó khăn lại càng tăng thêm n lần. Lão đại trong tỉnh có mang theo hai chữ này có chừng 10 người, Vu Kiến Thần không quen biết một ai cả. Cho nên về cơ bản cũng không giúp đỡ gì được nhiều, nhưng chỗ bí thư Dương ở thị ủy, Vu Kiến Thần cũng giúp được một chút vì y vẫn được xem là tay chân tương đối đắc lực của bí thư Dương Quốc Đống. Đương nhiên vẫn chưa tiến vào vòng tròn trung tâm, chỉ là hiện tại vẫn luẩn quẩn ở bên ngoài vòng tròn. Vu Kiến Thần gần đây cũng vót nhọn đầu muốn tiến vào bên trong, nhưng chuyện này tương đối khó khăn. Không phải một sớm một chiều là có thể lấy được sự công nhận của bí thư Dương Quốc Đống, còn cần phải cố gắng kiên trì không ngừng một thời gian nữa mới được. Hơn nữa hiện giờ chức vụ của Vu Kiến Thần cũng chưa đủ cao, vòng tròn trung tâm của bí thư Dương Quốc Đống chí ít cũng phải cấp phó ban mới được. Vu Kiến Thần là một cục trưởng cục công an, chưa có thêm chức danh bí thư ủy ban tư pháp nên còn chưa được vào vòng, phân lượng cũng nhỏ đi rất nhiều. Ai, Kiến Thần? Anh Tào của chú lần này đoán chừng không vượt qua được cửa ải này rồi. Cơ hội lần này mất đi cũng không biết phải bao nhiêu lâu nữa mới có cơ hội lần thứ hai. Thật sự đến lúc đó anh Tào cũng chỉ còn là một lão già hom hem, còn có hy vọng gì. Tào Vạn Niên và Vu Kiến Thần cùng chạm chén rượu, trong lòng khổ sở không thôi, tướng mạo nhìn qua có chút ủ rũ, sắc mặt là một màu xám cho, điển hình của loại sắc thái đụng phải xui xẻo. Anh Tào, có chuyện gì anh cứ nói thật đi.
anh em có thể giúp được thì trèo lên núi đao, nhảy xuống chảo dầu không cần phải nói, chỉ là những trò mấy đứa con nít thường chơi mà thôi. Phu Kiến Thần cũng hết sức ngay thẳng, cùng với Tào Vạn Niên hai người đều bóc xuống bộ mặt dối trá, thật sự chân thành đối đãi với nhau. Chỉ có một con đường, quan hệ của cậu với Diệp Phàm như thế nào, tôi muốn nghe anh nói thật. Tào Vạn Niên có chút khẩn trương. Y thật sự có chút sợ hãi Phu Kiến Thần sẽ nói ra lời nói quan hệ bình thường vì Diệp Phàm chính là hy vọng lớn nhất trước mắt của y, là cứu tinh lớn nhất. Anh em sống chết, cậu ta với tôi cũng giống như anh và tôi vậy. Kỳ thực tôi và cậu ta quen biết nhau chỉ mới mấy tháng, nhưng tôi đã mắc nợ cậu ta mấy lần, lần trước thiếu chút nữa thì mất mạng rồi. Cho nên chúng tôi có thể nói là anh em sống chết. Phu Kiến Thần không chút chần chừ. Được, là anh em sống chết thì tốt rồi. Nếu Diệp Phàm là anh em sống chết với anh, mà tôi và anh cũng là anh em sống chết, vậy ba chúng ta cứ như vậy không phải đã hình thành một vòng tròn anh em sống chết có nhau sao? Ha ha ha. Nếu đến vườn đào kết nghĩa nữa thì thật sự có chút thú vị rồi, ai. Nhưng chúng ta hơi già một chút, không thích hợp lắm. Tào Vạn Niên nhất thời mất hứng, liên tiếp cụng ba chén nhỏ với Vu Kiến Thần. Lão Tào, anh có quỷ kế gì thì nói ra đi. Tôi nghe thấy có chút mùi vị rồi. Nói đi, có phải muốn nhờ Diệp Phàm giúp đỡ nhưng không mở miệng được không? Ha ha ha, cho nên mới tìm tôi làm bóng đèn, thông qua tôi giật dây bắc cầu gì đó phải không? Phu Kiến Thần cũng không phải kẻ ngốc, trực tiếp nhìn thấu mánh khóe của Tào Vạn Niên, hai người tùy tiện quen rồi, lời nào cũng có thể nói thẳng ra. Nhưng tôi có chút không hiểu lắm, chú Diệp chỉ là phó bí thư một thị trấn nhỏ, cậu ấy thì có thể giúp gì cho anh? Nói ra không biết chừng còn trở thành trò cười cực lớn của người dân thành phố Mạc Hương, một cán bộ cấp phó phòng có thể giúp đỡ một phó bộ trưởng thường vụ cấp trưởng ban, hơn nữa còn quản lý các mũ quan viên nhỏ. Phu Kiến Thần cảm thấy vô cùng khó hiểu, trong lòng lẩm bẩm. Nếu lão Tào muốn giải quyết chuyện trong bộ đội, tìm Diệp Phàm có lẽ còn có thể giúp được chút gì đó, nhưng chuyện trên sở thì cánh tay của đoàn trưởng Thiết có lẽ cũng không vươn dài được như vậy. Chuyện của em vợ đoán chừng là quan hệ của Thiết Chiêm Hùng với trưởng ban an ninh tỉnh vô cùng đặc biệt, hoặc là nói bộ đội và bộ phận an ninh cũng có một dây liên hệ cho nên mới giúp đỡ được. Chuyện của phương diện ban tổ chức, Thiết Chiêm Hùng vẫn có thể giúp được đó mới là chuyện lạ, đây chính là tìm kiếm khắp nơi cũng khó tìm được mối liên hệ nào giữa hai bộ phận này, trừ phi sau lưng Thiết Chiêm Hùng còn có người nào chưa lộ diện. Không thẹn là anh em của Tào Vạn Niên tôi, chuyện này cũng có thể đoán ra. Không sai. Tào Vạn Niên giơ ngón cái lên, quay đầu có chút thần bí nói thẳng ra. Người anh em Tiểu Diệp của cậu là một nhân vật có người chống đỡ sau lưng. Có người chống đỡ sau lưng. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, hình như hắn từng nói là một đại tá trong quân đội, là đoàn trưởng họ Thiết gì đó là anh em kết nghĩa sống chết với hắn. Còn những cái khác chưa từng nghe nói có đại thần ở phía sau hỗ trợ. Tôi nghĩ có lẽ không có đâu, nếu có hắn sớm đã tiến vào thành phố hoặc là lên huyện rồi, còn ở cái xó xỉnh hẻo lánh thị trấn Lâm Tuyền này lôi kéo đầu tư đến mức sắp gãy chân làm gì. Ai, tôi nhìn mà cũng có chút đau lòng. Nơi địa bàn khó khăn như vậy có ai muốn đi đầu tư mở nhà máy chứ? Mấy trăm vạn ném vào chưa chắc đã thu được gì, đúng là quái thú nuốt tiền. Nhưng tôi nói lão Tào à, thông tin vỉa hè này ông nghe từ đâu vậy, có đáng tin hay không? Phu Kiến Thần khẽ lắc đầu, cảm thấy bình thường mà nói tin đồn như vậy thường không thật. Có 5 phần chắc chắn, anh biết người bạn tên Tề Thiên của hắn chứ? Tào Vạn Niên lẩm bẩm nói, còn tưởng là Phu Kiến Thần không biết gì cả. Tề Thiên, tôi biết, là thiếu tá đại đội trưởng của Liệp Báo, rất ngang bướng. Trước kia khi còn là đại đội trưởng nhìn thấy đội trưởng Lý Sương Hải của ban tỉnh chúng ta cũng thản nhiên không đối đãi với hắn như lãnh đạo, đây có lẽ là tính cách của quân nhân. Phu Kiến Thần lắc lắc đầu, hình như có chút không ưa Tề Thiên, cảm thấy con người ga quá kiêu ngạo. Ha ha, anh biết một mà không biết hai, gã làm vậy là đương nhiên. Tôi cũng đoán được gia thế của Tề Thiên, anh có biết không? Tào Vạn Niên cười nói. Tôi đã điều tra từ lâu rồi, lần trước ở thị trấn Lâm Tuyền nhìn thấy gã kiêu ngạo như vậy, tôi tức không chịu được. Anh cũng biết, sở thích lớn nhất của chúng tôi là điều tra gốc gác của đối phương, biết người biết ta mới có thể trăm trận không thua. Tránh cho chọc vào đại thần không nên chọc vào gì đó, ha ha. Phu Kiến Thần nói toẹt ra. Lão đệ chú còn có một điểm chưa nói. Hừ,
ông mày đường đường là phó cục trưởng của cục thành phố, công an không trâu bò thì còn ai trâu bò. Ha ha ha, hai con trâu húc nhau cho nên không phục cũng là chuyện bình thường. Ha ha ha, Tào Vãn Niên vui vẻ bỡn cợt Phu Kiến Thần. Điều tra ra cái gì không? Không có, vừa điều tra đã nói là quyền hạn không đủ. Sau này hỏi thăm em vợ tôi, cũng chính là hoành võng công tác ở an ninh thành phố. Mới biết binh đoàn đặc nhiệm Liệp Báo đóng quân ở Thủy Châu tỉnh Nam Phúc chúng ta là một bộ phận bộ đội vô cùng thần bí. Thân phận của tất cả quan quân đều không điều tra được, phải thu thập toàn bộ lại một lần nữa nhưng bọn họ muốn điều tra cũng không cách nào thực hiện, vẫn là quyền hạn không đủ. Đoán chừng cũng chỉ có nội bộ Liệp Báo mới biết rõ thôi. Phu Kiến Thần bất đắc dĩ nói, xem ra không thu hoạch được gì. Nhưng tôi cũng ở với gã mấy ngày, hình như nói là nhà ở Thủy Châu, đoán chừng là rất giàu có, nhìn hành động và thuốc gã hút là biết. Một đại đội trưởng trong bộ đội có thể có bao nhiêu tiền trợ cấp, nhưng người ta hút gì chứ, thuốc Trung Hoa. Còn có mấy bao đại hùng viên đặc biệt, bố mày còn không có tư cách để hút. Mà Trung Hoa bình thường mình cũng không hút được, tôi lúc đó là một phó cục trưởng của cục thành phố còn không bằng một đại đội trưởng, lão Tào à. Anh nói xem, chuyện này có thể khiến anh phục được không?